Tiên nghịch chương 1532, chiến lão quỷ. Giới nội hoàn toàn yên tĩnh, hàng y đồng tử cùng với các cao thủ đang giao chiến với Nam Vân Tử và Hồng Sam Tử kia lần lượt đình chiến, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn lại. Chỉ có tiên phi áo đỏ kia thần sắc lại âm trầm. Vừa rồi nàng không biết về sự xuất hiện của cây cung kia, lúc này sau khi nghe thấy lời nói của phong dư kia, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ phẫn nộ. Với trí thông minh của nàng, Nàng hiển nhiên có thể nhìn ra bản thân mình đã trở thành một quân cờ trong kế hoạch của người khác. Trong tiếng hừ lạnh, tiên phi áo đỏ này liếc mắt nhìn Triệu Hà Tử Mộng ở phía đối diện cũng đã ngừng chiến, rồi xoay người không để ý tới bất cứ kẻ nào nữa, đi thẳng tới lỗ Hổng Phong giới đại trận. Không có một người nào ngăn cản nàng, ánh mắt nam vân tử không thể không lóe lên. Tiên phi áo đỏ kia đã bước vào trong lỗ hổng, đi vào trong thái cổ tinh thần, thân ảnh biến mất không còn rồi tới đám người hàng y đồng tử kia cũng trầm mặt, lùi ra phía sau, lần lượt bước vào trong lỗ hổng phong giới đại trận. Sao vậy, những đạo hữu của giới nội, không có ai dám tới lấy cây cung này sao? Phong dư thủ đồ của trưởng tôn kia lắc đầu, nhìn về phía những tu sĩ giới nội trong phong giới đại trận. Trong thời gian ngắn này, lỗ hổng trên phong giới đại trận đã khép lại chỉ còn chưa tới 10 trường, ngoài rìa đã có u quan lóe lên, đang chậm rãi đóng lại hoàn toàn nhưng ngay lúc nó thu lại chỉ còn bảy trượng, bàn tay khổng lồ vừa mới xuất hiện giữa không trung trong thái của tinh thần bỗng nhiên lại hiện ra, túng vào lỗ hổng trên phong giới đại trận kéo mạnh một cái. Trong tiếng ầm ầm, tinh không chấn động, chỉ thấy lỗ hổng kia lập tức tan vỡ, dường như có một sức mạnh khổng lồ nhập vào bên trong, khiến cho lỗ hổng đang khép lại này lại bị xé toạt ra mấy trăm trượng. Trong tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, một uy áp không thể chống cự từ bên trong bàn tay kia truyền ra, bao phủ giới nội. Dưới uy áp này, đám người hồng sam tử tâm thần chấn động, đồng loạt lùi về phía sau. Sắc mặt vương lâm cũng tái nhợt, bị uy áp này tràn tới, thân thể đạp đạp lui về phía sau mấy trăm trượng. Trong mắt hồng sam tử lóe lên hàng quang, trong lúc lui về phía sau hắn bỗng bước mạnh về phía trước một bước, giơ tay phải lên vung về phía trước, lập tức liền có một đám mây đỏ tràn ra, lao thẳng tới bàn tay đang xé mở lỗ hổng trên phong giới đại trận kia. Cùng lúc đó, Nam Vân Tử thần sắc ngưng trọng, tay phải vỗ lên trán, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy có một đám hư ảnh từ phía sau hắn hiện ra, những hư ảnh này giống y hệt nhau, ngưng tụ lại với nhau tạo thành những pho tượng, sắp xếp lẫn nhau hình thành một trận pháp khổng lồ, theo sau đám mây đỏ kia, bay về phía bàn tay khổng lồ. Triệu Hà Tử Mộng, còn có mỹ phụ trung niên kia, cùng với lỗ phu tử và thái a la, bốn người gần như đồng thời ra tay. Dưới hào quang vạn trượng, đủ loại thần thông nhanh chóng được xuất ra, dung hợp với thần thông của Hồng Sam Tử và Nam Vân Tử, hình thành nên một con cùng phong kinh thiên động địa, lao thẳng tới bàn tay khổng lồ đang xé mở lỗ hổng. Lại thêm vương lâm tâm niệm khẽ động, linh động thượng nhân và chu cẩn hai người trong lúc trầm mặt cũng thi triển ra thần thông. Có thể nói tất cả những cao thủ của giới nội ở đây lúc này, toàn bộ đều trong khoảng khắc này bộc phát ra sức mạnh lớn nhất đủ loại thần thông dung hợp với nhau khiến cho cùng phong ầm ầm nổi lên tinh điểm cổ thần trên mi tâm xoay tròn vương lâm giơ tay phải lên vung mạnh về phía trước chỉ thấy đầu của đạo cổ hiện ra bất ngờ hóa thành một quyền khổng lồ ở xung quanh quyền này có biển lửa tràn ngập ở bên trong còn có lôi đình lóe lên trong tiếng ầm ầm dung hợp với con cùng phong kia hóa thành một sức mạnh to lớn nhất của giới nội trong khoảnh khắc này lao thẳng tới bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt Sức mạnh to lớn nhất của giới nội được ngưng tụ lại ầm ầm va chạm với bàn tay kia. Ngay lúc đó, một luồng yêu khí đến từ giới nội từ trong tinh không nhanh chóng lao tới, hóa thành một khuôn mặt của cửu tinh cổ yêu lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt cổ yêu này vô cùng dữ tợn, còn lộ ra một vẻ thù hận, há miệng trực tiếp phun ra một ngụm yêu khí. Yêu khí này vừa mới xuất hiện liền lập tức hóa thành một con yêu long rất lớn, trong tiếng rít gào lao thẳng về phía trước ngay khi con yêu long này lao tới chính tinh điểm cổ yêu trong mắt trái của cổ yêu này đồng loạt bay ra bất ngờ dung nhập vào trong con yêu long theo cơn cuồng phong và một quyền của vương lâm bay thẳng tới bàn tay khổng lồ tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này chấn động tinh không cả giới nội giới ngoại đều có thể nghe được rõ ràng cơn cuồng phong do thần thông của đám người hồng sam tử hóa thành trực tiếp nổ tung ở trên bàn tay kia hình thành một sức tấn công vô biên vô hạn quét ngang ra bốn phía trong tiếng ầm ầm đám người hồng sam tử đồng loạt phun ra máu tươi tất cả nhanh chóng lui về phía sau bàn tay khổng lồ kia trong lúc chấn động trong năm ngón tay lập tức liền có bốn ngón vỡ tan ngay lúc này một quyền đạo cổ của vương lâm ầm ầm lao tới ngay khi cơn cuồng phong kia nổ tung bàn tay khổng lồ vỡ mất bốn ngón ầm ầm đánh vào ngón cuối cùng kia tiếng nổ ầm ầm lại một lần nữa vang lên thân thể vương lâm chấn động mạnh máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng tay phải đầy máu vô cùng đau nhức, như thể xương cốt đã bị vỡ vụn. Thân thể hắn lại lui về phía sau. Ngón tay cuối cùng này ngay khi va chạm với một quyền của Vương Lâm lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Cùng lúc đó, con yêu long dung hợp với chính khối yêu tinh rít gào lao tới, trực tiếp đâm vào. Ngón tay cuối cùng của bàn tay kia vỡ tan. Bàn tay kia chỉ còn lại có lòng bàn tay, dưới sự liên thủ của rất nhiều cao thủ giới nội, ầm ầm lão đảo. Lực xung kích khuếch tán ra, truyền vào bên trong phong giới đại trận, khiến cho trận pháp này lóe lên hào quang chói mắt, lỗ hổng kia lại càng bị mở rộng ra. Dưới lực xung kích này, cây cung ở gần nhất vẫn không hề có một chút biến đổi nào, vẫn lơ lửng ở nơi đó. Dường như sức mạnh này đối với nó không hề đáng kể, chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng từ trên đó tỏa ra là hơi vặn vẹo một chút mà thôi. Bàn tay đã mất năm ngón tay kia trong lúc lão đảo lui về phía sau, trên đó liền có năm đạo ánh sáng lóe lên, dường như năm ngón tay sắp sửa tái sinh nhưng đúng lúc này liền có một sự kinh biến ở phía sau đám người vương lâm đột nhiên có một gợn sóng chấn động tinh không bỗng nhiên xuất hiện một tiếng gào thét đủ để khiến cho tất cả tu sĩ chấn động tâm thần từ trong tinh không phía sau bọn họ nhanh chóng truyền tới tiếng gào thét này lúc mới bắt đầu dường như vẫn còn ở xa vô tận nhưng trong nháy mắt đã ầm vang ngợp trời đám người hồng sam tử mặt mày biến sắc đồng loạt quay đầu nhìn lại Vương Lâm cũng quay lại nhìn. Hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời cũng không thể quên được. Chính tu chân tinh bị thiêu đốt, giống như là chính vần thái dương điên cùng bốc cháy, tản mát ra sức nóng không cùng xếp thành một chữ, từ đằng xa trong tinh không bay nhanh đến. Tốc độ của chúng cực nhanh, tinh không như thể bị vỡ vụn, vô số gợn sóng mang theo khí tức cực nóng hóa thành một chuỗi những dao động, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Với tốc độ cực nhanh, những tu chân tinh này trong nháy mắt đã tới gần lao thẳng tới cây cung đang lơ lửng ở bên ngoài phong giới đại trận bàn tay khổng lồ có năm ngón tay đang tái sinh kia lập tức vung lên chắn ở phía trước cây cung cùng với tu chân tinh bốc cháy thứ nhất va chạm với nhau tiếng ầm ầm vang lên tu chân tinh thứ nhất kia hóa thành một luồng đại lực ngay khi tiếp xúc với bàn tay kia lập tức nổ tung hình thành một lực tấn công rất lớn khiến cho bàn tay này phải lùi lại nhưng nó chưa kịp lùi lại tới ngàn trượng Tu chân tinh thứ hai đã đâm tới, trong tiếng ầm vang, bàn tay này lại một lần nữa lùi lại phía sau. Tu chân tinh thứ ba cũng theo sau tới gần, trực tiếp đâm vào bàn tay này. Bàn tay khổng lồ kia chấn động, ầm ầm nổ tung. Ngay khi nó nổ tung, một hư ảnh mặt khắc bào từ bên trong bước ra. Hư ảnh mặt khắc bào này không ngờ chính là trưởng tôn mà Vương Lâm đã nhìn thấy ở bên ngoài cổ mộ. Sau khi hắn xuất hiện, không nói lời nào, giơ tay phải lên trên cánh tay khô héo kia lập tức có một đạo ánh sáng sáng ngời lóe lên từ xa nhìn lại giống như cánh tay của hắn đã trở thành một đạo ánh sáng bất diệt trong thiên địa hắn giơ tay phải lên trực tiếp cách không ấn về phía tu chân tinh thứ tư đang gào thét lao tới tiếng ầm ầm vang lên ngợp trời tu chân tinh thứ tư kia tan vỡ nhưng hư ảnh mặt hắc bào này cũng lùi lại phía sau mấy bước hào quang trong tay cũng sụp đổ tu chân tinh thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám đồng thời lao tới ngay khi đến gần hư ảnh mặt hắc bào này đồng thời nổ tung, hình thành một sức tấn công không thể nào hình dung nổi, ở bên trong thái cổ tinh thần tại giới nội, ầm ầm vang vọng. Một sức nóng cuộn lên, nhanh chóng đi sâu vào trong thái cổ tinh thần. Theo sức nóng này tràn qua, tinh không tan nát, hư ảnh mặt hắc bào kia quần áo toàn thân bị cuộn lên, dưới lực tấn công này phun ra một nguồn nguyên thần khí, trong tiếng ầm ầm, thân thể giống như là bị xé rách. Ngươi vẫn chưa chết. Thanh âm khàn khàn mang theo một vẻ khiếp sợ từ trong miệng của người mặc hắc bào truyền ra. Ta vẫn chưa chết. Một thanh âm không biết từ nơi nào bên trong giới nội truyền ra, vang vọng tới, xông vào trong giới ngoại. Đồng thời, tu chân tinh thứ chín cũng điên cuồng lao về phía hư ảnh mặt hắc bào kia. Hư ảnh mặt hắc bào này gầm nhẹ, giơ hai tay lên nhanh chóng bấm quyết. Lập tức ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái giếng rất lớn, ở bên trong cái giếng kia có một ánh trăng. Ngay khi cái giếng này xuất hiện, hư ảnh mặt hắc bào kia lui ra phía sau, cánh tay trái khô héo nhúng vào trong cái giếng, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ chụp tới. Hắn đem ánh trăng ở dưới giếng đột nhiên mò lên, không thể phân biệt rõ hắn mò lên nước giếng hay là ánh trăng. Ở trong tay hắn có rất nhiều nước giếng, còn ở bên trong giếng kia vẫn còn có một ánh trăng. Sau khi mò ra, hư ảnh hắc bào này vung mạnh về phía trước, lập tức nước giếng lao thẳng về phía tu chân tinh thứ chín kia. Ngay khi hai bên va chạm với nhau, trong tiếng ầm vang, nước giếng kia lập tức bốc hơi, trong nháy mắt hóa thành một đám hơi nước tiêu tan. Nhưng tu chân tinh thứ chín kia cũng chấn động, trực tiếp vỡ thành từng mảnh. Ở trên đó, có thể nhìn thấy rõ ràng có một ấn ký hình ánh trăng xuất hiện. Ấn ký hình ánh trăng kia trong tiếng ầm ầm xuyên thấu qua tu chân tinh này, khiến cho nó tan vỡ, đồng thời tiếp tục xuyên qua hướng về khoảng không ở phía sau tu chân tinh này trực tiếp phóng đi. Năm đó lão phu đi tới giới ngoại, thái cổ ngũ tôn các ngươi không ai là đối thủ của lão phu, bị lão phu đoạt đi rất nhiều hương hỏa. Hôm nay tái ngộ, ngươi vẫn không chịu nổi được một đòn. Thanh âm già nua nhưng lộ ra một khí phách vô tận truyền tới. Ngay khi ánh trăng kia rơi vào một chỗ bên trong tinh không, một thân ảnh hư ảo mơ hồ hiện ra. Thân ảnh này nhìn không rõ hình dáng, nhưng ngay khi xuất hiện liền giơ tay phải lên, ngón trỏ vung về phía trước bất ngờ liền viết ra một chữ chiến. Một chữ chiến này khiến cho ánh trăng kia lập tức vỡ tan. Người đời chỉ biết nãm đó hắn dùng sức mạnh của một tiếng rống để đuổi ngươi đi, mà không biết trong một tiếng rống kia còn có sự cảnh cáo. Nếu ngươi dám bước vào trong giới nội này nửa bước, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Tiểu tử nhát gan nhà ngươi mà cũng dám xưng tôn sao. Cây cung này ngoài lý tộc ra thì không ai có thể làm chủ. Nếu ngươi đã muốn như vậy, thì lão phu sẽ thay mặt hắn tới nhận thân ảnh mơ hồ kia thanh âm rất bình tĩnh cất bước đi thẳng tới cây cung đang lơ lửng bên ngoài phong giới đại trận chiến lão quỷ không ngờ ngươi vẫn chưa chết hư ảnh mặt hắc bào kia ngẩng mạnh đầu hắc bào ở trên đầu bị xé tung thành những mảnh nhỏ bay ra bốn phía lộ ra dung nhang của hắn ở bên dưới lớp áo đó là một khuôn mặt cực kỳ già nua bên trên có đầy những nếp nhăn dường như đã sống qua rất nhiều năm những nếp nhăn kia giống như những cái rãnh, như thể là bánh xe thời gian lộ ra một khí tức tang thương. Trên mi tâm của hắn còn có một ấn ký. ấn ký này nhìn giống như là một vết sẹo, dường như vô số năm về trước đã bị người ta đóng vào. Nhưng hình dạng của ấn ký này rất mơ hồ, không thể nhìn được rõ ràng. Mặc dù trên mặt người này tràn ngập dấu ấn của thời gian, nhưng lại không hề có một chút râu tóc nào, dường như trên mặt hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ có râu tóc mọc ra hoặc có thể nói, hắn không nên có râu tóc xuất hiện. Chưởng tôn, chưởng ấn tiểu tử. Hắn mặt mày tái nhợt, nhìn chầm chầm chiến lão quỷ, ánh mắt lộ ra sự thù hận ngợp trời, nhưng cũng không dám mở miệng, mà thân thể lui về phía sau một bước, túng lấy thủ đồ của mình, nhanh chóng bỏ chạy. Thân ảnh mơ hồ kia trong lúc tiến tới, đột nhiên tới gần cây cung đang trôi lơ lửng giữa tinh không kia, giơ tay phải lên, chụp lấy cây cung. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị chụp được, thân ảnh mơ hồ kia lập tức kêu nhẹ lên một tiếng. Hắn dường như thần sắc khẽ động, nhưng không hề thu tay phải lại, mà nhanh chóng túng về phía trước. Dây cung của chiếc cung kia trong khoảnh khắc này vốn vẫn thẳng, nhưng ở chỗ hắn chạm vào liền có một đạo ánh sáng bảy màu lóe lên. Ngay khi ánh sáng bảy màu này lóe lên, dây cung này đột nhiên đứt ra. Quả nhiên là có bảy màu. Trong ánh mắt của lão già thân ảnh mơ hồ kia lộ ra tinh quang. Trong tiếng vù vù, từ trong dây cung bị đứt truyền ra một tiếng rít gào thê lương chỉ thấy trong đám ánh sáng bảy màu vờn quanh dây cung bị đứt kia nhanh chóng bay ra hướng về phía trước tạo thành hình một nửa cung tròn vung mạnh lên sợi dây cung này vốn không dài nhưng lúc này đột nhiên kéo dài ra như thể là vô tận theo nó vung lên toàn bộ tinh không bên trong nửa cung tròn kia trực tiếp bị chia ra ánh mắt lão già thân ảnh mơ hồ kia lóe lên trong tiếng hừ lạnh nắm lấy cây cung vứt mạnh vào trong giới nội. Cùng lúc đó thân thể hắn lập tức lùi lại, nhưng vẫn bị sợi dây cung kia quất trúng. Nếu là lúc bình thường, thì hắn sẽ hoàn toàn không để ý, nhưng trên sợi dây cung này lại lóe lên ánh sáng bảy màu, vì thế hắn giơ tay phải lên liên tiếp viết ra bảy chữ chiến. Bảy chữ chiến kia vừa xuất hiện liền lập tức bị sợi dây cung kia quật vỡ. Trong tiếng ầm ầm, bảy chữ chiến kia toàn bộ vỡ tan, lão già mơ hồ kia thần sắc ngưng trọng lui về phía sau, phun ra một mụn khí tức màu trắng, khí tức màu trắng này vừa xuất hiện, lập tức lại biến hóa thành một chữ chiến màu trắng. sợi dây cung kia đã cuộc tới, sau khi va chạm với chữ chiến kia liền dừng lại. thừa dịp sợi dây cung dừng lại, thân thể hư ảnh mơ hồ kia lùi lại nhảy vào trong phong giới đại trận. thất thải đạo nhân, quả nhiên ngươi vẫn ra tay. đây là cơ hội thứ ba của ngươi, và cũng là lần cuối cùng. bách vạn tu linh ấn không ngờ ngươi chủ động phá vỡ ấn này, lão phu chính là đang chờ điều này. Ngay khi hắn đi vào bên trong phong giới đại trận, chữ chiến màu trắng kia tự động tiêu tan. Sợi dây cung dài vô tận kia trong lúc vung vẫy giữa tinh không quật lên trên phong giới đại trận. Toàn bộ trận pháp này chấn động, trận linh trên đó chưa kịp hiện ra, liền lập tức có một cái khe rất lớn từ bên trong trận ở khu vực này xuất hiện, vạn vẹo kéo dài ra. Cái khe này vừa hiện ra, lập tức có tiếng ầm ầm vang vọng sợi dây cung kia bất ngờ quất lên trên phong giới đại trận này mở ra một lỗ hổng rất dài trực tiếp xuyên thấu qua xông vào trong giới nội trong giới nội ở gần phong giới đại trận nhất không phải là tu sĩ triệu hà hay tu sĩ la thiên mà là mấy vạn tu sĩ giới ngoại xâm nhập vào đang bị cổ tức diệp của vương lâm vây khốn lúc này sợi dây cung kia xông vào trong giới nội trực tiếp quất lên phong ấn của những lá cổ tức diệp kia ầm ầm phá vỡ trực tiếp tạo thành một đường cong. Không có một tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, hết thảy chuyện này diễn ra quá nhanh. Cho đến sau khi sợi dây cung này quét qua, toàn bộ mấy vạn tu sĩ còn sống sót của giới ngoại thân thể đều ầm ầm tan vỡ, sự sắc bén của sợi dây cung kia thân thể của bọn họ hoàn toàn không thể chịu đựng được, toàn bộ đều bị cắt đứt. Thân ảnh mơ hồ của Chiến lão quỷ lúc này trong khi đang bay nhanh đi, ngay khi sợi dây cung này quật tới, trong tiếng cười lạnh thân thể đột nhiên tiêu tan không còn tung tích. Hắn tới rất đột ngột, nhưng đi cũng rất bất ngờ, dường như chi đến để xem có chuyện gì đang xảy ra, đồng thời mang cây cung kia vào trong giới nội. Giờ phút này rời khỏi, hắn cũng chưa liếc nhìn tới cây cung kia một lần nào. Càng không cần phải nói tới tất cả những tu sĩ ở nơi này, kể cả Vương Lâm, ở trong mắt hắn đều không quan trọng, giống như chỉ là những con kiến. Cây cung này nếu nhận chủ thì sẽ trở thành một vật chí bảo, nhưng không người nào có thể khiến nó nhận làm chủ. Cây cung này lấy sức sống để sử dụng, khó có ai có thể chịu nổi một đòn, nếu các ngươi thích thì có thể lấy. Thanh âm treo đùa vang vọng, chậm rãi tiêu tan. Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong phút chốc. Sợi dây cung quét qua, phong giới đại trận tan vỡ, tử thương vô số. Sức mạnh của sợi dây cung này dường như được phát ra toàn bộ. Theo sợi dây cung bị đứt, Cây cung lúc trước bị chiến lão quỷ ném vào trong giới nội, phương hướng của nó không ngờ lại chính là chỗ của Vương Lâm. Đây có phải là một sự trùng hợp hay không? Cờ, hay là không cầm? Hai sự lựa chọn này trong thời gian ngắn nhanh chóng hiện lên trong đầu Vương Lâm. Mắt thấy cây cung này đang nhanh chóng bay đến, dây cung của nó mặc dù không còn uy lực như trước nhưng vẫn còn vung vẩy không ngừng, tinh không chỗ nó bay qua ầm ầm tan vỡ. Ta muốn lấy cây cung này trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Khoảng cách của hắn với cây cung quá gần, lúc này bước tới gầm lên một tiếng, giơ tay phải lên, đưa tay về phía cây cung túng lấy. Ngay khi bắt được cây cung này, một luồng đại lực từ bên trong ầm ầm mạnh mẽ chảy vào tay phải của Vương Lâm. Tay phải của hắn bị sức mạnh này xông vào trực tiếp vỡ tan, máu thịt văng khắp nơi. Cây cung này thoát khỏi, đang muốn bay về phía sau, nhưng Vương Lâm trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, lại giơ tay trái lên, một lần nữa túm lấy cây cung. Cánh tay trái của hắn chấn động ầm ầm, máu thịt vỡ nát, nhưng không tan vỡ, mà nắm chặt lấy cây cung này. Nhưng ngay lúc hắn bắt được cây cung này, sợi dây cung đang vung vẩy ở bên trên, trong khi cây cung đang truyền ra một luồng đại lực, lập tức vung mạnh lên, trực tiếp xuyên thấu qua phần hông của Vương Lâm. Cơn đau nhức truyền tới như thủy triều, trong sự thống khổ này ngay cả Vương Lâm cũng phải thét lên một tiếng thảm thiết thân thể hắn ở phần hông đã xuất hiện một cái khe, trong tiếng đổ lớn, thân thể hắn ở dưới hông giống như là bị chém, trực tiếp tách ra khỏi phần trên. Thân thể của hắn đã bị sợi dây cung kia chém ra làm hai. Phần thân thể ở bên dưới hông lập tức nổ tung, máu tươi tràn ngập, sắc mặt vương lâm tái nhợt, thân thể lui về phía sau. Trước mắt hắn đã trở nên mơ hồ, cái giá phải trả để cầm cây cung này thật sự là quá lớn. Ngay khi thân thể hắn bị luồng đại lực này thổi bay đi, vương lâm cảm nhận được rõ ràng ở bên trong cây cung này có một lực bài xích rất mạnh dường như trong thiên địa này ngoại trừ một người nào đó không có bất cứ ai có thể khiến cho nó nhận làm chủ muốn điều khiển cây cung này cần phải hiến tế sức sống của chính mình để thỉnh cầu nếu không cho dù có cầm ở trong tay cũng không thể dương cây cung này lên trong lúc bị bắn đi ngay khi cảm nhận được khí tức không thể nhận chủ ở bên trong cây cung này sự đau đớn vô cùng ở trên thân thể khiến cho vương lâm phun ra máu tươi lúc này hắn chỉ còn lại nửa người trên loại thương thế này ngoài lúc ở trong cổ mộ thì rất ít khi xuất hiện nhưng ngay lúc này u minh thú sau khi nuốt cơn cùng phong màu vàng vẫn còn đang ngủ say vì sinh mệnh gắn liền với vương lâm nên sự đau đớn này cũng truyền vào trong tâm thần của nó trong sự đau đớn này con u minh thú đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại ngay khi nó tỉnh lại một đạo u quan từ trong cơ thể vương lâm bay ra đạo u quan này mới đầu không lớn nhưng sau khi xuất hiện trong nháy mắt đã phóng to lên vô hạn thân thể khổng lồ của u minh thú đột nhiên xuất hiện giữa tinh không đang sụp đổ hỗn loạn này dưới sự đau đớn truyền vào trong tâm thần của nó con u minh thú này như thể quên hết sợ hãi phát ra một tiếng gầm kinh thiên dưới tiếng gầm này nó mạnh mẽ mở miệng ra cũng không phải là muốn cắn nuốt mà ngay khi nó mở miệng một đám kim quang từ trong miệng nó theo tiếng gầm điên cuồng kia tỏa ra. Cơn cuồng phong màu vàng. Cơn cuồng phong màu vàng bị nó nuốt vào trong miệng vẫn còn chưa tiêu hóa kịp trực tiếp bị nó phun ra. Từ xa nhìn lại, trong tinh không này đã bị che phủ toàn bộ, chỉ có một đám kim quang nhanh chóng khuếch trương ra. Con u minh thú không ngừng phun ra, toàn bộ cơn cuồng phong này đã ầm ầm xuất hiện, lao thẳng tới phong giới đại trận ở phía trước. Cơn cuồng phong màu vàng này đủ mạnh để làm sụp đổ cả một tinh vực, rất ít người có thể kháng cự lại. Chưởng tôn ở bên ngoài phong giới đại trận kia ngay khi nhìn thấy cơn cuồng phong màu vàng này sắc mặt liền đại biến, nhất là sau khi nhìn thấy u minh thú này, ánh mắt hắn liền lộ ra một sự kích động và sợ hãi. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, cơn cuồng phong màu vàng kia trực tiếp lao vào trong phong giới đại trận, hướng ra ngoài mạnh mẽ nổ tung, một sức mạnh hủy diệt chợt bùng lên. Mấy vạn tu sĩ triệu hà, la thiên vân hải trong giới nội toàn bộ sắc mặt tái nhật đám người hồng sam tử hai mắt còn đỏ như máu tất cả đều vội vàng lui về phía sau bất chấp tất cả thi triển thần thông đem mấy vạn tu sĩ kia toàn bộ đi khỏi nơi này trong nháy mắt chiến trường vừa rồi còn có rất nhiều người lúc này không còn một tu sĩ nào nữa tất cả tu sĩ giới nội đều đã bị đám người hồng sam tử đưa đi ngay cả chính bọn họ cũng trong khoảnh khắc này vội vàng rời khỏi Bọn họ cũng rất muốn cứu Vương Lâm, nhưng chỗ của Vương Lâm chính là nơi phun ra cơn cuồng phong màu vàng kia. Sức mạnh hủy diệt ở nơi đó khiến cho bọn họ không thể tới gần. Linh động thượng nhân cùng với chu cẩn trước cơn cuồng phong màu vàng này cũng không thể không lùi lại rời khỏi. Theo con cuồng phong màu vàng này khuếch tán, phong giới đại trận xuất hiện sự sụp đổ trong phạm vi lớn. Hào quang trên ngọc bội của phong tôn ở bên trong cũng vạn vẹo, nhanh chóng tiêu tan, theo phong giới đại trận biến mất ở bốn phía. Ngọc bội mất đi khiến cho điện chủ của Thiên phạt điện thoát khỏi vòng vây, nhưng hắn vừa mới thoát ra, lập tức bị cơn cuồng phong màu vàng này ầm ầm nuốt lấy, không kịp kêu lên một tiếng nào, thân thể, nguyên thần cùng với toàn bộ hương hỏa của hắn đều tan thành mây khói. Thái cổ tinh thần ở giới ngoại cũng bị cơn cuồng phong này lan đến, xuất hiện sự sụp đổ trong phạm vi lớn. Hồi lâu sau, trong tiếng ầm vang liên hồi, toàn bộ chiến trường lấy phong giới đại trận làm trung tâm đều bị cơn cuồng phong này bao phủ. Ở trong phạm vi này, phong giới đại trận, một phần của giới ngoại, tinh không của giới nội đều sụp đổ. Sau khi con cuồng phong này mở rộng ra đến một mức độ nhất định, liền phát ra một tiếng nổ chấn động cả giới nội giới ngoại, hoàn toàn nổ tung. Chiến trường của trận chiến thứ nhất sau khi cơn cuồng phong quét qua đã trở thành một cái hố đen khổng lồ. Cái hố đen này tràn ngập khắp tinh không vô tận, ngăn cách phong giới đại trận ở bên trong. U minh thú kia sau khi phun ra cơn cuồng phong màu vàng, ngay khi sức mạnh hủy diệt kia tràn ra hủy diệt tất cả, liền mở miệng ra, đem vương lâm và cây cung kia toàn bộ nuốt vào trong miệng, rồi thân thể tàn hình biến mất. Dư âm của tiếng nổ vang vọng thấp tinh không của giới nội và giới ngoại, từ bên trong cái hố đen ngăn cách phong giới đại trận không ngừng truyền ra. Thanh âm này tồn tại suốt 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, như thể vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Trận chiến đầu tiên đã kết thúc một cách kỳ dị như vậy. Cơn lốc xoáy khổng lồ này trong khi không ngừng xoay tròn hút lấy toàn bộ sương mù đặc trưng của Vân Hải tinh vực. Sương mù tràn ngập ở bên trên, khiến cho nó trở thành một cơn lốc sương mù. Trận chiến này đối với thái cổ tinh thần của giới ngoại là một đòn nghiêm trọng, khiến cho tu sĩ giới ngoại trong sự cuồng nhiệt đã thức tỉnh. Trận chiến này giới ngoại đã tổn thất quá lớn. Mấy chục bộ lạc tử vong toàn bộ, tất cả tu sĩ bước vào giới nội không có người nào sống sót. Lão tổ của hỏa tước tộc tử vong, nam chiếu thượng nhân tử vong, còn có điện chủ của thiên phạt điện cũng bỏ mạng. Hơn 10 vạn tu sĩ, toàn bộ đều bị chôn vùi trong giới nội. Cả thái cổ tinh thần bị tràn ngập trong một sự bi ai. Sự bi ai nồng đậm này dần dần biến thành một ngọn lửa phẫn nộ, một ngọn lửa báo thù. Trong lửa giận này, rất nhiều bộ lạc của giới ngoại đã chủ động đưa ra thỉnh cầu muốn tái chiến. Trước những yêu cầu càng ngày càng nhiều này, trưởng Tôn liền hạ lệnh chuẩn bị cho trận chiến thứ hai. Toàn bộ thái cổ tinh thần của giới ngoại đều chuẩn bị cho cuộc chiến. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi trận chiến báo thù này. Một vài lão quái vốn đang bế quan mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, những người mà Lam Mộng đạo Tôn đã đề cập đến đều lần lượt đi ra khỏi nơi bế quan, lạnh lùng nhìn chằm chằm giới nội, sát khí tràn ngập cái tên phong tôn vương lâm lại một lần nữa được những tu sĩ giới ngoại nhớ kỹ trong lúc thắc cốt khi tâm họ nghiến răng nghiến lợi lộ ra một sự hận thù vô cùng tận chính là vương lâm này đã giết lão tổ hỏa tức tộc giết nam chiếu thượng nhân giết phân thân của vân lạc đại ti hủy diệt đảo chỗ bổn tôn của vân lạc đại ti khiến cho vân lạc đại ti sống chết thế nào không rõ chính là người này đã phóng ra độc hải cùng với đàn văn thú trở thành một cơn ác mộng của tu sĩ giới ngoại chính là người này đã giết chết rất nhiều tu sĩ giới ngoại còn làm sụp đổ lòng tin của giới ngoại trong trận chiến này hắn là phong tôn hắn phải chết hình dáng của vương lâm đã được trưởng tôn truyền ra ngoài được tất cả tu sĩ biết được còn đưa ra một phần thưởng chưa từng có để giết người này trong trận chiến này tu sĩ vân hải đã tử thương rất thê thảm mấy ngàn người còn sót lại dường như đã trở thành những người duy nhất Toàn bộ Vân Hải đã bị trận chiến này khiến cho gần như trở thành một vùng đất hoang. Rất nhiều tu sĩ tử vong, khiến cho rất nhiều tông phái của Vân Hải gần như không còn ai. Nếu còn lại cũng chỉ là những tiểu tu sĩ. Mấy ngàn tu sĩ còn sống sót của Vân Hải sẽ phải gánh trọng trách bồi dưỡng những tu sĩ hậu bối này. Trước tiên họ chia nhau ra đem những môn phái hỗn tạp lúc trước tập trung lại với nhau, một lần nữa lại hợp thành Vân Hải thập tông trong tương lai. Cũng may sức mạnh của thần tông yêu tông và quỷ tông vẫn chưa hiển lộ nhiều có thể miễn cưỡng chống đỡ được cục diện trong trận chiến vừa rồi vì vân hải tinh vực đã bị sụp đổ trong phạm vi lớn nên toàn bộ tinh vực đã trở nên bất ổn khắp nơi đều có những cái khe không gian bị rách ra phi hành trong tinh không của vân hải lúc này cực kỳ nguy hiểm tuy vậy nhưng yêu tông hàng năm vẫn phái đi bảy phần tu sĩ của tông phái ra đóng ở chiến trường của trận chiến thứ nhất này nơi đó là khu vực trống trải nhất của tinh vực. Đã không còn phong giới đại trận, nơi này sau khi cơn cuồng phong đi qua, mặc dù có cái hố đen lốc xoáy kia, nhưng đã trở thành cửa lớn để tiến vào giới nội. Quỷ tông cũng phái đi rất nhiều tu sĩ đóng quân ở chỗ này, về phần thần tông, dưới sự chỉ huy của một băng mi, bày binh bố trận tạo thành những phòng tuyến vững chắc, đề phòng trận chiến thứ hai có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Tu sĩ Triệu Hà để lại một bộ phận lưu lại ở bên ngoài cơn lốc sương mù này, với sự chỉ huy của Mỹ phụ trung niên, yên lặng đóng quân ở đó. Tu sĩ La Thiên cũng để lại một bộ phận, những người khác trở về quê hương, yên lặng chuẩn bị cho trận chiến thứ hai. Cung hư tinh vực Thủy chung không hề thấy xuất hiện trong trận chiến này, sau khi trận chiến kết thúc liền phái tới một vạn tu sĩ, dưới sự chỉ huy của một nữ tử toàn thân mặc quần áo màu lam, đóng quân ở bên ngoài cơn lốc sương mù. Nữ tử này dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lạnh lùng như băng, vẻ lạnh lùng trong hai mắt khiến cho tất cả những tu sĩ đóng quân ở bên ngoài cơn lốc khi nhìn thấy thân thể đều như bị đóng băng trong trận chiến thứ nhất kia vân lạc đại ti của giới ngoại khiến cho đám người hồng sam tử vô cùng chấn động chính bởi vì có vân lạc đại ti kia mà khiến cho đại quân tu sĩ của giới nội cực kỳ bị động hoàn toàn không thể bố trí được trận pháp sự bày binh bố trận cùng với sự tính toán của vân lạc đại ti kia khiến cho đám người hồng sam tử có một ấn tượng sâu sắc nếu phân thân của vân lạc đại ti không bị phong tôn chém chết thì trận chiến này sẽ cực kỳ gian nan thiệt hại của giới nội cho dù là viện quân của triệu hà và la thiên có tới cũng sẽ có thêm rất nhiều tử vong giới nội rất ít khi có đại chiến vì thế sau mấy vạn năm trôi qua dần dần đối với những trận đại chiến như thế này cực kỳ thiếu kinh nghiệm trận chiến này là một bài học nhưng đồng thời cũng làm cho đám người hồng sam tử hiểu rõ cho dù tu vi có cao tới đâu nếu đại quân tu sĩ không có người chỉ huy thì cũng chỉ là ô hợp. Nữ tử mặc áo lam kia chính là vì nguyên nhân đó mà được Nam Vân Tử mời đến từ cung hư. Nàng chẳng những là thủ lĩnh của những tu sĩ cung hư đang đóng quân ở bên ngoài cơn lốc, mà còn là người chỉ huy của tất cả những tu sĩ giới nội đang ở nơi này. Sau trận chiến này, cái tên Phong Tôn Vương Lâm đã được truyền ra khắp toàn bộ giới nội. Dường như tất cả tu sĩ đều biết tới chiến công hiển hách của Phong Tôn trong trận chiến này giết lão tổ của hỏa tức tộc, giết cao thủ của giới ngoại nam chiếu thượng nhân, giết người chỉ huy trận chiến này của giới ngoại vân lạc đại ti. Với một búa, ngăn cản đại quân thứ ba của giới ngoại xâm nhập, khiến cho mấy vạn tu sĩ giới ngoại không dám tiến vào nửa bước. Với sức mạnh của một người ngăn cản những tu sĩ giới ngoại tiến vào trong giới nội trong con hoảng loạn muốn rời khỏi, khiến cho tất cả tu sĩ giới ngoại không ai có thể bỏ chạy được. Hết thảy những chuyện này khiến cho những tu sĩ giới nội nổi lên một sự tin tưởng và sùng kính. Bọn họ đã nhớ kỹ cái tên Vương Lâm này, nhớ kỹ cái danh hiệu Phong Tôn này. Thanh danh của Vương Lâm trong thời gian ngắn đã điên cuồng lan rộng khắp giới nội, lấn át cả đám người Hồng Sam tử, trở thành người đứng đầu được toàn bộ tu sĩ giới nội công nhận. Càng không cần phải nói tới lúc kết thúc cuộc chiến, Phong Tôn Vương Lâm đã xuất ra U Minh thú, phá tan sức mạnh xâm nhập cuối cùng của giới ngoại cơn lốc xoáy sương mù này chính là do hắn tạo ra tất cả những người không tin khi đi tới vân hải này sau khi nhìn thấy cơn lốc xoáy sương mù khổng lồ kia toàn bộ cũng đều trở nên trầm mặc trong lòng chậm rãi nổi lên một sự cuồng nhiệt dường như tất cả tu sĩ đóng quân ở bên ngoài cơn lốc sương mù khi mới tới nơi này đều yên lặng đứng ngay ra nhìn cơn lốc xoáy khiến cho bọn họ chấn động tâm thần hồi lâu sau họ không người vái một cái rồi mới rời khỏi nếu vẫn còn có những người không tin thì những lời mà bọn họ nói ra quyết không thể để những tu sĩ vân hải nghe được nhất là mấy ngàn tu sĩ sống sót sau trận chiến những người này đều là những người tuyệt đối sùng kính vương lâm bọn họ không thể nghe được một chút nào những lời nói bất kính với vương lâm trong lòng bọn họ phong tôn vương lâm chính là tất cả vinh quang của bọn họ ngay cả những đạo hữu ở những tinh vực khác có mối giao hảo với bọn họ nếu ở trước mặt bọn họ mà nói ra những lời bất kính thì cho dù giao tình sâu sắc tới mức nào cũng sẽ lập tức bị trở mặt. Cái tên Vương Lâm ở trong toàn bộ giới nội đã trở thành một truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết này đã hoàn toàn biến mất, không ai biết hắn còn sống hay đã chết. Đám người Hồng Sam tử liên tục làm phép, muốn tìm cho được Vương Lâm, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được một chút nào. U Minh thú tàn hình dường như đã gặp phải một chuyện kỳ dị nào đó, không ai có thể tìm được. Nhưng tu sĩ Vân Hải vẫn tin rằng Phong Tôn vẫn còn sống. Lỗ Phu Tử tin rằng, Phong Tôn vẫn còn sống. Tây Tử Phượng ở La Thiên, Tạ Thanh trên Thanh Linh Tinh, bọn họ tin rằng Sư Tôn vẫn còn sống. Thân công hổ, chiến không liệt, bọn họ cũng tin như vậy. Nô ấn của Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn vẫn chưa vỡ, lúc này vẫn còn ở lại trong Vân Hải Tinh Vực, sau trận kinh biến độc hải và đàn văn thú vẫn còn, khiến cho càng nhiều người tin rằng Phong Tôn vẫn còn sống. Vì một câu nói của Phong Tôn, một băng mi này đã trở thành tông chủ của thần tông, trong mắt nàng hiện lên sự lo lắng, nhưng nàng vẫn kiên định tin rằng Vương Lâm vẫn còn sống. Tư đồ nam trong sự bi thương, ở trong vũ giới bỏ mặt tất cả việc tu luyện, sau khi một mình yên lặng ngồi uống hết rất nhiều rượu, liền nhìn lên trời cười lên điên cuồng. Tuy hắn cười, nhưng cũng không ngăn được nước mắt. Sau ba ngày hắn say, vừa cười vừa khóc, hắn dứt khoát rời khỏi vũ giới, hắn muốn đi tìm huynh đệ của hắn. Khi hắn đi, Chu Như nước mắt giàn dụa, kiên quyết muốn đi cùng với Tư Đồ Nam. Vào ngày thứ hai sau khi Tư Đồ Nam rời khỏi, đầu to và lôi cát cũng cùng nhau bỏ đi. Bọn họ muốn tìm kiếm chủ nhân. Người sớm nhất rời khỏi vũ giới không phải là Tư Đồ Nam, mà là Thập Tam. Hắn mang theo pho tượng của Vương Lâm, ngay khi biết được chuyện này liền không chút do dự, một mình rời khỏi rất nhiều người đi tìm kiếm phong tôn vương lâm, nhưng cho dù bọn họ có tìm như thế nào, cũng không phát hiện ra được một manh mối gì, ngươi ở đâu. Trong tinh không ở côn hư, tư đồ nam cùng với chu như nhìn tinh hải mệt mở. Ngươi ở đâu? Trong la thiên tinh vực, đám người Tây Tử Phượng và Tạ Thanh trầm mặt nhìn tinh không? Trong thần tông, một băng mi vừa mới xử lý xong một vài chuyện trong tông phái, đang rất mệt mỏi. Sau khi uống xong một chén thuốc trị thương, nàng yên lặng nhìn lên bầu trời bên ngoài lầu thì thào tự nói ngươi ở đâu bên ngoài cơn lốc sương mù ở vân hải trong tinh vực tối đen một nữ tử mặc quần áo màu lam kinh ngạc nhìn cơn lốc sương mù kia hồi lâu sau thở dài thật sâu ngươi sẽ không biết được ta là ai đang gọi ở đâu thập tam ở trong tinh không chưa hề mở miệng nói một câu nào vẻ kiên nghị trên mặt hắn mang theo một sự quyết tâm dựa vào cảm ứng mơ hồ Dựa vào một tia khí tức ở trên pho tượng, hắn bay nhanh đi ở trong tinh không, miệt mài tìm kiếm. Văn thú cũng đi tìm Vương Lâm, số lượng của bọn chúng rất nhiều, vì dung hợp với độc hải nên bọn chúng có chứa độc tố, không tập kích bất cứ một tu sĩ nào, mà chỉ đi thành đàn gào thét, tìm kiếm trong vô vọng. Từng trận tiếng kêu bi ai giống như là những đứa trẻ mất cha mẹ truyền vào trong tâm thần mọi người, làm nổi lên một sự bi ai. Những tu sĩ nào nhìn thấy đàn văn thú này đều dừng lại, hướng về đàn văn thú vái một cái. Trong côn hư tinh vực, hoặc có thể nói là liên minh tinh vực, ở phía cực bắc có một khu vực hỗn độn đầy đá vụn. Lúc này, trong khu vực đầy đá vụn này có một khối đá vụn giống như là bụi đất, chỉ to bằng nắm tay. Trên bề mặt của khối đá này có rất nhiều lỗ nhỏ, thông vào tận bên trong, u minh thú đang tàn hình trốn ở chỗ này. Lúc trước nó đã bị cơn cuồng phong hủy diệt kia hù dọa cho sợ vỡ mật, với tính cách của nó thì thà chết cũng sẽ không chịu ra ngoài nó cảm thấy thế giới bên ngoài rất đáng sợ cực kỳ đáng sợ trong thế giới kỳ dị bên trong cơ thể của u minh thú kia có tinh không có tu chân tinh nhưng không có một sinh linh nào nếu có thì cũng rất ít trước khi vương lâm tiến vào thì chỉ có một người đó chính là tu sĩ đáng thương năm đó bị u minh thú hù dọa hai lần sợ hãi đến cực điểm cuối cùng tưởng rằng bên trong cơ thể của u minh thú kia là một tinh không thực sự trong thế giới bên trong cơ thể u minh thú này, ở trên một tu chân tinh, tu chân tinh này đã bị vỡ mất một nửa, không còn là hình tròn. Trên tinh cầu bị tàn phá rất nhiều này không nhìn thấy bất cứ một loài thực vật nào, tràn ngập một không khí chết chóc. Một tu sĩ quần áo tơi tả, trên mặt râu ria đen xì, ngồi chồng hổn ở nơi đó, ngơ ngác nhìn một thi thể ở phía trước. Kỳ quái! Chẳng lẽ người này vẫn chưa chết? Mấy hôm trước ta nhìn thân thể người này không dài lắm, nhưng sau khi ta đi vài ngày trở về, không ngờ đã dài ra không ít. Kinh bộ dạng có lẽ không cần tới vài năm nữa. Ai, dường như có liên quan tới máu thịt của ta. Tu sĩ đang nhìn ngơ ngác này sờ sờ cầm, đi xung quanh thi thể kia hung hăng đá một cước. Dám giả chết trước mặt bổn vương. Tu sĩ này hai mắt đỏ bừng lên, sau khi đá một cước nhìn thấy thi thể này không có phản ứng gì, liền lập tức đá thêm vài cước nữa. Cuối cùng hắn cười khúc khích nhảy cả người dẫm lên trên thi thể kia. Lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, nằm ở một bên ngẩn người ra nhìn bầu trời mơ hồ. Hắn ở nơi này đã tìm kiếm không biết bao nhiêu năm. Trong tin không vô biên vô hạn, hắn thủy chung không nhìn thấy được một người thứ hai nào xuất hiện. Cho tới bây giờ hắn vẫn không biết được mình đã ngẩn người ra nhìn bầu trời như thế này đã bao nhiêu năm rồi. Trong lòng hắn không ngừng cầu khẩn thần tiên cho hắn một đạo hữu để vui đùa cùng với hắn. Mong muốn này ở trong đầu hắn càng ngày càng lớn, nhưng lần này lại không giống như vậy. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, hắn mở to mắt nhìn thấy trong tinh không mơ hồ đột nhiên có một đạo hào quang lóe lên. Ngay sau đó, hắn mơ hồ nhìn thấy một vật gì đó từ trên trời rơi xuống mặt bên kia của tu chân tinh này. Hắn nhớ rõ năm đó mình đã sửng sốt mất 4 năm ngày, sau đó mới phản ứng lại, trong sự vui mừng lẫn sợ hãi lập tức lao tới, bay thẳng tới mặt bên kia của tu chân tinh này sau khi ở nơi đó phát hiện ra thi thể bị tổn hại không thể chịu nổi này hắn đã kéo thi thể đó về đặt ở nơi này cuối cùng cũng có người bầu bạn tuy người này đã chết nhưng người chết sau thân thể lại có thể kéo dài ra như vậy có lẽ ai đó biết được nên muốn nói cho ta biết hôm nay có thể có mưa tiểu hồng hãy mau mang tị vũ đạo linh tới cho bổn vương hả vũ đạo linh đã bị ta ăn mất sau khi say rượu rồi sao vậy hãy tới lý gia lấy về đây cho ta bọn họ không chịu đưa cho ta ngươi nói ngày mai bổn vương hãy bảo ca ca đi cướp đoạt cũng không chắc chắn có thể là không đủ dùng nếu không đủ thì làm sao bây giờ tiểu hồng ngươi hãy đi tìm ca ca lại đây ngươi nói bổn vương ngày mai sai ôi để ta tự mình đi cướp tu sĩ kia thì thào tự nói ngay cả hắn cũng không biết bản thân mình đang nói những gì Hiện tượng này chỉ xuất hiện sau khi hắn bị nhốt ở trong thất thải giới, nếu không tự mình nói loạn lên như vậy, thì hắn sẽ phát cuồng lên mất. Sau khi nói lan man không ngớt nửa ngày, hắn thở ra một hơi thật dài, đứng dậy nhìn về phía thi thể kia, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Hắn nghe răng cười đứng dậy gầm nhẹ, nói, ngươi dám hù dọa bổn vương, để xem bổn vương thu thập ngươi như thế nào. Trong tiếng gào thét, tu sĩ này nhảy lên, hai tay bấm quyết, liền có rất nhiều thần thông ầm ầm bay ra, lao thẳng tới thi thể kia. Từng trận tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất trung lên kịch liệt. Hồi lâu sau, cơn chấn động này chưa kịp tiêu tan, tu sĩ giống như là đã phát điên kia lại một lần nữa đánh ra thần thông. Hắn liên tục tấn công mấy ngày liền. Hắn sử dụng thần thông một cách điên cuồng, nếu có người thứ ba nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị hù dọa cho hoảng sợ đến cực điểm. Tiểu Hồng, tiếp chiêu. Tu sĩ điên cuồng này giơ tay phải lên thiên địa ầm ầm một chưởng ấn khổng lồ xuất hiện lao thẳng tới thi thể phía trước nhưng chưởng ấn này giống như là không đủ lực ngay khi chạm vào thi thể này liền tan vỡ nhưng bộ dạng của hắn lại tràn ngập một khí thế hiên ngang chưởng ấn này chính là dịch linh ấn chính tông do phong tôn truyền lại là thuật mạnh nhất của thần tông nhưng chưởng ấn mà tu sĩ điên cuồng này đánh ra dường như so với phong tôn năm đó còn giống hơn Tiểu ngân đạo vương sao có thể đánh ngươi? Tu sĩ điên này trong tiếng gào thét giơ tay phải lên, chỉ lên bầu trời. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời bị che phủ, một cây cột khổng lồ xuất hiện. Cây cột này chống đỡ cả thiên địa, từ xa nhìn lại, không ngờ chính là một cái ô khổng lồ. Phần giới cổ tán, hạ xuống cho bổn vương. Tu sĩ điên này vung tay phải lên, cái ô kia lập tức rơi xuống tay phải hắn, bị hắn nắm lấy cắm xuống mặt đất đáng tiếc thuật này nhìn thì có vẻ mạnh nhưng thực tế lại không hề có uy lực ngay khi chạm tới thân thể kia liền lập tức tự tiêu tan lão già lý quảng hãy tiếp một mũi tên của bổn vương tu sĩ điên kia trong tiếng cười điên cuồng giơ hai tay lên giống như cầm một cây cung khi hắn buông tay ra trong tay hắn vốn không có cây cung nào nhưng lại có một mũi tên bỗng nhiên xuất hiện lao thẳng tới vương lâm ở phía dưới thất thải tiểu nương tử tướng công của ngươi bị ta đuổi đi nếu muốn ta nói ngươi hãy đi theo bổn vương rất tốt ngươi hãy xem thất thải thuật của bổn vương tu sĩ điên này lại giơ tay phải lên trong nháy mắt liền có ánh sáng bảy màu hiện lên mơ hồ hình thành một bánh xe rất lớn ầm ầm chuyển động thời gian trôi qua tu sĩ điên này nói không ngớt rất nhiều thần thông khác dường như chưa bao giờ xuất hiện trong giới nội và giới ngoại hiện ra cho đến mấy ngày sau tu sĩ điên này mới chậm rãi dừng lại ở một bên thở hổn hển trên mặt dần dần lộ ra vẻ thỏa mãn không sai không sai thần thông của bổn vương đã tăng tiến không ít bây giờ luyện khí lực một chút trong lúc tự nói tu sĩ này đứng dậy đi tới bên cạnh thi thể kia trên thi thể này có một cây cung bị thi thể này nắm chặt trong tay dây cung đã bị đứt một đầu dính ở trên cây cung còn đầu kia đã dung hợp rất sâu vào trong máu thịt của thi thể này đâm sâu vào trong thịt đứng bên cạnh thi thể này tu sĩ điên xoa hai bàn tay nắm lấy cây cung này đỏ mặt lên muốn nắm lấy cây cung này kéo ra trong lúc kéo thân thể hắn cuống quít nhảy lên kêu gào không ngừng người cổ quốc đáng chết này cầm cây cung của lý quảng đã chết mà vẫn còn khí lực như vậy sao ơ ờ, vừa rồi ta đã nói gì vậy cổ quốc cây cung của lý quảng tu sĩ điên này sửng sốt một chút rồi buông tay ở một bên suy nghĩ hồi lâu trừng mắt nhìn thi thể phía trước lắc đầu lẩm bẩm cổ quất nghe rất quen hình như bộ dạng rất quen hồi lâu sau hắn cũng không nhớ ra điều gì gãi gãi đầu thở dài một tiếng rồi ngồi xổm xuống ngơ ngác nhìn thi thể phía trước giơ tay phải lên cắn đầu ngón tay đặt lên miệng thi thể kia uống đi uống nhiều vào sau khi thân thể kéo dài ra hết cỡ hãy tỉnh lại nói chuyện với ta hắn đem máu tươi của mình cho thi thể kia uống chuyện này không phải chỉ là ngày một ngày hai Gần như sau lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi thể này, ngày nào hắn cũng cho hắn uống một chút máu tươi. Máu tươi của bổn vương có thể nói là cực kỳ quý giá. Năm đó Lý Nha đầu kia cầu khẩn rất nhiều năm mới được ta cho một giọt, đó là ai? Là ai? Tiểu Hồng, đó là ai? Ôi, hình như là thánh nữ của yêu tông gì gì đó kia, sau khi bị người ta chém giết trốn thoát được, nếu không thấy nàng đáng thương, bổn vương cũng không cho một giọt máu của bổn vương, ngay cả đạo thánh cũng phải quý trọng. Ôi, không có cơm ăn. Tiểu Hồng, ngươi hãy đến mặt gia lấy cho một vài quả về đây, chính là loại mộng quả gì đó mười vạn năm mới kết quả một lần. Bọn họ không mang tới cho ta, ngươi đã nói bổn vương ngày mai hãy sai ca ca đi cướp đoạt. Tu sĩ điên này trong lúc nói thầm, không để ý một chút nào. Thi thể kia vốn đang trong quá trình hồi phục rất nhanh, sau khi hấp thụ máu tươi của hắn tốc độ khôi phục lập tức chậm lại trong nháy mắt ngừng hẳn chẳng những không khôi phục mà còn nghịch chuyển khiến cho thương thế trở nên nặng hơn dường như bên trong cơ thể của thi thể này có một sức mạnh điên cùng bài xích lại máu tươi kia hoàn toàn không thể tồn tại cùng với nhau nhưng trong sự bài xích này lại mơ hồ có một sự dung hợp thi thể này chính là vương lâm máu tươi của tu sĩ điên kia ở trong cơ thể hắn không thể hòa nhập với sức mạnh của đạo cổ kia hai bên điên cùng cắn nuốt lẫn nhau giống như là khắc tinh của nhau trong lúc chúng cắn nuốt thân thể vương lâm có một sự biến đổi kỳ dị sự biến đổi này mơ hồ là sự biến đổi từ trong máu một sự biến đổi từ phàm nhân chính thức trở thành tiên nhân trong sự biến hóa này thậm chí cây cung của lý quảng kia vốn không nhận bất cứ ai làm chủ ngay cả chiến lão quỷ cũng cho rằng trong thiên hạ không người nào có thể khiến cho nó nhận chủ, cũng chậm rãi xuất hiện một sự biến đổi kinh thiên động địa, đủ để khiến cho tất cả cao thủ phải khiếp sợ. Nếu chiến lão quỷ kia chính mắt nhìn thấy, ngay cả với tu vi như hắn, cũng sẽ phải lộ ra một vé khó có thể tin. Dây cung đã bị đứt kia đâm vào trong cơ thể Vương Lâm, đang dần dần biến thành huyết mạch của Vương Lâm, chậm rãi dung hợp. Theo dây cung, luồng sức mạnh của huyết mạch này tràn ngập lên toàn bộ cây cung. Dường như từ trên cây cung này tản mát ra một khí tức chỉ có vương lâm mới có thể phát hiện được. Từng trận tiếng hoang hô truyền ra, giống như cây cung này sau vô số năm mất đi chủ nhân, lại một lần nữa tìm được chủ nhân mới, vui mừng hoang hô. Thậm chí bản thân cây cung cũng cảm nhận được huyết mạch đang chậm rãi trong thân thể vương lâm giờ phút này so với chủ nhân năm đó còn tinh thuần hơn gấp bội, giống như là sự chênh lệch giữa nước và rượu vậy tu sĩ điên kia ngơ ngác nhìn bầu trời không ngừng thì thào tự nói trời mưa rồi ôi tiểu hồng hãy tới xoa bóp cho ta hãy đi nói cho ca ca ta biết hôm nay bổn vương làm cho hắn bị liên lụy không chịu tu luyện chỉ trốn đi chơi hãy bảo hắn đừng tìm ta bổn vương chơi đủ rồi sẽ tự trở về nếu hắn dám tự mình đi tìm ta như trước thì ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn mỗi một lần sức mạnh thân thể cổ thần của vương lâm hồi phục đều bị máu của người điên kia ngăn cản khiến cho thương thế của hắn lại nặng thêm đồng thời trong cơ thể hắn giống như là đang dậy sóng sự thống khổ kịch liệt này đủ để khiến cho người ta phát cuồng nếu vương lâm vẫn đang hôn mê thì cũng không nói làm gì nhưng thực tế hắn đã sớm tỉnh lại nhưng lúc hắn tỉnh lại trong cơ thể hắn đã tràn ngập máu tươi của người điên kia máu tươi này tràn ngập một sức mạnh cực kỳ tinh thuần sức mạnh này cả đời vương lâm chưa từng thấy qua chỉ có năm đó ở trong cổ mộ, trong cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khi ngồi trên ghế, đạo cổ diệp mịch kia thi triển thần thông đạo thuật của hắn, khí tức bạo phát ra từ trong vô tiên thuật kia có thể so sánh với sức mạnh trong dòng máu này. Chỉ là sức mạnh này Vương Lâm cũng không thể sử dụng, nó được ẩn giấu ở trong máu, lưu chuyển ở trong thân thể Vương Lâm, trong lúc chém giết với sức mạnh của thần, dần dần dung hợp với xương cốt và máu của Vương Lâm xương là nguồn gốc để tạo ra máu mà máu của người điên kia trong quá trình lâu dài không ngừng dung nhập vào trong xương cốt của vương lâm biến đổi huyết mạch của hắn nói là huyết mạch nhưng thực tế là tủy ở trong xương thay đổi tủy xương chính là thay đổi huyết mạch của một người nếu thành công thì sau này dòng máu chảy trong cơ thể vương lâm sẽ giống với máu của người điên kia cực kỳ cao quý sự cao quý này là một cảm giác không thể nói rõ mà vương lâm mơ hồ có thể cảm nhận được giống như từ bên trong dòng máu của người điên kia truyền ra đủ để khiến cho những sinh linh khác phải sùng bái thậm chí vương lâm còn chấn động phát hiện ra khi dòng máu này dũng mãnh nhập vào trong cơ thể mình nguyên thần của hắn đột nhiên rung lên dường như dòng máu này đối với hắn mà nói là một thứ cao quý không thể tưởng tượng được thứ này như thể là tiếng thang của tu sĩ trong thiên hạ sau rất nhiều ngày kéo dài ra theo dòng máu tinh thuần kia lưu chuyển thân thể Vương Lâm xuất hiện một sự lột xác, một sự biến hóa rất lớn, từ một phàm nhân, trở thành một tiên nhân. Vương Lâm đã tỉnh lại, cùng với sự hoảng sợ dòng máu kia cũng thấy được người điên kia đã thi triển đủ loại thần thông lên cơ thể mình. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó, trong tâm thần như có hàng trăm ngàn vạn lôi đình đồng thời nổi lên, rất lâu không thể hồi phục. Nhất là những lời nói không ngừng của người điên kia khiến cho trong lòng Vương Lâm dậy lên sóng giữ ngập trời nhưng tất cả chuyện này trong sự thống khổ bên trong cơ thể cũng khiến cho vương lâm không thể suy nghĩ tường tận lúc này sự thống khổ bên trong thân thể hắn so với cổ thần suy kiếp năm đó thậm chí còn lớn hơn vô số lần thân thể hắn không thể cử động thậm chí mí mắt cũng không mở ra được nguyên thần bị dòng máu này ngưng tụ lại bên trong cơ thể cũng không thể cử động được một chút nào may mà trong sự đau đớn tột độ này từ bên trong cây cung mà hắn đang cầm có từng đợt tiếng hoang hô vang dội truyền vào trong những tiếng hoang hô này có một sự ấm áp khiến cho sự thống khổ trong cơ thể vương lâm dịu đi được một chút dần dần hắn chậm rãi cảm thấy một cảm giác cực kỳ quỷ dị giống như cây cung trong tay mình đã dung hợp với mình thành một thể dường như đã trở thành một phần huyết mạch của mình hắn còn nhìn ra cây cung trước đây tuyệt đối không nhận chủ lúc này không phải là vì bản thân mình mà là vì huyết mạch đang chậm rãi biến đổi ở trong cơ thể mình dường như chỉ có loại huyết mạch này mới có thể khiến cho nó nhận làm chủ máu của bổn vương ngươi là phi thường phi thường phi phi a à, ta nhớ ra rồi hình như có một tiểu yêu nữ tên là phi phi đã cho ta ăn vật gì đó người điên kia ngồi bên cạnh vương lâm đang thì thào đột nhiên dừng lại ánh mắt lộ ra vẻ mê man hồi lâu sau hắn lắc đầu nhấc tay phải ra khỏi miệng vương lâm trực tiếp đưa lên miệng liếm vài cái trên mặt lộ ra vẻ say mê máu của bổn vương ngay cả bổn vương cũng rất quý trọng cũng không thể tùy ý cho người khác kakata đã từng nói máu của bổn vương một giọt cũng có thể có thể làm gì nhỉ tiểu hồng ngươi chết đi bổn vương đã ở nơi này nhiều năm như vậy mà ngươi không tới tìm bổn vương ngươi hãy đợi đấy đợi sau khi bổn vương trở về sẽ ăn nhà ngươi người điên này trong lúc nói thầm hình như có vẻ tức giận đứng lên đi vòng quanh thân thể Vương Lâm vài lần, cuối cùng ngừng lại nhìn Vương Lâm một cách hung dữ. Nhất là khi nhìn thấy thân thể của Vương Lâm không khôi phục nữa, mà lại trở về bộ dạng còn nửa người như lúc hắn mới đưa tới đây, người điên này lại càng phẫn nộ. Kéo dài thân thể chẳng lẽ lại khó như vậy sao? Khó như vậy sao? Bổn Vương muốn như vậy đấy, có được không? Cũng đã bao nhiêu năm rồi, sao ngươi lại ngu như vậy hả? người điên này càng nói càng phẫn nộ, sau khi đá vài cước về phía trước, giống như là không hiểu, lại bắt đầu chạm vào người vương lâm không ngừng gọi tới gọi lui. Từ xa nhìn lại bộ dạng của hắn giống như là một con khỉ đang tức giận. Ca ca ta nói máu của tộc ta có thể chữa khỏi tất cả mọi vết thương trong thiên hạ, bổn vương đã cho ngươi nhiều máu như vậy mà ngươi còn chưa kéo dài hết thân thể ra được, ngươi ngươi ngươi. Người điên kia nhảy sang một bên, hung hăng nhìn chầm chầm vương lâm, trong miệng hầu như không dừng lại một chút nào. bổn vương vẫn không tin. ngươi hãy đợi đấy. người điên này trong lúc nói thầm giơ tay phải lên, trực tiếp vỗ mạnh lên ngực. ngay khi hắn vỗ vào thân thể mình, trên tay phải hắn đột nhiên có một ấn ký quỷ dị hiện lên. ấn ký này trực tiếp vỗ lên thân thể hắn. thân mình người điên này rung lên, sắc mặt lập tức trở nên hồng hào, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, toàn bộ rơi xuống người vương lâm. Máu của bổn vương sẽ giúp ngươi kéo dài thân thể ra đầy đủ để chơi đùa cùng với bổn vương. Một nguồn máu tươi này hoàn toàn không nên so sánh với những giọt máu chảy từ đầu ngón tay lúc trước, giống như là sự chênh lệch giữa biển lớn và sông suối. Ngụm máu tươi có một màu vàng nồng đậm, tràn ngập một khí tức tinh thuần tới cực điểm. Sau khi rơi xuống người vương lâm, thân thể hắn đột nhiên chấn động, lông tóc toàn thân hắn nhanh duỗi thẳng ra, điên cuồng hấp thụ những giọt máu này vào cơ thể. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hấp thụ toàn bộ những giọt máu trên khắp thân thể. Một lượng lớn huyết dịch này dũng mãnh nhập vào trong cơ thể lập tức hóa thành một cơn lốc ầm vang, cùng với cổ thần lực trong cơ thể Vương Lâm triển khai một trận chém giết điên cuồng, còn phân ra một phần dung nhập vào trong xương tủy của Vương Lâm, bắt đầu sự lột xác. Sau khi phun ra máu tươi, người điên kia sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, trừng mắt nhìn Vương Lâm, nhưng trong mắt lại lộ ra lửa giận lớn hơn. Vẫn không được. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đợi bổn vương nghỉ đã, ngươi hãy đợi đấy. Người điên kia tức giận hừ một tiếng, rồi ngồi sang một bên. Cũng không thấy hắn ngồi trị thương, mà chỉ ngồi ở chỗ đó, sau khi hô hấp chậm rãi trở lại, đứng mạnh dậy, đi tới trước mặt Vương Lâm. Con bà nó, máu của bổn vương nếu không phải tự nguyện phun ra, thì ngay cả bị người khác rút ra cũng không có một chút tác dụng gì. Ta không tin ngươi lại không kéo dài thân thể ra đầy đủ được người điên này gầm nhẹ lại giơ tay phải vỗ lên người lúc này hắn đã liên tục vỗ ba phát phun ra một nguồn máu tươi người điên này sắc mặt tái nhợt lui về phía sau hai bước lại phun thêm ra một nguồn máu tươi nữa ngay sau nguồn máu tươi thứ hai này nguồn máu tươi thứ ba lại trực tiếp bị phun ra ba nguồn máu tươi hóa thành một cơn mưa máu lao thẳng tới vương lâm con bà nó người điên này hai mắt đã đỏ bừng lên Lúc này nếu ca ca của hắn có trước mặt có lẽ cũng không ngăn cản được sự cố chấp này. Trong tiếng gầm nhẹ, hắn lại cắn đầu lưỡi, một nguồn máu tươi nữa lại được hắn phun lên người vương lâm. Nguồn máu tươi này là bổn mệnh của hắn, so với máu tươi bình thường trân quý hơn gấp vô số lần. Sau khi phun ra, hai tròng mắt hắn lộn lên, cả người vù một tiếng ngã về phía sau. Bị mất quá nhiều máu, hắn trực tiếp ngất đi. Trước khi hôn mê, hắn còn tự nói thầm, máu tươi của bổn vương có thể nói là rất quý giá, lúc này có thể chơi đùa rồi, rất tốt, rất tốt, tiểu hồng, lại đây xoa bóp cho ta. Trên thân thể vương lâm đã bị máu tươi tràn ngập, máu này như thể là có linh tính, ngay khi chạm vào thân thể vương lâm liền nhanh chóng theo lỗ chân lông trên toàn thân hắn điên cùng chui vào trong cơ thể. Một lượng máu rất lớn, còn có một nguồn bổn mệnh huyết ngay khi tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm liền lập tức bộc phát ra một bi áp không thể nào hình dung nổi. Dưới uy áp này, cổ thần lực, đạo cổ lực trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm tan vỡ, toàn bộ bị áp chế, nhưng thủy chung không thể dung hợp trong phạm vi lớn. Mặc dù như vậy, nhưng vì đạo cổ lực đã bị áp chế nên máu tươi dũng mãnh nhập vào trong cơ thể hắn, đi thẳng vào xương cốt, dung hợp với tủy sống. Sự dung hợp này không phải chỉ diễn ra trong một phạm vi nhỏ, mà trong thời gian ngắn liền nhanh chóng lan ra. Thân thể Vương Lâm kịch chấn, toàn thân hắn tràn ngập những điểm đỏ máu của bản thân hắn bị điên cuồng bứt ra khỏi thân thể tủy sống được máu tươi này dung hợp dần dần máu mới được sản sinh ra ngay khi máu mới này xuất hiện từ trong cơ thể vương lâm đột nhiên liền có một luồng khí tức cao quý trực tiếp tuôn ra khí tức cao quý này như thể là người đứng đầu tu sĩ trong thiên hạ cho dù là thiên địa ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu trong mắt trái đang nhắm của hắn ngọn lửa chính màu kia ầm ầm thiêu đốt dường như xuyên thấu qua mí mắt hắn Người ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng ngay khi ngọn lửa này bùng lên, dòng máu mới từ trong xương tủy hắn sinh ra lại chảy tới, cơn lốc lửa kia ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số ngọn lửa, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa hợp lại với nhau. Một ngọn lửa kim sắc đột nhiên hiện ra. Ngọn lửa kim sắc này ẩn chứa đại đạo của thiên địa, nhưng nó không phải là đạo hóa. Sau kim hóa xuất hiện, trong mắt phải của Vương Lâm, đôi đồ kia hiện lên bị dòng máu mới do tủy tạo ra xông tới liền trực tiếp tan vỡ chính đạo sấm sét bao vây xung quanh cũng theo đó mà sụp đổ ngay khi lôi đồ cùng với những đạo sấm sét kèm theo toàn bộ sụp đổ một tia chớp kim sắt đột nhiên xuất hiện trong mắt phải đang nhắm chặt của vương lâm kim sắc toàn bộ đều là kim sắc nhưng loại kim sắc này cũng không đậm lắm mà chỉ nhàn nhạt mà thôi mặc dù như vậy nhưng kim sắc bí ẩn này cũng có thể khiến cho những người nhìn thấy đều phải hoảng sợ kim sắc màu sắc của tiên tiên thật sự mắt trái có ngọn lửa kim sắc mắt phải có sấm sét kim sắc lúc này nếu vương lâm đang nghe truyện trên tv audio cv mở hai mắt tất cả những tu sĩ nhìn thấy đồng tử của hắn trong lòng đều nổi lên một sự sợ hãi vô tận bọn họ cảm thấy có một uy áp không cách nào hình dung nổi từ trong hai mắt vương lâm ầm ầm bột phát ra Lôi bổn nguyên của vương lâm mặc dù đã đại thành nhưng vẫn còn một chút không viên mãn nhưng giờ phút này theo dòng máu mới do xương tủy sinh ra trong cơ thể một chút không viên mãn này trực tiếp tiêu tan dưới sức mạnh của dòng máu mới này lôi đình này bất ngờ biến thành tiên lôi là tiên lôi thật sự ngọn lửa kim sắc trong mắt trái của hắn vốn vẫn chỉ là trạng thái hư hỏa khoảng cách tới đạo hỏa vẫn còn rất lớn càng chưa nói tới viên mãn nhưng lúc này dưới sự lưu chuyển toàn thân của dòng máu do tủy sống sinh ra cũng đột nhiên hóa thành một ngọn tiên hỏa ở một cấp độ siêu việt hơn hết thảy là tiên hỏa thật sự chỉ cần tiên hỏa cùng với tiên lôi này cũng đủ để vương lâm giết chết tất cả những tu sĩ không niết sơ kỳ cho dù là tu sĩ không niết trung kỳ dưới lôi tiên cùng với lôi hỏa này cũng không thể cầm cự được lâu cuối cùng cũng phải hoảng sợ mà chết cho dù là cao thủ không niết hậu kỳ nếu nhìn thấy tiên hỏa và tiên lôi chân chính này cũng sẽ phải chấn động tâm thần, điên cuồng bỏ chạy. Theo dòng máu mới từ tủy sống sinh ra lưu chuyển trong cơ thể, ba đạo bổn nguyên còn lại trong cơ thể Vương Lâm sinh tử, nhân quả, chân giả chậm rãi có sự thay đổi, tiến dần tới viên mãn. Chỉ cần một cơ hội nữa là có thể nhờ vào tiên huyết mạch này mà đắc đạo sự xuất hiện của người điên này đối với vương lâm mà nói là một cơ may có thể so sánh với việc có được truyền thừa của cổ thần trong vùng đất của cổ thần năm đó đủ để thay đổi cuộc sống của hắn hơn nữa cơ may này hiện giờ mới chỉ bắt đầu vẫn chưa kết thúc tâm thần vương lâm rất sáng suốt nhưng giờ phút này cũng không thể cử động một chút nào hắn chỉ yên lặng cảm nhận tất cả mọi thứ diễn ra trong cơ thể cái cảm giác hoàn toàn khác trước này khiến cho trong lòng hắn nổi lên một sự suy đoán nhất là dòng máu mới của hắn từ trong tủy sống tạo ra ẩn chứa một khí tức mạnh nhất thiên địa. Khí tức này, chính là tiên khí. Thậm chí theo sự lưu chuyển của dòng máu này, nguyên thần của hắn cũng biến hóa điên cuồng. Điều Vương Lâm không hiểu chính là ngay cả tứ đại tiên giới năm đó, bao gồm cả tứ đại tiên đế, bọn họ mặc dù được gọi là tiên nhân, nhưng thực tế nếu so với hắn cũng chỉ như là những phàm nhân huyết mạch bên trong cơ thể vương lâm đã đạt tới một mức độ kinh thiên động địa nhưng thân thể hắn lại cực kỳ đặc biệt có thể nói là tự cổ chí kim chưa bao giờ xuất hiện thân thể hắn là cổ thần là truyền thừa của đạo cổ nhưng huyết mạch của hắn nhờ sự điên cuồng của người điên kia đã có được huyết mạch của tiên chuyện này thật quá hiếm thấy hai loại sức mạnh hoàn toàn bài xích lẫn nhau trong khi đang không ngừng tấn công mặc dù đạo cổ lực đã bị áp chế nhưng tiên huyết mạch này cũng không thể hủy diệt nó vì thế thân thể vương lâm vẫn chưa hoàn chỉnh trong lúc thân thể vẫn chưa hoàn chỉnh nửa thân dưới của hắn nhanh chóng biến hóa giữa trạng thái hồi phục và tan vỡ miên thần của hắn cũng bị kẹt trong trạng thái này hiện tượng này nếu cứ tiếp tục duy trì thì sẽ khiến cho vương lâm trở thành một cái thay sống nếu được người khác luyện hóa có thể trở thành một vật chí bảo bảo vật này cả tiên và cổ đều có thể sử dụng Lúc này, hắn phải lựa chọn, chọn truyền thừa của đạo cổ, bỏ qua tạo hóa kinh thiên này, hay lựa chọn tạo hóa này, bỏ qua truyền thừa của cổ thần đã theo hắn mấy ngàn năm qua. Một sự lựa chọn rất khó khăn. Nhưng ngay cả Vương Lâm muốn lựa chọn, thì hắn cũng không thể làm được. Nguyên thần của hắn không thể cử động, ở một mức độ nào đó đã tách ra khỏi thân thể. Con bà nó, bổn vương mệt chết mất. Ngay lúc này, người điên kia vừa mất rất nhiều máu đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại trên mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi nhưng dường như mang theo một vẻ hưng phấn nhìn về phía vương lâm sau cái nhìn này vẻ hưng phấn trên mặt người điên kia lập tức biến mất chỉ còn lại lửa giận khôn cùng ngươi ngươi không ngờ ngươi vẫn chưa hồi phục lão tử đã mất bao nhiêu máu những giọt máu đó có thể đổi lấy bao nhiêu thứ nhiều máu như vậy mà máu này có thể khiến cho tiểu nữ của thất thải đi theo bổn vương đó Ôi, máu này, nếu để cho ca ca ta biết được chắc chắn sẽ nổi giận. Người điên này nhảy lên, xông về phía trước túng lấy vai vương lâm, điên cuồng lay thân thể hắn. Ngươi trả máu lại cho ta. Ngươi lấy máu của bổn vương mà còn không khôi phục, ngươi cố tình có phải không? Tiểu hồng, đem người này đi. Chém. Người điên kia rống lên giận dữ, nhưng vẫn còn chưa hết giận, nhìn chầm chầm vương lâm, trực tiếp mở miệng ra cắn lên vai vương lâm, trong miệng còn phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như là một con chó điên bổn vương cắn chết ngươi cắn chết ngươi lăn qua lăn lại hồi lâu người điên này thở hồng hộc hai mắt lại đỏ bừng lên trở nên cực kỳ dữ tợn hắn nhìn chầm chầm vương lâm nghiến răng nghiến lợi túm lấy vai vương lâm che miệng cuốn quít trên lên ta hận nhất là tu sĩ của cổ quốc thân thể những người này rất cứng cỏi làm cho răng của bổn vương đau muốn chết tiểu hồng mau tới hình gia mang thứ gì đó tới đây, bổn vương quên mất rồi, ngươi hãy mau mang tới đây, nếu bọn họ không chịu đưa, ta sẽ bảo ca ca ta ngày mai tới cướp. Người này trong lúc trên la chạy sang một bên, sau khi nói không ngớt, lại bình thường trở lại một chút, xoay người nhìn chầm chầm vương lâm, dần dần lại có dấu hiệu nổi giận. Ta không tin. Ngươi hãy chờ đó, đợi ta nghĩ đã. Đôi mắt đỏ bừng của người này lóe lên. Một lát sau, vẫn không nghĩ ra được cách nào, hắn không khỏi càng xúc động hơn, hướng về Vương Lâm gầm nhẹ. Sự tức giận của người điên kia người thường không thể hiểu được. Hắn càng không nghĩ ra cách, lại càng phẫn nộ. Sự tức giận này càng ngày càng lớn, hắn giơ tay phải lên trực tiếp đặt lên tay trái, hung hãn túng một cái. Cánh tay trái của hắn đột nhiên đứt khỏi thân thể, không hề có máu tươi, vết thương cực kỳ sạch sẽ. Cầm cánh tay trái của mình, người điên này cũng không nhìn tới, mà chỉ nhìn chầm chầm Vương Lâm, trong lúc gầm nhẹ nói ra một vài câu mà ngay cả hắn cũng không nghe rõ. Tay phải của hắn vung lên, lập tức cánh tay trái của hắn bị đập xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Người điên này vung tay phải càng lúc càng nhanh, tiếng nổ kia càng ngày càng lớn. Cuối cùng, người điên này nhảy dựng lên, hướng về phía thi thể Vương Lâm mở miệng chửi mắng. Hắn mắng một mạch mấy ngày liền. Cho đến khi miệng đắng lưỡi khô, lúc này người điên kia mới thở hổn hển dừng lại, đem cánh tay trái ấn lại lên người. Một trận kim quang lóe lên, chỉ thấy ở miệng vết thương xuất hiện một ấn ký hình tròn. Ấn ký này tràn ngập một khí tức hỗn tạp, cực kỳ phức tạp, nếu người khác nhìn vào sẽ trở nên mê muội. Trên ấn ký này còn lộ ra một cảm giác dường như tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai, vô cùng quỷ dị thần bí. Nhìn ấn ký ở trên miệng vết thương, người điên này đột nhiên sửng sốt, nhưng rất nhanh trong mắt hắn liền lóe lên hào quang sáng ngời ha ha có rồi người này liếm mép hưng phấn chạy đến bên cạnh vương lâm trong mắt hắn thi thể này chính là một món đồ chơi khiến cho hắn có thể tìm được niềm vui ở chỗ nhàm chán này nhưng nếu một người đối với một món đồ chơi lại điên cuồng như vậy thì sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng sao bổn vương lại quên mất tam ấn của tổ tiên nhỉ ha ha tam ấn của tổ tiên không sai chính là nó trong cơn hưng phấn người điên này cảm thấy máu toàn thân sôi trào nhìn vương lâm cười khúc khích nhưng trong lúc hắn cười ánh mắt cũng hiện lên một vẻ mê man hình như có một chút không ổn tam ấn của tổ tiên này hình như ta nhớ rõ ca ca ta đã từng nói cho dù có chết cũng quyết không thể truyền cho bất cứ người nào không phải người của tiên tộc ta hình như hắn còn bắt ta thề máu tươi thì có thể cho người ta một ít nhưng tam ấn của tiên tổ ngoài chúng ta ra không thể truyền cho ai sao người điên này do dự một chút cúi đầu nhìn vương lâm hình như không phải như vậy hình như ca ca ta nói tam ấn của tiên tổ này người nào cũng có thể truyền thụ cho được trời ơi rốt cuộc là như thế nào đây người điên này cau mày giơ tay phải lên không ngừng gõ lên đầu càng ngày càng mờ mịt lời của ca ca ta bổn vương phải nghe hình như là có thể truyền thụ không sai đúng là như vậy có thể truyền thụ người này thần sắc ngưng trọng gật đầu không sai ngay cả tiểu hồng cũng nói trí nhớ của ta rất tốt sẽ không sai đâu người điên này trong lúc tự nói trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn hắn liếm môi giơ hai tay lên nhanh chóng bấm quyết đột nhiên cả tu chân tinh này ầm ầm chấn động nhất là thân thể hắn lại càng rung lên kịch liệt Mơ hồ trên mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện ấn ký hình tròn vừa rồi đã hiện lên ở miệng vết thương trên cánh tay trái của hắn. Thiên địa sơ khai, tổ tiên giáng trần, tam ấn biến đổi thế giới, trở thành biểu tượng của tiên tộc ta. Một ấn thay đổi trời. Hai ấn thay đổi đạo. Ba ấn thay đổi, đổi cái gì nhi? Tiểu Hồng, ba ấn thay đổi cái gì vậy? Người điên này sửng sốt, sau khi trừng mắt nhìn lại lắc đầu. Quên rồi con bà nó trí nhớ của bổn vương thật sự là rất tốt nhất định sẽ nhớ được hắn trong lúc nói thầm vỗ lên mi tâm lập tức tiếng ầm ầm vang lên chỉ thấy có một luồng đại lực cực kỳ mạnh mẽ không cách nào hình dung được đột nhiên xông ra khỏi tu chân tinh này tràn ngập cả thế giới trong cơ thể u minh thú trống lên một tiếng người điên này đưa tay phải túng một cái hình như đem ấn ký trên mi tâm của mình trực tiếp lôi ra đặt lên trên những tinh điểm cổ thần trên mi tâm vương lâm tam ấn của tổ tiên biến thành thân thể bất diệt của tiên tộc. Ngay khi tay phải của người điên này hạ xuống, từ trong cơ thể vương lâm, trực tiếp bộc phát ra một sức mạnh kinh thiên. Sức mạnh này từ trong cơ thể mạnh mẽ nhập vào mi tâm hắn, va chạm với tay phải của người điên này. Trong tiếng ầm vang, người điên này phun ra một nguồn máu tươi, thân thể trực tiếp bị bắn tung ra, rơi xuống ở đằng xa. Trong lúc hạ xuống, ánh mắt hắn lộ ra vẻ mê mang, thì thào lẩm bẩm, hình như ta nhớ là là không thể truyền thụ nhất là không thể truyền thụ cho ba bộ tộc của cổ quốc nếu như vậy sẽ gây nên phiền toái rất lớn ôi bổn vương đang lo gì vậy vừa rồi bổn vương rõ ràng là không có truyền thụ không phải là truyền thụ trí nhớ của bổn vương tốt lắm nhớ là không truyền thụ mà nghĩ tới nghĩ lui hai tròng mắt hắn lại lộn ngược lên sau khi ngã xuống trực tiếp ngất đi thân thể vương lâm rung lên bí mắt hắn nhanh chóng động đậy tâm thần hắn đang gào thét tất cả những hành động của người điên này hắn đều cảm nhận được ngay khi ấn ký của đối phương hạ xuống hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của thần và đạo cổ trong cơ thể mình đang bị áp chế giống như là nỗi giận trực tiếp ầm ầm bột phát ra người đúng là tên điên vương lâm mở mạnh hai mắt ngay khi vương lâm mở mắt ra trên mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện một ấn ký hình tròn ấn ký này giống y hệt ấn ký trên mi tâm của người điên kia ấn ký này xuất hiện lập tức khiến cho dòng máu mới được tạo ra trong cơ thể vương lâm như thể sôi trào lên đột nhiên chuyển động dữ dội trong cơ thể vương lâm sức mạnh của huyết mạch và sức mạnh của đạo cổ vốn đang cân bằng một bên tuy bị áp chế nhưng vẫn chưa bị hủy diệt thủy chung vẫn tồn tại nhưng sự xuất hiện của ấn ký này giống như là một mồi lửa báo hiệu một trận đại chiến khiến cho sức mạnh của huyết mạch trong cơ thể vương lâm nổi lên ngợp trời muốn hủy diệt sức mạnh của đạo cổ kia vì thế sức mạnh của cổ thần và đạo cổ đang bị áp chế cũng bột phát ra phản kích điên cuồng lấy thân thể vương lâm làm chiến trường triển khai một trận chém giết sống còn sức mạnh của huyết mạch kia dù sao cũng là từ bên ngoài đến tuy đã dung hợp với vương lâm nhưng cũng không thể so sánh với sức mạnh của cổ thần và đạo cổ đã theo vương lâm cả đời sự kịch liệt của trận chiến này đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng tinh điểm cổ thần trên mi tâm vương lâm trong khoảnh khắc này ầm ầm tan vỡ bảy tinh điểm trực tiếp bị vỡ mất một viên hóa thành một luồng cổ thần lực vô biên hiện lên bên ngoài thân thể thân thể của hắn dưới luồng cổ thần lực này lập tức hoàn toàn hồi phục thân thể đã kéo dài ra toàn bộ nhưng ngay lúc thân thể hắn xuất hiện ấn ký hình tròn trên mi tâm hắn vận chuyển toàn bộ sức mạnh của huyết mạch ầm ầm bột phát ra khiến cho thân thể của vương lâm trực tiếp tan vỡ sự tan vỡ này là hoàn toàn vỡ nát hai tay hai chân toàn thân thậm chí cả đầu nguyên thần toàn bộ đột nhiên tan vỡ máu thịt bắn tung tóe ra nhưng chưa kịp bay đi quá xa liền ngay lập tức có một luồng tiên khí tinh thuần đến cực điểm hiện lên luồng tiên khí này nhanh chóng lượn lờ ngưng tụ hóa thành một thân ảnh mơ hồ thân ảnh mơ hồ này không ngờ chính là một nguyên thần nhưng nó không phải là nguyên thần của tu sĩ, mà là của tiên nhân thực sự, nguyên tiên. Nguyên tiên vừa xuất hiện, máu thịt bị bắn ra xung quanh lập tức ngưng tụ lại, lúc nhúc lập tức hóa thành một thân thể. Thân thể này toàn bộ trong suốt, lộ ra tiên khí vô tận, từ xa nhìn lại, khí thế kinh người. Nhưng thân thể này vừa mới xuất hiện đột nhiên lại chấn động, trong phút chốc lại một lần nữa nổ tung, theo đó còn có một tinh điểm trên mi tâm tiên thể của Vương Lâm tiên thể tan vỡ máu thịt lại bắn tung ra một luồng khí tức đạo cổ ầm ầm bột phát ra vờn quanh bên trong đám máu thịt tan nát kia khiến cho đám máu thịt này lại nhanh chóng ngưng tụ lại trong nháy mắt một cổ thần cao ngàn trương đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa nhưng thân thể cổ thần này xuất hiện chưa được lâu liền tan vỡ một lần nữa hết lần này đến lần khác ở trên tu chân tinh này vương lâm liên tục chuyển đổi giữa thân thể cổ thần với tiên thể mỗi một lần tan vỡ Đối với hắn mà nói là một sự thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Sức mạnh của đạo cổ kia còn lại không nhiều, nếu muốn đối kháng với tiên thể, bắt buộc phải toái tinh. Vương Lâm không thể không toái tinh. Một khi hắn buông xuôi, như vậy sẽ không còn là vấn đề lựa chọn nữa, mà cổ thần lực bên trong cơ thể kia sẽ hóa thành một cơn cuồng phong, trực tiếp hủy diệt hết thảy. Tới lúc đó, hắn có một dự cảm là mình sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì cần phải giữ sự cân bằng, cần phải dung hợp, nếu không, tạo hóa này sẽ biến thành một kiếp nạn sinh tử. Bảy lần tan vỡ, bảy lần tiên thần chuyển đổi, bảy tinh điểm toàn bộ vỡ tan. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong phút chốc, gần như chỉ trong nháy mắt. Mỗi một lần toái tinh, cổ thần lực trong cơ thể vương lâm lại bạo tăng, sau khi chuyển hóa thành đạo cổ lực, lại càng trở nên vô biên vô cùng. Vì thế, sau bảy lần toái tinh, đạo cổ lực ngưng tụ lại trên thân thể Vương Lâm đã trở nên kinh thiên động địa. Đúng lúc này, lần tan vỡ chuyển đổi thứ 8 bắt đầu. Lần này toái tinh này của Vương Lâm, vòng xoáy vẫn chưa trở thành tinh điểm thứ 8 kia trong tiếng ầm vang nổ tung, thân thể của hắn trong nháy mắt nhanh chóng chuyển đổi giữa thần và tiên lần thứ 8. Sau 8 lần, Vương Lâm phải đối diện với việc không còn tinh điểm để vỡ. Thân thể cổ thần của hắn bỗng nhiên nổ tung, máu thịt bắt tung ra, tiên khí lượng lờ, lại một lần nữa ngưng tụ lại thành tiên thể đã tan vỡ mấy lần kia. Tiên nhân bất diệt thể. Thân thể bất diệt này đến từ ấn ký của tiên tổ, chính vì có ấn ký này mà khiến cho Vương Lâm có thể có thể được thân thể bất diệt kia. Ấn ký hình tròn lóe lên trên mi tâm hắn khiến cho tiên khí trên thân thể hắn càng nồng đậm hơn. Dường như máu tiên từ bên trong xương tủy hắn chảy ra ngày càng nhiều, lưu chuyển khắp toàn thân, như thể tiên thể này đã hoàn toàn áp chế được cổ thần lực đang chuẩn bị thành hình. Nhưng tất cả chuyện này đều chưa chấm dứt. Nếu Vương Lâm chưa có được truyền thừa của đạo cổ, vẫn chỉ là cổ thần tầm thường, như vậy đến lúc này sẽ là kết thúc, hắn sẽ mất đi truyền thừa của cổ thần, trở thành một tiên nhân thực thụ, sau đó sẽ vỡ tan mà chết. Nhưng truyền thừa cổ thần của hắn lại là vương tộc cổ thần, hơn nữa hắn còn có truyền thừa của đạo cổ. Nhất là ấn ký của tiên tổ kia lai lịch rất khó lường nhưng sự xuất hiện của nó ngoài kích động huyết mạch của Vương Lâm, còn kích động truyền thừa đạo cổ của Vương Lâm. Theo như lời nói của người điên kia lúc trước, ấn ký này quyết không thể truyền cho người ngoài, lại càng tuyệt đối không thể để cho tu sĩ của cổ quốc có được, nhất là tam đại cổ tính trong cổ quốc. Một tiếng gào thét thê lương từ trong miệng Vương Lâm truyền ra. Trên tiên thể của hắn lập tức hiện lên vô số vết nứt chỉ chích, cùng lúc đó, cổ thần lực trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra. Lúc này bộc phát không có tinh điểm tan vỡ, nhưng trong lúc kích động thân thể cổ thần của Vương Lâm, đệ nhị tổn trong tam tổn thất kiếp của cổ thần đã xuất hiện. Đệ nhị tổn này xuất hiện, lúc này đã hoàn toàn bị ấn ký của tiên tổ dẫn dắt, ngay khi truyền thừa đạo cổ của Vương Lâm đang gặp phải nguy cơ bị loại bỏ, bị những ý chí từ bên trong truyền thừa này tác động. Trong thân thể Vương Lâm lúc này tồn tại hai ý chí mơ hồ. Một là cổ, một là tiên. Sự xung đột của hai ý chí này chính là toàn bộ căn nguyên dẫn những cơ may và nguy cơ lúc này của Vương Lâm. Đệ nhị tổn của cổ thần xuất hiện khiến cho tiên thể của hắn sau khi xuất hiện vô số vết nứt liền bắt đầu tan vỡ. Sức mạnh tan vỡ của cổ thần này cùng với đệ nhị tổn của cổ thần đang muốn bộc phát ra trực tiếp đối chọi lẫn nhau, với một cách thức kỳ dị đang điên cùng triệt tiêu lẫn nhau, muốn đem đối phương hủy diệt hoàn toàn, muốn bao vây nguyên thần của Vương Lâm và tất cả mọi thứ hủy diệt trong nháy mắt kinh thiên động địa toàn bộ thân thể vương lâm trong khoảnh khắc này hoàn toàn tan rã trong phạm vi lớn thân thể cổ thần của hắn trong lúc tan vỡ đã mang theo máu thịt dung nhập vào mặt đất của tu chân tinh này mặt đất chấn động nhưng có hàng ngàn cơn sóng dấy lên trong tiếng ầm ầm một gợn sóng vô hình nhanh chóng khuếch tán ra tất cả núi non trên mặt đất đều sụp đổ cuối cùng chỉ còn lại một mặt đất phẳng lì giống như là một mặt gương tiên thể sụp đổ dẫn theo nguyên thần tan vỡ lao thẳng lên trời trong tiếng ầm vang dường như toàn bộ không trung đã tách ra khỏi u minh giới trở thành một thế giới khác sau khi nguyên thần che lấp hết thảy khiến cho bầu trời biến thành màu vàng thiên địa biến đổi bầu trời màu vàng mặt đất màu đen tất cả mọi chuyện giống như một truyền thuyết trong thần thoại giờ phút này ở nơi này xuất hiện người điên kia đã tỉnh lại nằm ở đằng xa ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này lấy tay dụi hai mắt thì thào lẩm bẩm bổn vương hoa mắt hay sao vậy bầu trời vốn tối đen mà hình như kakata đã từng nói năm đó khi tiên tổ giáng lâm đã xuất hiện đệ nhất tướng trong cửu khúc tam tướng ngay lúc này đột nhiên có một tiếng trích trào kinh thiên từ trên mặt đất điên cuồng truyền ra chỉ thấy toàn bộ mặt đất rung lên dường như có một sức mạnh từ bên trong trực tiếp bột phát ra trong khi mặt đất đang chấn động Người điên kia trong lúc ngơ ngác đã nhìn thấy một bóng đen khổng lồ từ trên mặt đất của tu chân tinh này trực tiếp hiện ra, giống như một ngọn núi chọc thẳng lên trời. Hư ảnh khổng lồ này cao chọc trời, không ngờ chính là một đạo cổ cổ thần. Hình dáng của cổ thần này chính là Vương Lâm. Bảy tinh điểm trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn. Trong tiếng gào thét, hắn hướng lên bầu trời, vung nắm tay khổng lồ lên, giống như dẫn động sức mạnh của mặt đất tấn công bầu trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời ở dưới kim quan vạn trưởng giống như là một vùng biển màu vàng. Bất ngờ liền có một bóng người màu vàng từ bên trong bước ra. Bóng người màu vàng này tràn ngập một luồng tiên khí uy nghiêm vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn đạo cổ cổ thần từ trên mặt đất đang vọt tới, vung tay áo lên, bầu trời màu vàng bỗng nổi lên gợn sóng vô tận. Từ xa nhìn lại, dường như người ở trên không trung mặc một chiếc áo choàng lớn màu vàng. Chiếc áo choàng này chính là toàn bộ không trung hình dáng của người này không ngờ cũng chính là Vương Lâm. Ấn ký hình tròn trên mi tâm hắn phát ra kim quang vô tận, trong lúc vung tay áo, hắn lao thẳng tới đạo cổ cổ thần đang xông tới. Hai Vương Lâm này trong nháy mắt điên cuồng xông vào nhau, giống như là muốn liều sống chết một phen. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, hai Vương Lâm này đột nhiên va chạm vào nhau. Nhưng ngay lúc họ chạm vào nhau, muốn hủy diệt lẫn nhau đột nhiên ở giữa hai người này có một đạo u quan nhẹ nhàng lóe lên xuất hiện. Trong u quan này là một hạt châu, một hạt châu chỉ bé bằng nắm tay của trẻ con. Thiên nghịch lại xuất hiện. Người điên ở dưới mặt đất mở trừng hai mắt ngơ ngác nhìn hạt châu kia, thì thào lẩm bẩm, đây là hình như là một thứ rất quan trọng, hình như ca ca ta đang tìm, hình như vật này là... Ổi, quên mất rồi, đây là thứ gì vậy? Tiểu Hồng, đây là thứ gì? một tiếng đổ vang lên sức mạnh của kim thiên hắc địa toàn bộ đánh lên trên thiên nghịch đột nhiên xuất hiện này thiên nghịch kia chậm rãi chuyển động xoay vòng thứ nhất toàn bộ bầu trời màu vàng kể cả hư ảnh của vương lâm kia lập tức điên cuồng bị hút vào trong thiên nghịch sau khi hoàn toàn dung hợp đột nhiên ở bên ngoài thiên nghịch xuất hiện thân thể một tiên nguyên màu vàng thiên nghịch lại xoay vòng thứ hai đạo cổ cổ thần hiện ra trên mặt đất màu đen cũng giống như bầu trời màu vàng kia nhanh chóng bị thiên nghịch hấp thụ, tràn ngập ở bên ngoài tiên nguyên màu vàng kia, hóa thành một thân thể cổ thần cao ngàn trượng. Nhưng thân thể cổ thần này lại phát ra kim quang mơ hồ. Hắn chính là Vương Lâm. Dường như thời gian trong khoảnh khắc này đã dừng lại, không biết qua bao lâu, Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt. Trong mắt trái hắn có kim hỏa, trong mắt phải có tia chớp màu vàng, trên mi tâm ấn ký hình tròn kia tiêu tan, bảy tinh điểm cổ thần xoay tròn. Nhưng bảy tinh điểm này cũng đã biến thành màu vàng. Tinh điểm màu vàng. Ngay khi Vương Lâm mở hai mắt, thân thể hắn chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hung hãn nhìn lướt qua người điên đang ngơ ngác nhìn hắn ở dưới mặt đất, thân thể bước về phía trước, trực tiếp đáp xuống đất. Hắn nhắm hai mắt lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua, người điên kia tâm thần rung lên, không dám nhìn lại, huyết sáo nhìn về hướng khác, nhưng vẫn liếc liếc Vương Lâm quan sát phản ứng của hắn. Hồi lâu sau, người điên này vội ho một tiếng, hướng về phía Vương Lâm đang ngồi ở đằng xa, cười khằng khặt nói, tiểu nương tử, hãy cười với bổn vương xem nào, bổn vương sẽ có thưởng. Trong lúc nói chuyện, người điên vội vàng nhìn thần sắc của Vương Lâm, thấy Vương Lâm không có chút phản ứng gì liền gãi gãi đầu, đứng dậy cẩn thận đi tới vài bước, xoa xoa bàn tay, vẻ mặt cười cợt xấu xa nói, nói chuyện chút đi, ngươi tên là gì? Nói cho bổn vương biết, bổn vương sẽ có thưởng trả lời hắn vẫn là sự trầm mặc trong thổ nạp của Vương Lâm. Không nói lời nào sao? Ngươi dám không nói sao? Năm đó Tiểu Hồng bị ta bắt được, hắn không nói lời nào, kết quả là bị ta nhổ từng sợi lông thấp toàn thân. Ngươi đoán thử xem sau đó thế nào? Người điên này lãm nhảm bước tới gần, ngồi đối diện với Vương Lâm, bắt đầu nói chuyện với hắn. Ngươi đoán không được đâu. Bổn vương khi đó đã cho tiểu hồng, ha ha, ha ha. Người điên vừa nói lại vừa ôm bụng cười lãng lộn. Hồi lâu hắn dừng lại, hung tợn nhìn chầm chầm vào vương lâm. Ngươi vì sao không cười? Chẳng lẽ bổn vương nói chuyện không buồn cười sao? Bổn vương nói chuyện thì ngay cả lý gia nghe thấy cũng phải lập tức cười ngay. Nếu dám không cười thì bổn vương sẽ đi tìm ca ca. Hình như ta còn chưa nói là tiểu hồng làm sao nhỉ? Vậy ngươi định không hỏi bổn vương làm gì tiểu hồng à? Hừ! Ngươi không hỏi bổn vương vẫn nói cho ngươi biết. Khi đó, hả? Quên mất rồi. Người điên nhướng mày, gõ mạnh lên đầu, ánh mắt lộ vẻ mê man. Con bà nó, sao lại quên mất rồi? Người điên này nói làm nhảm không ngớt, không ngừng nghĩ suốt mấy ngày trời, không thôi lẩm bẩm, càng nói lại càng hưng phấn. Hắn chỉ tiếc núi mỗi một điểm là vương lâm chỉ nghe chứ không thèm trả lời. Nhưng dù sao cũng có vật sống cho hắn nói chuyện là cũng khiến hắn thỏa mãn rồi lời nói hắn cứ ong ong, giống như con ruồi vo ve không ngừng, thật lâu không tiêu tan. Vương Lâm nửa câu cũng chẳng nghe lọt tai. Lúc này trong cơ thể hắn đang cực kỳ hỗn loạn. Bên ngoài là thân thể của thần, bên trong lại là nguyên tiên thay thế cho nguyên thần. Ở sâu trong đó, hạt châu thiên nghịch đang chậm rãi chuyển động. Nếu dựa theo thời gian của con người thì cứ 10 ngày hạt châu này mới chuyển động một vòng. Nguyên lực trong cơ thể hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất, bên trong xương cốt máu huyết ẩn chứa tiên lực nồng đậm của tiên lực này vượt xa xa nguyên lực cho dù là so với nguyên lực của hắn lúc trước thì ít hơn cả trăm ngàn lần nếu như nói nguyên lực của vương lâm lúc trước là một dòng sông lớn thì tiên lực lúc này là một dòng suối nhỏ mà thôi nhưng tuy nói thế nhưng tiên lực này cũng đủ khiến tâm thần vương lâm chấn động hắn cảm thấy luồng tiên lực này ẩn chứa một khí tức kinh thiên cực kỳ đáng sợ Thân thể cổ thần bên ngoài nguyên tiên bởi lúc trước vỡ nát bảy tinh điểm khiến tổn kiếp còn chưa hoàn toàn bộc phát thì lại bị thiên nghịch hấp thu nhục thân nên khiến cho cường độ thân thể hắn lúc này có thể nói là ẩn chứa cổ thần lực mạnh hơn gấp mấy lần trước đây. Mỗi một lần tim hắn đập là lại khiến thiên địa âm ầm hóa thành âm thanh vô hình truyền khắp tám hướng. Một cảm giác cường đại trong cơ thể vương lâm nhanh chóng bùng ra. Hắn thậm chí tin rằng, cho dù là tu sĩ không niết hậu kỳ lúc này ở trước mặt hắn cũng không có tư cách mà bỏ chạy. Trừ phi là không niết đại viên mãn ở đây thì có lẽ mới có thể đánh với hắn một trận. Bởi vì lúc này hắn là kết hợp giữa tiên và thần, là một biến hóa cực kỳ hiếm thấy trong Tháp Tinh Không này. Loại biến hóa này là tốt hay xấu Vương Lâm không biết, nhưng lúc này cơ thể hắn không ngừng gào thét kịch liệt vì thống khổ. Thân thể bài xích nguyên tiên dù là đang trong trạng thái dung hợp nhưng sự bài xích này vẫn còn như cũ cho dù là thiên nghịch thì cũng như không có khả năng hoàn toàn ngăn cản và thay đổi sự bài xích này nó chỉ có thể khiến cho thần và tiên của vương lâm dung hợp nhưng lại không thể làm cho nguyên nhân đau đớn trong cơ thể vương lâm hoàn toàn biến mất lực lượng bài xích này nếu không thể hoàn toàn hóa giải thì vương lâm sẽ không thể phát huy toàn bộ thực lực mỗi lần vận chuyển tiên lực sẽ khiến cho cơ thể đau đớn lại bị cổ thần lực trên cơ thể ngăn cản phát huy nhiều lắm cho hai phần thực lực mà thôi. Nhưng cũng chính bởi vậy lại khiến hắn có thể trong nháy mắt giết tu sĩ không niết hậu kỳ. Nếu như hắn có thể sử dụng toàn bộ thì Vương Lâm cũng không biết được sẽ lợi hại tới đâu. Nhưng hắn có thể nói rằng dù là nam chiếu thượng nhân ở trước mặt hắn khi hắn bộc phát toàn bộ thực lực thì cũng không thể địch nổi. Cũng như vậy, khi lực lượng thân thể muốn phát huy sẽ bị nguyên tiên trong cơ thể ngăn cản. Nếu chỉ như vậy thì thôi nhưng chuyện khiến vương lâm lo lắng chính là lực lượng bài xích này mơ hồ càng ngày càng trở nên mạnh hơn dường như lúc nào cũng có thể bùng phát khiến thân thể hắn nổ tung hủy diệt nguyên tiên của hắn cũng trong nháy mắt khi sụp đổ này linh hồn và tất cả những gì của hắn đều sẽ tử vong hoàn toàn lực lượng bài xích này giống như một lưỡi đao đang kề cổ lúc nào cũng có thể hạ xuống vương lâm trong lúc khoanh chân ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển muốn dùng tất cả các phương pháp để hóa giải lực bài xích này nhưng mãi tới cuối cùng hắn cũng không tìm ra được cách nào ấn ký tiên tổ trên mi tâm hắn dù nhìn như sắp sụp đổ nhưng thực tế chỉ có mình vương lâm biết ấn ký này không sụp đổ mà giống như nguyên tiên của hắn bị hòa tan dung hợp với thân thể thất tinh cổ thần như thế mới có thể khiến cho tinh điểm cổ thần của hắn xuất hiện màu vàng chưa từng có trong cổ tộc sau mấy ngày người điên đã nói tới mức nước bọt bắn tung nhưng thần sắc vẫn hưng phấn như trước vương lâm lúc này mở hai mắt trong mắt có hai luồng kim quang từ trong mắt hắn tỏa ra, rơi vào trong mắt người điên. Bị ánh mắt màu vàng của Vương Lâm nhìn chầm chầm, người điên lập tức ngừng nói, nhìn chầm chầm vào hai mắt Vương Lâm, vẻ mặt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Lâm, ngẩn ngơ hỏi, hả, sao ngươi lại có mắt vàng của tộc ta? Nhưng lại là màu vàng nhạt, không được. Ngươi xem bổn vương này. Người điên vừa nói liền hít một hơi, phùng má trợn mắt, vương thân thể, trong tích tắc dường như bị một luồng khí tràn vào thân thể lập tức bành trướng lên trong lúc này đôi mắt hắn vốn ảm đạm đột nhiên trở nên sắc bén lại có hai luồng sáng màu vàng từ trong mắt hắn tỏa ra ánh mắt màu vàng rực này dường như hoàn toàn khiến người điên thay đổi tràn ngập một sự uy nghiêm kinh thiên không thể nói lên lời thế nào thế nào bổn vương lợi hại không người điên mở miệng nói lập tức làm tiêu tan sự uy nghiêm kia thành mây khói ngươi đợi đó bổn vương còn có nhiều cái lợi hại hơn vẻ mặt người điên đắc ý hít sâu một hơi nữa thân thể lại bành trướng lên những tiếng răng rắc truyền ra thân thể hắn tăng trưởng trong nháy mắt thân thể liền có huyết nhục nhúc nhích dần dần trở nên cường tráng mơ hồ lại lộ vẻ uy nghiêm một lần nữa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trong lúc này đột nhiên có những tiếng sấm ầm ầm nổi lên một luồng khí từ mông người điên phun ào ra thân thể hắn giống như một quả bóng bị xì hơi, lập tức xẹp xuống, màu vàng trong hai mắt cũng tiêu tan trong tích tắc, biến thành vô thần như trước. Xấu hổ gãi gãi đầu, người điên đỏ bừng mặt, xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Ngoài ý muốn, đây là chuyện ngoài ý muốn. Vương Lâm nhìn người điên đầy phức tạp. Dưới ánh mắt của hắn, người điên càng xấu hổ, tay phải che mông, cúng quyết lùi lại phía sau. Chẳng may thôi mà. Đã nói là chẳng may mà ngươi làm gì mà cứ nhìn ta mãi thế kỳ quái bổn vương rất ít khi xì hơi chẳng lẽ lại có người đang nhớ ta người điên thì thào nói tay phải sờ sờ lên mông liền đặt lên mũi hít một hơi vương lâm thầm than một tiếng người điên này đối với hắn có ơn tái tạo nhưng đồng thời cũng suýt nữa vì cơ duyên này mà khiến hắn mất mạng trên thực tế nếu không có tổ ẩn kia thì thân thể vương lâm cũng không tới mức thế này cho dù có lực bài xích thì cũng không tới mức kịch liệt như vậy thôi so đo với một người điên thì có tác dụng gì đâu vương lâm lắc đầu hắn lúc này lo lắng nhất chính là lực bài xích đó tăng cường lên trong lúc trầm ngâm vương lâm thu hồi ánh mắt tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái lập tức một cái khe trữ vật hiện ra dưới một trảo này liền khiến ma khí ầm ầm tràn ra chỉ thấy cổ ma mà vương lâm đạt được trong vùng đất cổ mộ liền xuất hiện thân thể cổ ma này vốn đã hóa đá nhưng vương lâm khi đạt được truyền thừa liền thay đổi khiến lúc này thân thể đó không khác gì thân thể thực bên trong mắt có sáu ma tinh mơ hồ lóe lên xoay tròn chẳng qua cổ ma này trong vô thần chỉ là một cổ thi thể mà thôi nhìn chăm chú vào sáu tinh điểm của cổ ma vốn vương lâm định ngưng luyện một ma hồn nhờ đó mà đạt được một phân thân cổ ma nhưng lúc này cơ thể hắn đang gặp phải nguy cơ của lực bài xích cho nên hắn thay đổi ý định ánh mắt lóe sáng, Vương Lâm giơ tay phải điểm một cái về phía trước. Lập tức cổ ma chấn động toàn thân, trung rẩy kịch liệt, thân thể nhanh chóng héo rũ, cuối cùng huyết nhục mơ hồ, hóa thành một luồng ma khí lao thẳng đến ma tinh trong mắt phải chỉ trong một thời gian ngắn, thân thể cổ ma hoàn toàn biến mất, toàn bộ ngưng tụ bên trong sáu ma tinh, bị Vương Lâm vung tay một cái liền nhanh chóng bay tới mắt phải của hắn. Trong nháy mắt, sáu ma tinh này dung nhập vào trong mắt của hắn, ấn lên trên tia chớp màu vàng kia. Trong tích tắc khi ma tinh nhập thể, Vương Lâm hít sâu một hơi, hai tay bắt quyết. Lập tức thân thể hắn chấn động, bảy tinh điểm màu vàng trên mi tâm lập tức xuất hiện một luồng kim quang lóe lên nhanh chóng, giống như dung nhập vào trong mắt phải của hắn, hòa tan với sáu ma tinh. Người điên lùi lại phía xa xa, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, xoa xoa hai mắt thì thào, lấy cổ thần làm bổn tôn, cổ ma làm phân thân đây chính là tam đại vương tính trong cổ quốc cổ quốc tam đại tính cực cổ với yêu là bổn sau đó là ma kỳ quái rõ ràng hắn là người tiên tộc ta nhưng lại có được bất diệt thể mà chỉ có ta và ca ca ta có sao lại là tu sĩ cổ quốc chứ kỳ quái kỳ quái thật hừ hừ rốt cục là ai lớn gan dám cho tu sĩ cổ quốc bất diệt thể của tiên tộc ta việc này nếu để cho ca ca ta biết thì nhất định sẽ khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm không được bổn vương nhất định phải điều tra xem tên khốn nào lại to gan vậy người điên tự nói thần sắc vô cùng rất nghiêm túc thời gian chậm rãi trôi qua chớp mắt đã qua ba ngày vương lâm không ngừng đem lực bài xích chuyển vào trong sáu khối ma tinh trong mắt phải chia sẻ bớt cho từng khối dần dần sáu khối ma tinh trong mắt hắn cũng trở thành màu vàng bị ẩn trong tia chớp màu vàng người ngoài rất khó có thể phát hiện ra Lúc này Vương Lâm mới chậm rãi ngăn chặn được nguy cơ lực bài xích trong cơ thể càng trở nên kịch liệt, khiến cho tốc độ tăng trưởng của nó chậm đi chút ít. Chẳng qua cách này cũng chỉ trì hoãn được một thời gian mà thôi, căn bản không thể giải quyết vấn đề. Lực bài xích cứ như một bóng ma lỡn vỡn trong tâm thần Vương Lâm. Vương Lâm mở đôi mắt, thần sắc rất âm trầm. Hắn cũng chẳng thèm nhìn người điên một cái mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta nhớ rõ là lúc ở chiến trường, khi bắt được cây cung của lý quản u minh thú học ra cơn lốc màu vàng ta liền truyền ý niệm cho nó nuốt ta vào trong cơ thể lúc này ta có lẽ đang ở thế giới bên trong cơ thể u minh thú nếu muốn rời khỏi nơi này thì rất dễ dàng đang suy tư thì người điên thấy vương lâm tỉnh lại thần sắc chấn động vẻ mặt đầy nghiêm túc gầm lên ai truyền bất diệt thể của tiên tộc cho ngươi ta muốn biết tên khốn kiếp nào lại dám làm chuyện này vẻ mặt người điên vô cùng nghiêm nghị lộ ra lửa giận ngút trời vương lâm sửng sốt nhìn về phía người điên vài lần sau khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước xác định người này đúng là một người điên lại là một người điên trí nhớ lại vô cùng tồi tệ người này lai lịch thật lớn hắn tự xưng là bổn vương nói năng cực kỳ kinh người hắn rốt cục là ai nhìn thấy ánh mắt vương lâm đảo về phía mình người điên giống như quên mất đang nói gì khuôn mặt nở nụ cười xấu xa hắc hắc nói tiểu nương tử cười với bổn vương đi, bổn vương nhất định sẽ có thưởng đó. Vương Lâm nhướng mày, thần sắc lạnh lùng, căn bản không để ý tới người điên mà phất tay một cái, trong bàn tay hiện ra một cây cung. Cây cung này đã thức tỉnh, dung nhập hoàn toàn vào trong huyết mạch của hắn, dù là thân thể sụp đổ cũng không làm ảnh hưởng tới nó chút nào, hoàn toàn hòa hợp với tiên nguyên trong cơ thể. Lúc này tâm niệm Vương Lâm vừa động liền khiến nó huyển hóa ra. Chẳng qua ánh mắt Vương Lâm khi nhìn dây cung đã đứt, không thể sử dụng được nữa liền hiện lên vẻ phức tạp, thầm than rồi thu hồi nó, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Rốt cuộc phải dùng phương pháp gì để giải quyết lực bài xích đây? Chứng kiến vẻ mặt tư lự của Vương Lâm, người điên hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, không cười, không cười thì bổn vương không thưởng nữa. Máu tươi của bổn vương phi thường quý giá, một dọc giá trị vô cùng, không thèm cho ngươi dọc nào. Lời này tuy nói như vậy nhưng hắn lại chớp chớp mắt, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Vương Lâm cười nói, "Bỏ đi. Lòng dạ bổn vương dù sao cũng rộng rãi, nếu ngươi thẹn thùng không cười cũng được." "Tiểu nương tử nói cho bổn vương biết tên của ngươi, ta sẽ có thưởng." "Ngươi ngay cả tên cũng không nói." Tức chết bổn vương rồi. "Ngươi, ngươi, vậy cuối cùng ngươi có muốn nói tên cho bổn vương biết hay không? Ngươi còn không nói?" bổn vương lại thích những tiểu nương tử quật cường như ngươi. Càng như thế bổn vương lại càng hưng phấn. Người điên cười to, bắt đầu đi lòng vòng quanh vương lâm lãm nhảm không ngừng. Vương lâm dần dần nghe tới mức cảm thấy phiền, ngẩng đầu nhìn người điên, chậm rãi nói, ông sòng quá. Người điên sửng sốt trợn tròn hai mắt, trừng trừng nhìn vương lâm, mở miệng quát, không ai dám nói chuyện với bổn vương như vậy, ngươi thật là lớn. Hàng quan trong mắt vương lâm lóe lên, tay phải vung về phía trước. Trong tiếng ầm vang, một cơn cuồng phong màu vàng đột nhiên hiện ra, khiến tu chân tinh này chấn động kịch liệt, quét người điên về phía xa xa. Người điên hét lên một tiếng thảm thiết, bị thổi đi rất xa. Rốt cục cũng yên tĩnh rồi. Vương Lâm buông tay, trong mắt lộ vẻ suy tư một lần nữa. Chẳng qua Vương Lâm thấy người điên dường như quyết không để hắn suy tư. Chẳng bao lâu sau, những tiếng gầm thét truyền tới. Người điên chạy nhanh trở lại, vừa nhìn thấy vương lâm liền mở to miệng gầm lên dường như chuẩn bị nói chuyện vèo tay phải vương lâm lại vung lên gió lốc lại nổi lên cuốn người điên trong tiếng kêu thảm thiết ra xa một lần hai lần ba lần cho tới lần thứ tám thì tốc độ của người điên trở lại đã nhanh hơn rất nhiều ở trước mặt vương lâm vẫn muốn trống to lên một câu nhưng mỗi lần hắn đều chưa kịp nói thì lại lập tức bị cuốn đi tiếng kêu thảm thương vang lên rất rõ ràng trên tu chân tinh yên tĩnh này cho tới lần thứ 15 thì hàng quan trong mắt Vương Lâm lóe lên càng đậm. Hắn mơ hồ nghe thấy trong tiếng kêu thảm thiết của đối phương có vẻ vui sướng. Người điên sau khi trở lại lần thứ 16, Vương Lâm đơn giản không phất tay áo nữa mà để đối phương nói xong câu nói kia. Kích thích thật. Vẻ mặt người điên hưng phấn gào lên với Vương Lâm. Sau đó hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ vẻ say mê như đang chờ đợi thứ gì. Nửa ngày sau hắn nhìn Vương Lâm, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Vương Lâm cũng nhìn lại hắn, hàng ý trong mắt càng đậm. Bay, bay đi, bay đi. Người điên trừng mắt, nhảy lên mấy cái, hai tay duỗi ra làm động tay bay bay. Sau khi thấy Vương Lâm không có phản ứng gì, hắn liền căm tức đưa lưng về phía Vương Lâm, sau đó quay đầu lại nói với Vương Lâm một cách vô cùng nghiêm túc, chơi vui quá. Người tiếp tục đi nhanh lên. Vương Lâm có cảm giác như muốn nổ tung cắn răng không vung tay áo lên nữa mà chân phải hung hăng đá vào mông người điên một cái đuổi hắn đi hắn dùng lúc này dùng không tới bảy phần lực lượng thân thể bảy phần lực lượng thân thể có thể khiến thân thể tu sĩ không biết chấn động cùng phong nổi lên một cước của vương lâm rơi lên thân người điên hắn liền hưng phấn kêu lên thảm thiết thân thể bị đá bay đi ở giữa không trung liền duỗi hai tay ra vẽ một đường cong bay về phía xa một lúc sau người điên lại chạy trở về vẻ hưng phấn dường như đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn quay về không nói gì thêm mà chỉ đứng cách vương lâm mấy trượng, gầm lên một trận rồi dơ mông về phía hắn, hai mắt nhắm lại, đôi tay gian ra. Vương lâm nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi mới dần dần bình tĩnh lại được. Ngươi thích trào phải không? Được. Vương lâm giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Một cái khe trữ vật liền mở ra. Một trảo này của hắn khiến một con hắc viên khổng lồ ầm ầm lao ra, rơi bịch xuống. Con hắc viên này chính là do Vương Lâm năm đó tìm được ở Vân Hải Tinh Vực. Thực lực tuy kém nhưng lại rất thích cầm thét. Hắc viên sau khi xuất hiện liền lập tức ngửa mặt lên trời rít cào. Đôi tay to lớn vung lên đập thùng thùng vào ngực. Người điên sửng sốt nhìn con hắc viên, ánh mắt hưng phấn lóe sáng, trực tiếp lao tới đối diện với hắc viên gầm thét, hai tay cũng học theo nó đấm ngực thùng thục. Đôi mắt hắc viên lộ vẻ nghi hoặc nhìn chầm chầm vào người trước mặt nó thấy đối phương có ý khiêu khích nhưng dù khí tức trên người của đối phương khiến nó sợ hãi thì dưới thần niệm của vương lâm ý sợ hãi cũng chậm rãi tiêu tan thay thế là một sự phẫn nộ khiến nó lại rít gào một lần nữa một người một vượng cứ như thế đối mặt không ngừng gầm thét giống như cả hai đều muốn lấn át đối phương vậy tiếng gầm kinh thiên càng ngày càng kịch liệt vương lâm thở vào một hơi không để ý tới người điên nữa mà nhắm mắt trầm tư tìm cách giải quyết lực bài xích trong cơ thể từ từ hắn lần ra được một chút đầu mối. Trong năm đạo bổn nguyên của ta thì khó nhất là sinh tử, nhân quả, thật giả, ba đạo bổn nguyên này nếu đại thành có thể hoàn toàn hóa giải lực lượng bài xích trong cơ thể ta, dùng bổn nguyên sinh tử khám phá ra cách chuyển hóa khiến lực bài xích chia ra làm hai luồng sinh tử, lấy nhân quả bổn nguyên tạo thành một sự tuần hoàn tương hồ giữa hai luồng lực lượng bài xích cuối. Cùng dùng bổn nguyên thật giả để khiến luồng lực lượng bài xích này bị lừa, khiến cho nguyên tiên và cổ thần lực của ta dung hợp đầy đủ. Ánh mắt vương lâm lóe sáng, cẩn thận suy tính, trong mắt lộ vẻ kiên định. Năm đạo bổn nguyên đại thành như vậy có thể khiến cho ngũ chỉ của ta đầy đủ, có thể mở ra không môn, chính thức trở thành tu sĩ bước thứ ba, tới lúc đó ta có thể mạnh hơn rất nhiều. Vương lâm nắm chặt bàn tay. Sinh tử, nhân quả, thật giả, ba đạo bổn nguyên này làm sao mới có thể đại thành ta trước kia cũng đã từng phân tích lúc này vẫn còn thiếu một chút mới có thể nắm chắc được. Nếu ta có thể có mấy đạo quả nữa thì tốt rồi. Trong khi trầm ngầm, Vương Lâm nghe thấy tiếng gầm thét bên tai yếu dần. Hắc viên kia không thể chịu nổi kiểu gầm thét liên tục không ngừng này, tiếng gầm khàn khàn, ánh mắt nhìn người điên tràn ngập vẻ khiếp hải. Hắc viên bịch bịch lùi lại phía sau mấy bước, nhìn Vương Lâm đầy cầu khẩn. Vẻ đắc ý trên mặt người điên càng ngày càng đậm, dù có vẻ uể oải, giọng gào vẫn khàn khàn, thần sắc hưng phấn không thôi hai tay hắn hung hãn đấm ngực khàn khàn cười to nói bổn vương gào thét ngay cả ca ca ta cũng còn phải sợ nữa là ai chẳng biết giọng của bổn vương là tốt nhất tiếng hét là lớn nhất con khỉ này mà cũng dám so tài gầm thét với bổn vương đến đây đến đây hai ta so tiếng trống một lúc nữa rồi ta sẽ biểu diễn thần thông cho ngươi xem thần thông này của bổn vương ngươi thấy sao người điên vừa thở hổn hển vừa giơ tay phải điểm lên bầu trời lập tức trên bầu trời của tu chân tinh này liền có một đám ánh sáng mờ ảo lóe lên chậm rãi ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ bàn tay này tỏa ra một sự uy nghiêm mênh mông vân tay có thể thấy rất rõ ràng hóa thành một chưởng ấn khổng lồ từ trên bầu trời giáng xuống dịch linh ấn hai mắt vương lâm sững lại thần sắc biến đổi hắn không ngờ được là người điên này lại có thể thi triển đạo thuật này hơn nữa còn vô cùng chính tông. Nhìn chầm chầm vào dịch linh ấn đang giáng xuống, nội tâm vương lâm cực kỳ chấn động. Đây là một cơ may lớn lao sau huyết mạch của tiên nhân mà người điên đã đem lại cho hắn. Hai mắt vương lâm ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào trưởng ấn che trời xuất hiện trên đầu. Trưởng ấn này giống như biến ảo ra từ bầu trời, bốn xung quanh còn có tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Vân tay bên trong lòng bàn tay hiện ra rất rõ ràng, hoặc nhìn trông như một bàn tay thật chứ không phải hư ảo vậy chưởng ấn này rất giống với dịch linh ấn mà vương lâm đã học được nhưng lại có một chút bất đồng nhỏ dịch linh ấn của vương lâm chỉ là một bàn tay khổng lồ không có vân tay rõ ràng như thế này hơn nữa sau khi nó xuất hiện liền tự động hấp thu thiên địa lực khiến cho bản thân trở nên vô cùng khổng lồ ẩn chứa pháp thuật kinh thiên nhưng cũng không dễ điều khiển mà dịch linh ấn càng lúc càng lớn thì thiên địa lực nó hấp thu sẽ ngày càng nhiều cuối cùng sẽ thoát khỏi khả năng khống chế. Vương Lâm hiểu rõ điểm này chính là bởi vì hắn không phải đã đạt được truyền thừa Dịch Linh Ấn, có liên quan tới sự minh ngộ của bản thân. Nhất là khi thủy đạo tử thi triển ra hiển nhiên không có khuyết điểm này. Nhưng dù là Dịch Linh Ấn mà thủy đạo tử thi triển thì vân tay trên lòng bàn tay cũng còn xa mới rõ ràng như bàn tay do người điên này thi triển, hơn nữa bên cạnh bàn tay còn có một đám gợn sóng quỷ dị gợn sóng này thoạt nhìn giống như là thuật mạnh nhất của huyền vũ tộc lực chấn động theo quan sát thần sắc vương lâm cực kỳ nghiêm túc hắn nhìn dịch linh ấn kia ầm ầm đánh tới trực tiếp rơi xuống mặt đất mặt đất chấn động một luồng sóng không khí cuồn cuộn bốc lên khuếch tán về bốn phương tám hướng khiến cho phạm vi vô tận bị bao phủ trong sương mù vương lâm ở dưới chưởng ấn nọ cảm nhận chưởng ấn rơi lên người hai mắt lộ vẻ đang suy tính hắn không ngừng nghiền ngẫm biến hóa và cách vận dụng của thuật này. Dịch linh ấn hay thật. Chấn động bên ngoài trưởng ấn giống như nô dịch thiên địa, nô dịch thiên địa nguyên lực hóa thành trưởng ấn hay có thể là nó nô dịch thiên địa lực hóa thành một linh hồn. Linh hồn bị tiên lực tràn vào liền trở thành dịch linh ấn, chẳng qua ở phương diện này còn có chút chi tiết chưa rõ ràng cần có được khẩu quyết truyền thừa tuyệt mật của dịch linh ấn này. Vương Lâm liếm liếm môi, đôi mắt lộ tinh quang. Đám bụi tiêu tan, vẻ mặt người điên kia đầy đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả thế nào thế nào thần thông của bổn vương có lợi hại hay không trong tiếng cười điên cuồng người điên này có vẻ như đang không để ý tí gì nhưng đôi mắt lại đảo qua vương lâm ánh mắt lộ vẻ vô cùng trong đợi vương lâm cười hắn nhìn người điên này vẻ tươi cười trên mặt càng đậm thấy vẻ tươi cười của vương lâm người điên trở nên nghi hoặc cúi đầu nhìn thân thể mình gãi gãi đầu không rõ đối phương rốt cục cười cái gì thần thông này cũng khá nhưng mà thuật này ta còn biết thứ có uy lực mạnh hơn không ít vương lâm chậm rãi mở miệng tiếng nói không nhanh không chậm ánh mắt người điên lộ vẽ khinh thường chi vào vương lâm nghe răng nói sự lợi hại của thần thông của bổn vương trừ ca ca ta ra thì không ai có thể sánh bằng hắc hắc ngươi có phải là muốn học trộm hay không hả bổn vương nói cho ngươi biết thần thông đạo thuật của bổn vương ta ta nói không thể truyền thụ cho ai cả ngươi đừng có nằm mơ đánh chết ta ta cũng không dạy năm đó người nào muốn học trọng của ta kết quả bị ta nhìn ra hừ hừ bổn vương vốn rất thông minh đừng có mong lừa được vương lâm không thèm nói gì tay phải giơ lên nhấn vào bầu trời một cái lập tức bầu trời ầm vang một chưởng ấn mơ hồ xuất hiện chưởng ấn này sau khi xuất hiện lập tức điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực bốn phía dần dần rõ ràng lên, hướng về phía trước ầm ầm đánh tới. Trong khi nó giáng xuống, một luồng uy áp lớn lao từ trên trời hạ xuống. Cùng phong gào thét, mặt đất nổi sóng, phát ra tiếng răng rắc. Những vết nứt lớn nhanh chóng xuất hiện. Đầu tóc rối bời của người điên bị thổi tung bay, ánh mắt sững lại. Hắn ngơ ngác nhìn chưởng ấn kia ầm ầm đánh tới, trong nháy mắt khi hạ xuống, hai mắt Vương Lâm liền lóe lên, tay phải điểm về phía trước, miệng thì thầm, ngưng 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 ba tiếng ngưng phát ra chưởng ấn nọ liền nhanh chóng thu nhỏ lại nhưng trong quá trình nó thu nhỏ lại bột phát ra dấu hiệu không yên giống như muốn thoát khỏi sự khống chế của vương lâm cuối cùng ầm một tiếng chưởng ấn đánh lên mặt đất cả tu chân tinh chấn động người điên nọ liền bị chấn động của mặt đất làm cho rung chuyển một chưởng ấn rất lớn rõ ràng hiện ra trên mặt đất xa xa chưởng ấn nọ lớn tới mấy vạn trường nhìn từ xa lại giống như một cái hố sâu. Ngươi nếu có thể thi triển thần thông vừa rồi, cũng đánh ra một cái hố như vậy thì ta mới thừa nhận là thần thông của ngươi lợi hại. Lời nói của Vương Lâm thông thả, thần sắc lộ chút kinh miệt. Một chút kinh miệt này khiến hai mắt người điên đỏ bừng lên. Hắn giống như phát điên, hai tay vung vẩy, không ngừng đấm ngực, phát ra những tiếng gầm nhẹ. Đây là động tác hắn học của hắc viên. Hắn thấy động tác này rất có khí phách bổn vương mới là lợi hại nhất ngươi đợi đó người điên này bừng bừng tức giận đi về phía trước trực tiếp trổ thần thông tay phải giơ lên điểm một cái lên không nhanh chóng hô to một chướng ẩn khổng lồ xuất hiện hắn vung tay phải lên chưởng ấn liền ầm ầm đánh lên mặt đất cũng làm bốc lên rất nhiều bụi đất để lại một dấu vết nhợt nhạt trên đất người điên sửng sốt sau khi nhìn thấy dấu vết nhợt nhạt kia lại nhìn hố sâu do vương lâm đánh ra hai mắt lộ vẻ điên cuồng tiếp hô càng kịch liệt hơn lại một lần nữa thi triển ra dịch linh ấn ầm ầm đánh xuống vương lâm ở bên cạnh tập trung toàn bộ tinh thần hai mắt nhanh chóng lóe lên điên cuồng tính toán hắn muốn ghi tạc toàn bộ chi tiết của dịch linh ấn này giờ phút này hồn nhiên quên hết mọi việc trong mắt chỉ còn những động tác thi triển dịch linh ấn của người điên loại cơ hội có người ở trước mặt hắn không ngừng thi triển một loại thần thông này thì dù là sư đồ cũng sợ rằng rất khó gặp được sau nửa canh giờ người điên nọ liên tục thi triển mấy chục lần dịch linh ấn dấu ấn đánh lên mặt đất có sâu hơn một chút nhưng so với cái vực mà vương lâm tạo ra thì quả thật không sao bằng nổi lúc này người điên thở hồng hộc liên tục thi triển thần thông này khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi đang muốn bỏ cuộc thì lại lén nhìn về phía vương lâm thấy trên mặt vương lâm lộ nụ cười trào phúng và khinh miệt vừa nhìn thấy vậy người điên này liền nổi giận con bà nó bổn vương không tin được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dường như quên hết quể oải, điên cuồng triển khai dịch linh ấn, không ngừng oanh kích mặt đất. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ mỗi lần hắn định bỏ cuộc thì đều nhìn thấy vẻ kinh miệt càng ngày càng đậm trên mặt vương lâm. Ánh mắt này hắn không nhịn nổi. Hai mắt vương lâm tràn ngập tơ máu, vừa ở bên cạnh quan sát kỹ càng. Lại vừa giơ tay phải về phía trước vung vẫy, dùng ngộ tính kinh người để nhanh chóng nghiền ngẫm suy diễn. Cho tới sau 6 canh giờ, người điên đã đánh ra mấy trăm lần dịch linh ấn, cả người đầy mồ hôi, không ngừng lè lưỡi, mệt mỏi tới mức ngay cả thở cũng không kịp. Con bà nó, quá mệt mỏi rồi. Ông đây không chơi nữa. Sao không bằng thì không bằng, có gì mà lạ. Bổng Vương muốn đi ngủ. Hắn thầm thì, đang muốn bỏ cuộc, theo tiềm thức quay đầu nhìn Vương Lâm một cái. Đột nhiên cả người hắn sững lại hắn thấy trên mặt Vương Lâm hiện ra một tia khiếp sợ. Đúng là một tia khiếp sợ này khiến cho hắn vốn đã định bỏ cuộc, đột nhiên hưng phấn hẳn lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay hung hãn đấm ngực. Nếu như Vương Lâm vẫn kinh miệt như cũ thì lúc này nhất định người điên không thèm để ý nữa. Hắn đã cảm thấy mệt lắm rồi. Nhưng trên mặt Vương Lâm lại lộ vẻ khiếp sợ khiến cho hắn thêm tin tưởng. Ha ha, thằng nhãi này cuối cùng cũng không kinh miệt nữa. Hừ hừ, được, bổn vương sẽ tiếp tục để cho hắn thấy bổn vương lợi hại ra sao người điên này hưng phấn xoay người tiếp tục oanh kích hai mắt vương lâm lóe lên rất nhanh chóng tiếp tục tính toán thời gian trôi qua dần dần trong hai mắt hắn hiện ra một chưởng ấn rõ ràng chưởng ấn này giống như khắc sâu vào trong trí não chậm rãi trở nên đậm nét bốn canh giờ năm canh giờ cho tới bảy canh giờ trôi qua tiếng hô của người điên kia đã khàn khàn hai mắt đỏ bừng trong tiếng gào thét đánh ra một đạo dịch linh ấn cuối cùng. Mặt đất ầm vang, rốt cục sau 7 canh giờ đã xuất hiện một cái hố sâu không khác gì so với trưởng ấn của Vương Lâm. Làm xong việc này, người điên liền lăn ra thở hỗn hển, vẻ mặt quể oải tới cực điểm nhưng vẫn hưng phấn khàn khàn kêu với Vương Lâm, thế nào? Thần thông của bổn vương có phải là lợi hại nhất hay không? Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ rung động, chậm rãi mở miệng, ta phải đích thân kiểm tra một chút. Ngươi đi kiểm tra đi, bổn vương chờ ngươi. Ánh mắt người điên lộ vẻ kinh thường nhưng không lấn át được vẻ đắc ý trên mặt hắn. Sự rung động của vương lâm làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn, tự hồ mọi quẻ oải đều không là gì hết. Vương lâm đứng dậy, đầy vẻ ngưng trọng từng bước bước tới, đi tới bên ngoài cái hố sâu do dịch linh ấn của người điên tạo nên, quan sát thật lâu. Trong lúc đó người điên dường như đang nghỉ ngơi nhưng thực ra hai mắt lại không ngừng nhìn chầm vào vẻ mặt của vương lâm, muốn thấy hắn rung động nhiều hơn. Nhưng dần dần người điên mơ hồ cảm thấy không ổn. Thần sắc Vương Lâm vốn có vẻ rung động nhưng vẻ mặt này chậm rãi biến mất, trở nên bình tĩnh. Sau đó vẻ kinh miệt khiến hắn vô cùng kích động không ngờ lại xuất hiện một lần nữa. Thấy vẻ kinh miệt của Vương Lâm, người điên nổi trận lôi đình, nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, cắn chặt hàm răng. Không thể ngờ ngươi lại âm hiểm như vậy, rõ ràng thần thông không thể hơn ta mà lại âm thầm dở trò. Vương Lâm vừa lắc đầu vừa lộ vẻ vô cùng kinh thường, xoay người trở về, chẳng thèm liếc nhìn người điên một cái. Người điên kia sửng sốt một chút, sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp vọt tới trước người Vương Lâm, hét lớn, ta không làm, bổn vương không dở trò. Thần thông người dùng trong mấy canh giờ và thần thông ngươi dùng lần đầu tiên vốn không phải là một. Ngươi đừng hòng gạt ta. Vương Lâm mở đôi mắt, lạnh lùng nói. Ngươi vu vạ cho ta bổn vương rõ ràng chỉ dùng một loại thần thông, tuyệt đối không sai. Ngươi nhìn kỹ lại đi, xem lại lần nữa đi. Bổn vương không có lừa ngươi. Người điên kia có vẻ rất nóng ruột, thậm chí trong mắt mơ hồ có nước mắt. Hắn cảm thấy rất oan khuất, vô cùng oan khuất. Bản thân khổ sở lắm mất mấy canh giờ mới vất vả làm ra được chuyện này, thế mà lại bị người ta nói là lừa gạt. Ta đã xem kỹ rồi, không phải là một. Vương Lâm nói như chém đinh chặt sắt, lạnh lùng nhìn người điên, trong mắt ngoài sự khinh miệt còn có một chút thương tiếc. Một chút thương tiếc này khiến cho nước mắt trong mắt người điên càng đậm, cuối cùng hắn hòa một cái liền khóc trống lên. Hắn bật khóc khiến cho trong lòng Vương Lâm dâng lên cảm giác tội lỗi. Hắn cảm thấy mình giống như là một người lớn lại đi gạt mất món đồ chơi trong tay của một đứa trẻ con. Thôi bỏ đi vậy. Ta và người này ở trong thế giới trong cơ thể u minh thú mới gặp nhau, hắn lại còn cho ta có cơ hội có được tiên huyết giờ ta lại dùng cách này có được thần thông thì cuối cùng cũng không ra gì tu sĩ rất ít người điên người này chắc chắn trước kia đã gặp phải chuyện gì rất khủng khiếp cả đời vương lâm ta ân oán phân minh hôm nay lập lời thề chuyện sau này của hắn là chuyện của vương lâm ta vương lâm nhìn người điên trước mắt sâu trong đáy mắt xuất hiện vẻ nhu hòa bổn vương không nói dối bổn vương rõ ràng là thi triển cùng một loại thần thông thần thông này gọi là dịch linh ấn là do ca ca ta đoạt được từ tiên tôn truyền thụ cho ta người điên này rất lâu không rửa mặt nước mắt chảy xuống liền tạo thành hai dòng bùn đất hắn lau nước mắt đầy vẻ oan ức trống to với vương lâm ngươi nếu không tin thì ta nói khẩu quyết này cho ngươi bổn vương từ bé đã không biết nói dối ca ca ta nói nếu ta nói dối hắn sẽ đánh ta người điên lúc này cảm thấy oan ức tới cực điểm vừa gào khóc vừa không thèm nghĩ ngợi chút nào nói ra toàn bộ khẩu quyết của dịch linh ấn. Ngươi xem, ngươi xem, chính là khẩu quyết này. Ngươi thử tu luyện một chút, rồi thi triển ra xem. Bản thân ngươi xem xem ta có lừa ngươi hay không. Rõ ràng ta khổ sở lắm mới thắng được ngươi. Ngươi thật xấu lắm. Ta không chơi với ngươi nữa. Người điên vừa giận dữ vừa tuổi thân, trực tiếp ngồi bệt xuống một bên, thở hỗn hển, cố ý không thèm nhìn vương lâm nữa. Tiên vương lâm đập thình thịch khẩu quyết vừa rồi hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ lập tức khiến cho toàn bộ những điều vướng mắt từ trước tới giờ hoàn toàn được giải đáp hắn giơ tay phải lên bầu trời điểm một chỉ trong tiếng ầm vang một dịch linh ấn cực kỳ chính tông hiện ra không giáng xuống nhưng lại có một luồng uy áp mênh mông điên cuồng khuếch tán khắp trong thiên địa ngẩng đầu nhìn dịch linh ấn nọ đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại trong nội tâm tràn ngập sự hưng phấn với tu vi của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dịch linh ấn chính thức này không phải là thần thông mà nó là một loại đạo thuật đây là một loại đạo thuật mà uy lực cường đại tới mức có thể hủy thiên diệt địa một chưởng này có thể khiến cho thực lực của vương lâm thông qua một loại biến hóa kỳ dị trong một thời gian ngắn tăng mạnh mà trọng yếu nhất là dịch linh ấn này không chỉ là một chưởng mà bên trong còn ẩn chứa ba luồng khí tức nếu thi triển ra toàn bộ phối hợp với tu vi trọn vẹn có thể hóa thành ba chưởng đồng thời đánh xuống giết sạch cả thể thần hồn thủy đạo tử khi thi triển dịch linh ấn chỉ đánh tan thân thể mà thôi hôm nay ta học được mới chân chính là dịch linh ấn vương lâm hít sâu một hơi sau khi nhớ kỹ dịch linh ấn này rồi ánh mắt liền hướng về phía người điên kia trong mắt hắn người điên này giống như mang theo cả một kho báu tùy thời có thể tuôn ra một chút được rồi đừng khóc nữa ta thừa nhận ra thần thông này đúng thật rất lợi hại vừa rồi ta đã trách qua ngươi rồi vương lâm mang theo vẻ xin lỗi trong mắt ẩn chứa vẻ nhu hòa, đứng dậy ôm quyền hướng về phía người điên. Người điên kia hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cười khổ, vừa trầm ngâm vừa vung tay phải về phía trước. Lập tức có mấy hạt đan dược được hắn lấy ra. Đám đan dược này đã được hắn lựa chọn, hầu hết đều rất thơm, vừa xuất hiện liền tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Cánh mũi người điên phập phồng, theo tiềm thức hít hà vài cái, liếm liếm môi, Cố gắng không quay lại nhưng hai tròng mắt lại liếc qua liếc lại. Chút đan dược này đã là gì chứ? Đan dược mà Tiểu Hồng đem cho bổn vương năm đó dù là thứ kém cỏi nhất cũng tốt hơn thế này nhiều. Vẻ mặt Vương Lâm đang nghe truyện trên TV audio CV như cười như không, tay phải bóp một viên đan dược, nhẹ nhàng dùng lực một chút. Bụp một tiếng, đan dược này liền vỡ tan, mùi thơm liền tỏa ra dày đặc. Người điên cố kìm nén ham muốn, nhưng bụng lại phát ra tiếng kêu ùng ục. Hắn rất lâu rồi không ăn đan dược, giờ phút này đã hơi không nhịn nổi rồi. Những đan dược này coi như là ta bồi thường vì vừa nãy trách quan ngươi, được không? Giọng nói của Vương Lâm êm ái, chậm rãi vung đám đan dược lên. Đám đan dược này liền bay thẳng về phía người điên, lơ lửng trước mặt hắn. Người điên nuốt nước bọt ừng ực, xoay người nhìn chầm chầm vào đám đan dược này, rất khinh thường nói, mấy thứ này năm đó bổn vương có nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ toàn là những thứ phế thải, thật sự là phế thải. Thôi, nếu tên nhóc nhà ngươi đã hiến cho bổn vương thì ta đành thu nhận vậy. Hắn vừa nói hai tay liền nhanh chóng xuề ra bắt lấy mấy viên đan dược kia, hai mắt lóe sáng, trực tiếp ném toàn bộ vào miệng, chấp chết mấy cái đã nuốt sạch. Trên mặt vương lâm lộ nụ cười, ông quyền nói, thần thông của các hạ đích thực kinh người, nhưng không biết có phải là chỉ có một loại này hay không. Người điên này đang đắc ý, đột nhiên lộ vẻ cảnh giác, quay đầu lại nhìn chầm chầm vào vương lâm. Lời này ta nhớ rõ là trước kia đã từng nghe ai đó nói rồi. Tiểu Hồng, là ai nói những lời này? Ôi, quên rồi nhưng mà bổn vương nhớ rõ là mục đích của người nói những lời này là muốn lừa học thần thông đạo thuật của ta. Hừ hừ, bổn vương là người thông minh, làm sao có thể bị mắc lừa? Ngươi đừng mơ có thể học trộn đạo thuật của ta. Ta dù chết cũng tuyệt đối không nói cho ngươi dù chỉ một khẩu quyết thần thông người điên ngẩng đầu, trong tiếng hừ lạnh lại khiến người ta có một cảm giác cao cao tại thượng. Ôi, đạo thuật học nhiều quá cũng là một chuyện phiền phức. Chẳng còn cách nào. Thiên tư bổn vương quá cao rồi. Nhưng mà thấy ngươi cung kính như vậy, ta liền thể hiện một chút cho ngươi thấy. Nhưng ngươi cũng đừng mong là ta sẽ dạy ngươi. Không có cửa đó đâu. Người điên này vừa nói vừa đứng dậy, giãn hai tay, đắc ý giơ tay phải lên vung về phía trước đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một biển lửa đỏ rực gào thét tràn tới. Một chiếc ô khổng lồ liền lập tức huyển hóa ra. Chiếc ô này như lấy trời làm tán, bên dưới ô có biển lửa vô tận ngưng tụ, hóa thành cán ô khổng lồ. Một luồng lửa diệt thế tràn ngập bốn phương tám hướng, đột nhiên hình thành chính ngọn lửa hình ô, ngọn lửa đó thiêu đốt, bên trong ẩn chứa một luồng khí tức kinh khủng không cách nào hình dung nổi. Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại hắn đã nhận ra thuật này rất giống với thuật phần giới cổ tán mà mình đã học. Nhưng điểm bất đồng chính là thần thông đạo thuật mà hắn nắm được phải mở ô, còn đạo thuật mà người điên này thi triển thì vừa xuất hiện ô đã mở ra rồi. Nhìn thì có vẻ tương tự nhưng trên thực tế sự chênh lệch giữa hai đạo thuật như trời với đất. Thế nào, bổn vương lợi hại không? Nếu ô này đóng lại thì uy lực cực lớn đó. Người điên vung tay phải lên chiếc ô nọ liền vô thanh vô tức tiêu tán trên không trung. Hừ, ta không dạy cho ngươi. Ngươi có thể nhìn nhưng chẳng thể học nổi. Bổn vương còn có thuật này. Đây, ngươi xem. Người điên trong lúc đắc ý, hai tay giơ lên bắt quyết vần trước người, không ngờ lại tạo thành thế như dương cung bắn tên. Nếu lúc này trong tay hắn có cung tên thì trông sẽ y hệt như Lý Quảng mà Vương Lâm nhìn thấy năm đó một luồng khí sắc bén như mũi tên từ trên tay người điên này điên cuồng bộc phát ra, giống như chỉ cần buông tay là lập tức thiên địa sẽ bị một mũi bắn nát. Bổn vương còn có nhiều hơn, đây đã tính là gì? Người điên giống như càng hăng hái, sau khi thấy thần sắc ngưng trọng của vương lâm thì lại càng đắc ý, há mồm gầm lên một lần nữa, sau đó hai tay buông ra. Mũi tên kinh thiên kia liền tan biến. Đồng thời hai tay hắn bắt quyết vung mạnh lên bầu trời. Bầu trời chấn động chỉ thấy đột nhiên ánh sáng bảy màu xích chanh hoàng lục thanh lam tự biến ảo ra ánh sáng bảy màu này nhanh chóng ngưng tụ không ngờ hóa thành một cây thương bảy màu cây thương này hiện ra khiến thiên địa chấn động kinh hồn mũi thương di động liền có tiếng ầm ầm vang dội giống như muốn xé tan cả tinh không vậy nhất là từ mũi thương lại truyền ra từng đợt ánh sáng bảy màu khiến cho vương lâm dựng cả tóc gáy trong phút chốc đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa ánh sáng bảy màu này ẩn chứa một lực lượng tâm tình, vừa xuất hiện đã giống như có thể ảnh hưởng tới tất cả những người chứng kiến. Điểm này giống như hư hỏa nhưng dưới cảm nhận của Vương Lâm thì nó còn vượt rất xa hư hỏa. Người điên cười dài, buông tay ra. Bầu trời liền khôi phục lại bình thường. Khuôn mặt hắn lộ vẻ phấn chấn, cười hắc hắc nói, "Thế nào, thế nào? Bổng Vương lợi hại phải không? Ngươi muốn học hay không? Muốn hay không?" Bổn vương nói cho ngươi biết, ngươi muốn học thần thông đạo thuật của bổn vương nhiều lắm. Hừ hừ, bổn vương có người nào mà chưa từng thấy chứ? Không ai có thể lừa được ta. Đánh chết ta cũng không dậy. Ngươi muốn học cũng vô dụng. Bổn vương cũng chẳng còn cách nào. Ôi, thật là đáng thương. Người điên lắc đầu. Thần sắc lại càng lộ vẻ đắc ý, để ta ngẫm lại xem ngươi sẽ trả lời thế nào, ta nhớ ra là người đó trả lời rằng không muốn học sau đó ra vẻ lạnh lùng, muốn dụ dỗ sự hứng thú của ta. Kết quả là, ha ha ha. Ngươi đoán ra kết quả không, ha ha. Chết cười mất. Người điên này ôm bụng cười ha hả. Ngươi nếu trả lời là muốn học thì bổn vương sẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tiểu nương tử à, bổn vương rất rất nghiêm khắc đó. Ngươi có dùng sắc dụ cũng vô dụng thôi. Người điên này bắt đầu lãm nhảm không ngừng, càng nói lại càng hưng phấn nhìn người điên nọ vương lâm chậm rãi mỉm cười ta nhớ rõ ràng trong trí nhớ của u minh thú người này năm đó không nhận ra con thú này mà năm đó hắn bị u minh thú dọa có vẻ rất sợ hãi nụ cười trên khóe miệng vương lâm càng ngày càng đậm người điên nọ bị vương lâm nhìn chằm chằm thấy nụ cười của vương lâm thì trong lòng mơ hồ có cảm giác không ổn hắn nhớ mang máng là vừa rồi hình như đối phương cũng mỉm cười nhìn mình cuối cùng mình phải thi triển dịch linh ấn mấy canh giờ, mệt tới thở không ra hơi. Đúng lúc này thì đột nhiên cả tu chân tinh ầm ầm chấn động, mưa bụi lất phất trên bầu trời, giống như có gió lốc nổi lên. Trong tiếng ầm vang, bầu trời cũng như bị xé rách. Một hư ảnh khổng lồ mơ hồ huyển hóa ra trên bầu trời. Hư ảnh này vô cùng to lớn, trông giống như một con cá voi, trên mặt còn có hai sợi râu rất dài, không ngừng vung vẩy. Đây chính là U Minh Thú nó cảm nhận được lời gọi của vương lâm ở trong thế giới bên trong cơ thể liền hóa ra hồn ảnh trong nháy mắt khi nó xuất hiện vẻ đắc ý trên mặt người điên kia lập tức sụp đổ đồng tử trong hai mắt co rút lại thân thể run rẩy kịch liệt phát ra một tiếng kêu thê lương a à, ngươi 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 không ngờ lại đuổi tới tận nơi này đáng chém ngàn đau mà ngươi không ngờ lại không buông tha cho ta ta không ăn được đâu thật sự là không ăn được mà người điên kia kêu thảm thiết khiến cho u minh thú lại càng hoảng sợ hai mắt ngơ ngác nhìn người điên trước mặt chậm rãi nhận ra người này chính là người năm xưa sau khi nhận ra bên trong hồn của u minh thú liền truyền ra tiếng rít gào ầm ầm nó bị dọa cho thân thể run rẩy tiếng gầm lại càng trở nên kịch liệt tiếng trống của nó khiến người điên này sợ hãi vội vàng lui lại phía sau sắc mặt trong nháy mắt tái nhật nếu Vương Lâm không ở chỗ này thì U Minh Thú lập tức sẽ không chút do dự mà điên cuồng bỏ chạy. Nhưng một mặt tính cách khác của nó khiến nó chỉ sau thời gian ngắn ngủi sợ hãi thì đôi mắt ngơ ngác liền chậm rãi biến đổi, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn, hướng về phía người điên gầm nhẹ. Thân thể khổng lồ của nó vừa huyển hóa ra liền lao mạnh về phía trước. Người điên lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau. Nhưng hắn càng lùi lại thì U Minh Thú lại càng dữ tợn, không ngừng áp sát chỉ trong nháy mắt sẽ tới gần người điên hai cái râu lớn không ngừng vung vẩy phát ra những tiếng bang bang trong lòng u minh thú lúc này cực kỳ hưng phấn cả đời nó đều bị người khác dọa chạy chưa bao giờ được cảm nhận niềm vui được hù dọa người khác lúc này khi nó cảm thấy điều này ngay cả linh hồn nó cũng phấn chấn vô cùng tiếng gầm thét vang lên ngày càng kịch liệt u minh thú lại một lần nữa lao tới bởi lúc này khoảng cách đã rất gần một cái râu vung lên liền đụng phải người điên ầm một cái người điên thép lên một tiếng chói tai lui lại phía sau cũng bởi vì một cái râu đụng phải người đối phương khiến thân thể u minh thú rung lên cuốn quít lùi lại sau khi giữ một khoảng cách nhất định mới tiếp tục gầm rống dữ tợn mà dọa dẫm tiểu hồng mau tới cứu ta ngươi đừng để nó ăn bổn vương bổn vương thật sự không ăn được đâu toàn thân người điên run rẩy Hắn đã bị hù dọa cho vỡ mật. "Hộ giá, hộ giá." Vị dùng sĩ kia mau tới hộ giá. Lời nói của người điên này đã không còn mạch lạc, vừa lùi lại vừa ngã dúi dụi xuống mặt đất, thân thể run rẩy, không ngừng bò về phía sau, thần sắc rất thê thảm. Có thể thấy hắn lúc này đã bị hù dọa tới mức nào rồi. Trong lúc hắn tuyệt vọng thì Vương Lâm bước về phía trước nửa bước, đứng trước mặt người điên. Thân ảnh của hắn trong mắt người điên lập tức trở nên cực kỳ cao lớn đúng là chỉ có ngươi là đối với bổn vương tốt nhất chẳng khác gì ca ca ta mau ngăn cản con mảnh thú này lại nó muốn ăn thịt bổn vương bổn vương không ăn được đâu người điên lộ thần sắc kích động hắn không ngờ trong lúc nguy cấp này vương lâm lại đứng ra trước mặt hắn sự cảm động trong lòng khiến hắn dường như quên hết thảy trong mắt hắn vương lâm lúc này là chỗ dựa duy nhất của hắn bổn vương sẽ thưởng cho ngươi bổn vương sẽ tặng tiểu hồng cho ngươi. Bổn vương sẽ tặng tiểu ngân cho ngươi. Bổn vương tặng cả tiểu nương tử bảy màu cho ngươi. Bốn vạn mỹ nữ trong hậu cung của bổn vương đều tặng cho ngươi cả. Vương Lâm không mở miệng, giơ tay phải về phía trước nhấn một cái, đồng thời trong lòng thầm truyền ra một đạo thần niệm, u minh thú kia hơi sửng sốt một chút. Trong lòng nó rất khó hiểu đối với thần niệm này của Vương Lâm ngơ ngác tự hỏi, nhưng nó vừa tự hỏi thì theo tiềm thức liền vọc tới bên cạnh Vương Lâm, dùng đầu hút vào Vương Lâm. Trong mắt người điên, lúc này U Minh Thú đang lao thẳng về phía Vương Lâm. Trong thời gian ngắn khi thân thể U Minh Thú đụng vào Vương Lâm, mặt hắn biến sắc, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, thân thể bịch bịch lui lại phía sau mấy bước, ôm lấy người điên, nhanh chóng lùi lại. Vương Lâm lùi lại khiến U Minh Thú liền ngẩn ra ở đó, ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Nó chẳng hiểu sao chủ nhân lại lùi lại. Vừa rồi mình chỉ cọ nhẹ vào chủ nhân thôi mà. Sau khi Vương Lâm đưa thần niệm ra thì U Minh thú liền nghe theo. Nó nghĩ là chủ nhân đang muốn chơi đùa với nó. Thế là nó liền hưng phấn hẳn lên, gầm thét ầm ầm, thân thể khổng lồ vọt về phía Vương Lâm. Thân thể của nó chuyển động liền khiến thiên địa biến sắc, tiếng ầm vang truyền khắp tám phương, khí thế kinh người. Á, à, nó lại tới, lại tới đó nó muốn ăn thịt ta nó không bỏ qua cho ta người điên nọ bị vương lâm chột trong tay không ngừng kêu gào thảm thiết vẻ tội lỗi trong mắt vương lâm lại càng dày đặc nhưng bị hắn ẩn giấu sạch không biểu lộ ra chút nào dũng sĩ cứu ta dũng sĩ cứu ta ta sẽ bảo ca ca phong vương cho ngươi ta sẽ bảo ca ca nhường ngươi toàn bộ phi tử của hắn dũng sĩ mau cứu ta con thú này cực kỳ lợi hại dù là ta cũng không phải đối thủ của nó con thú này lại thích ăn thịt người nhất, hơn nữa sau khi nuốt vào miệng còn chậm rãi nhai nuốt, sau đó không ngừng ăn mòn. Nếu thân thể yếu ớt thì không sao, chỉ trong chốc lát sẽ chết. Điều đáng sợ là những người có thân thể khó hủy diệt. Hắn sẽ không ngừng bị nhai, không ngừng bị ăn mòn, cho tới 5.000 năm sau thì mới tử vong. Vương Lâm ôm người điên nhanh chóng lùi lại, nhưng mãi cũng không thể thoát khỏi u minh thú ở phía sau, bảo trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách này rất gần, dường như lúc nào cũng thấy sợi râu của U Minh Thú ở trước mắt. Khoảng cách này tạo thành áp lực rất lớn cho người điên, khiến hắn sợ hãi không thôi. Làm thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu không thì ngươi cho nó ăn thịt đi. Nó ăn ngươi rồi có khi sẽ không ăn ta nữa. Người điên run rẩy, giống như muốn khóc, vành mắt nhanh chóng đỏ bừng lên. Vương Lâm bị những lời này của hắn khiến cho suýt phì cười, quay đầu nhìn chầm chầm vào người điên, gằn từng chữ một, ngươi thấy thân thể nó khổng lồ như thế ăn một người có no được không người điên nọ sửng sốt cẩn thận nhìn thân thể của u minh thú đang điên cùng đuổi theo phía sau sắc mặt lập tức trắng bệch lắc đầu quầy quậy đáng tiếc là tu vi bản thân của ta không thể phát huy tất cả thần thông ôi nếu có chút thần thông thì có khi lại đuổi con thú này vương lâm thở dài một tiếng đúng vậy làm sao bây giờ ta chết mất thôi ta cũng bị ăn mất thôi xong rồi xong hết rồi. Người điên vừa run rẩy, ánh mắt vừa lộ vẻ tuyệt vọng. Ta từ nhỏ đã sợ mảnh thú, nhất là những mảnh thú lớn thế này. Đúng vào lúc này thì hai sợi râu của U Minh thú lại vô ý quét ngang qua trước mắt người điên, cùng phong ập vào mặt hắn, khiến người điên lại kêu lên thảm thiết. Ta có thần thông. Ta có thần thông mà. Thế này đi, ta dạy. Bổn vương thông minh quá đi mất. Ngươi nhanh học đi, học được rồi sẽ có thể đuổi được con thú khổng lồ này đi người điên đang hoảng sợ đột nhiên đôi mắt sáng ngời vội vàng lớn tiếng nói hắn không còn do dự chút nào nhanh chóng đọc khẩu quyết của phần giới cổ tán ra thần sắc vương lâm như thường nhưng trái tim lại đập thình thịch nhanh chóng ghi nhớ hoàn toàn khẩu quyết kia ánh mắt lóe lên trong lòng không ngừng so sánh càng so sánh hắn lại càng ngưng trọng khẩu quyết của phần giới cổ tán này cực kỳ chuẩn xác đúng là chu tước đời đầu tiên năm đó cũng chỉ là học trộm mà không nắm được đại thần thông đạo thuật này một cách đầy đủ chẳng qua loại thần thông đạo thuật này cũng không thể học được ngay lập tức cần phải bế quan tìm tu nhiều năm không ngừng minh ngộ mới có thể chính thức phát huy được uy lực tay trái vương lâm bắt quyết vung về phía trước lập tức liền có trăm vạn cấm chế biến ảo ra đột nhiên phần giới cổ tán bị học trộm liền xuất hiện phần giới cổ tán này vừa hiện ra thân thể u minh thú liền sững lại ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Nó thường người ra suy nghĩ, không hiểu là xảy ra chuyện gì mà chủ nhân lại thi triển loại thần thông này đối với mình. Phần giới cổ tán vừa mới hiện ra liền sụp đổ. Vương Lâm mang người điên vội vàng lùi lại phía sau, trong miệng nói, vẫn không đủ rồi. Hả? Không đủ. Ta còn có toái thiên nhất cung của lý tộc. Ta truyền cho ngươi. Ngươi nhanh đuổi con thú khổng lồ này đi. Người điên lúc này rất nóng ruột, lập tức nói khẩu quyết này ra sau đó hắn lại càng lo hơn khi u minh thú đảo sát qua người hắn lập tức kêu lên còn có cả thuật bảy màu này ta cũng dạy cho ngươi những cái khác ta không thể nói dù có bị con thú này nuốt ta cũng không thể nói vương lâm cũng không nỡ bức người điên này quá nếu không phải là vì những loại thần thông này có tác dụng cực lớn đối với hắn thì hắn cũng chẳng muốn làm thế này cảm giác có lỗi trong lòng càng đậm nhưng trong lòng vương lâm cũng tồn tại nhân quả hắn đã đối xử với người điên hơi vô sĩ như vậy nhưng ngày sau hắn nhất định sẽ đền bù lại gấp mấy lần người tu đạo nếu đã có quyết định thì sẽ không do dự mà tiến hành vương lâm chính là người như vậy ân của người điên này đối với hắn hắn đã ghi tạc trong lòng tuyệt đối không bao giờ quên dù ngày sau bởi vì thế mà gặp phải đại nạn thì hắn cũng sẽ không chút do dự mà ra tay tất cả đều là bởi vì bốn chữ trong tính cách của hắn có ân tất báo thương bảy màu và cung của lý tộc hắn sau khi nhớ kỹ thân thể liền đột nhiên dừng lại tay trái giơ lên hướng về phía u minh thú trực tiếp đánh tới trong tiếng ầm vang người điên bị vương lâm buông tay thả xuống mặt đất sau đó lại vung tay phải lên chỉ thấy sương mù tràn ngập bầu trời bao phủ cả hắn và u minh thú không để người điên nhìn thấy tiếng ầm vang tràn khắp không gian vang vọng trong tinh không. Người điên rơi xuống mặt đất run rẩy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc trở lên kích động. Ngươi không phải là dũng sĩ, ngươi là ân nhân của bổn vương. Ca ta đã từng nói, có ân phải báo đáp. Ngươi yên tâm đi. Ngươi sau khi chết đi ta sẽ báo đáp, ngươi cứ cố gắng ngăn cản con thú khổng lồ đó đi. Người điên nói xong liền vội vàng bò dậy, phóng vọt về phía xa. Ân công, ngươi ra đi mát mẻ. Bổng Vương sẽ nhớ kỹ chuyện này, nhất định báo đáp ngươi. Người điên chạy như bay, trong nháy mắt đã chạy rất xa. Tiếng ầm vang trên bầu trời lại càng kịch liệt nhưng không duy trì lâu lắm. Sau một tiếng nổ, sương mù tiêu tán, Vương Lâm từ bên trong đi ra, nhìn lướt qua người điên đang bỏ chạy ở phía xa, từng bước đi tới. U Minh thú kia đuổi theo phía sau Vương Lâm, giữ tận lao tới. Người điên đang chạy trốn nhìn lại lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết thì thào xong hết rồi xong hết rồi lần này bị ăn thịt rồi hắn sợ hãi cắn răng trực tiếp nhắm mắt duỗi cổ hét lớn ăn đi ăn đi có gì mà ghê chứ ăn đi nhưng đợi mãi không thấy cảm giác bị ăn xuất hiện người điên sợ hãi chậm rãi mở mắt ra sững sờ đứng đó hắn nhìn thấy con thú khổng lồ khiến hắn phải sợ hãi đang lộ vẻ thân mật dụi đầu vào tay vương lâm tay phải vương lâm đặt lên trên người nó nhẹ nhàng vuốt ve ngươi đã thu phục được nó sao? Ngươi, ngươi, ngươi. Không ngờ ngươi lại thu phục được nó. Người điên sửng sốt một chút, hai mắt liền xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, nhìn chầm chầm vào vương lâm. Ca ca ta nói rằng bên trong tinh không này cao nhân không ít. Ngươi nhất định là cao nhân rồi. Con thú này có thể khiến ta sợ hãi như vậy, e là ca ca ta cũng không thể thu phục nổi. Cao nhân ơi, ngươi nhận ta làm đồ đệ đi ngươi nhất định phải nhận ta làm đồ đệ đó. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy. Tại thế giới trong cơ thể U Minh thú, trên tu chân tinh bị tàn phá kia, trước mặt Vương Lâm, người điên liền quỳ xuống, không ngừng dập đầu, thần sắc lộ vẻ trịnh trọng, đôi mắt hiện lên vẻ sùng kính cuồng nhiệt. Lấy tiên tổ của ta ra thề, bổn vương tuyệt không nói sai, nguyện bái cao nhân làm thầy, cả đời này không phản bội sư môn. Bái kiến sư tôn người điên vừa nói vừa giơ tay phải lên vỗ vào mi tâm của mình một lực lượng kỳ dị lập tức tràn ra khỏi cơ thể hắn đi thẳng về phía vương lâm trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể vương lâm cảnh tượng này khiến vương lâm đứng sững ra ở đó hắn vốn chỉ muốn hù dọa người điên này để hỏi khẩu quyết thần thông đạo thuật mà thôi ai ngờ rằng lại xuất hiện một bước ngoặt thế này sư tôn người mau dạy ta phải dùng phương pháp gì mới thu phục được con thú này sau khi ta học xong rồi nếu như lại gặp phải con thú nào muốn ăn thịt ta ta sẽ trực tiếp xông lên thu phục nó người điên hưng phấn nhìn vương lâm giọng nói rất đắc ý trong lòng thầm nghĩ hừ hừ bổn vương thông minh thật lần này ta lại có thể tìm cho ca ca một cao nhân hơn nữa ta còn có thể học được thần thông đúng là lời quá đi ca ca ta mà biết chuyện này nhất định sẽ khen ngợi ta thần sắc vương lâm vô cùng cổ quái tay phải vỗ lên người u minh thú con thú này lập tức tiêu tán dần dần vô ảnh cả tu chân tinh lập tức trở nên yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ ánh mắt nhìn về phía người điên trên mặt đất vương lâm dần dần nở nụ cười thần thông thu phục con thú này rất huyền ảo lúc này không thể truyền thụ cho ngươi được vi sư còn chưa biết ngươi biết những thần thông đạo thuật gì sau khi quyết định vương lâm liền chậm rãi mở miệng đôi mắt người điên đảo quanh trừng mắt nói không có đâu những thứ khác ta đều quên rồi ngươi không muốn nói thì thôi vương lâm mỉm cười nói tiếp vậy ngươi có muốn rời khỏi nơi này hay không thần sắc người điên lập tức trở nên kích động vội vàng đứng dậy gật mạnh đầu lớn tiếng nói muốn chứ ta rất muốn rời khỏi nơi này nhưng tìm thật lâu thật lâu mà không có đường ra ta có thể mang ngươi rời đi nhưng ta phải biết là trong những thần thông đạo thuật của ngươi mạnh nhất là thuật gì vương lâm khoanh chân ngồi xuống vừa cười khẽ vừa nói tiên chi cử tuyệt ngay cả ca ca ta cũng chỉ hiểu ra được có thất tuyệt người điên vừa nói tới đây liền dùng sức ôm miệng lắc đầu quầy quậy chuyện này không thể nói chi tiết trong cơ thể của ta đã có lời thề nếu nói ra thì sẽ phải chịu nổi khổ tiên phạt người điên muốn buông tay ra lại thôi giơ tay đặt vào mũi Ánh mắt đảo qua trên người Vương Lâm. Dáng vẻ của hắn dường như là muốn ngăn cản bản thân không nói nữa vậy. Vương Lâm lắc đầu cười, không hỏi tới chuyện này nữa. Hắn tuy có lòng tham nhưng cũng biết tiếng thoái, lúc này từ người điên này đã có được cơ duyên vô cùng lớn. Nếu còn tham lam thì thật là hơi quá. Bốn khẩu quyết thần thông kia dù là Vương Lâm cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể hiểu hết. Lúc này hắn không dư hơi mà đi hỏi thêm những thần thông khác sau ba ngày nữa ta sẽ mang ngươi rời đi vương lâm trầm ngâm nhắm hai mắt lại yên lặng thổ nạp hắn biết thời gian của mình gấp rút phải nhanh chóng đạt được đạo quả có thế thì hắn mới hoàn thành được kế hoạch đã định giải quyết được lực bài xích của huyền lương kiếm trong thời gian ba ngày hắn muốn trấn áp lực bài xích trong cơ thể bảo trì thực lực nhất định lại còn phải làm vài việc không được bổn vương đã bái ngươi làm thầy rồi ngươi không thể ngay cả một thần thông cũng không truyền thụ. Bổn vương không đồng ý, người mau truyền thần thông cho ta một chút thần thông đi. Nếu không rõ ràng là người khi dễ người khác. Người điên thấy vương lâm nhắm mắt liền vội vàng chạy tới bên cạnh vương lâm mà la hét. Tiếng la hét càng lúc càng lớn, cuối cùng thành ra phiền toái, ngồi đối diện với vương lâm lãm nhảm không ngừng. Người không thể khi dễ ta. Ta cũng đã cho người vài khẩu quyết thần thông rồi ngươi cũng phải dạy ta mấy cái đi một cái cũng được tiểu hồng ngươi nói có đúng không nếu hắn cứ như vậy thì rõ là khi dễ bổn vương bổn vương có thể chịu nhưng tiểu hồng ngươi có chịu được không vương lâm bị hắn nói cho tới mức phải mở mắt tay phải vung lên lập tức liền có một luồng gió vàng gào thét nổi lên tràn ngập bầu trời bất ngờ hóa thành chính con kim long chính con kim long này gầm thét thổi ra những trận gió màu tím lạnh tới cực điểm vừa xuất hiện liền khiến mặt đất phát ra tiếng răng rắc, trong nháy mắt liền đóng thành băng. Thuộc hô phong này truyền cho ngươi. Người đi nhìn bầu trời, ánh mắt lộ vẻ kinh thường. Người đừng có lừa gạt ta. Ta không ngốc. Cái thần thông nho nhỏ này ta không thèm học. Tay phải vương lâm lại vung lên, chính con kim long tiêu tán, lập tức bắt quyết. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từng trận mây đen cuồn cuộn tràn tới, trong nháy mắt đã tràn ngập thiên địa tiếng sấm ầm vang nước mưa trút xuống ào ào nước mưa này cũng có màu vàng trong khi hạ xuống liền khiến thiên địa nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ lại trời mưa rồi tiểu hồng mau nhìn trời mưa này người điên sửng sốt sau đó ngáp một tiếng lắc đầu lấm bẩm lại gạt ta thần thông này đáng gì bổn vương không thèm học hô phong hoáng vũ trải đậu thành binh còn có thuật băng sơn vương lâm đều thi triển ra một lượt nhưng dù là thi triển ra thuật nào thì người điên cũng chỉ liếc một cái rồi không ngừng lắc đầu, thần sắc dần dần trở nên phẫn nộ gào lên với Vương Lâm. Lão quỷ keo kiệt này, ngay cả một thần thông tốt một chút cũng không thèm cho ta hả? Ngươi, ngươi, ngươi thật là quá đáng. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào người điên, sau khi hít sâu một hơi liền thi triển toàn bộ những thần thông lam mộng đạo tôn đã truyền thụ ra, phiên thiên ấn, quan ảnh thuẫn, đạo thuật dung hợp. Đây là cái thứ quỷ gì, thế mà cũng gọi là phiên thiên à. Không học. Toàn thân là ánh sáng, đây là cái thứ thần thông gì chứ? Không học. Đạo thuật dung hợp này quá yếu. Một búng máu của bổn vương có thể dung hợp hết thảy, không học. Vương Lâm nhíu mày, chậm rãi mở miệng, ngươi rốt cục muốn học gì? Người điên lại càng phẫn nộ. Lớn tiếng nói, ngươi rõ ràng là không muốn dạy ta, ta muốn học thần thông thu phục đại thú kia vương lâm thấy hơi đau đầu sau khi suy nghĩ một chút tay phải liền bắt quyết điểm về phía trước lập tức trong thiên địa của tu chân tinh này đột nhiên tối sầm lại bất ngờ hóa thành một mảnh hải dương phía cuối hải dương có vần mặt trời đang chậm rãi xuất hiện tỏa sáng vạn trường lực tàn dạ đột nhiên hiện lên ánh mắt người điên sáng ngời nhưng rất nhanh liền ảm đạm biểu môi lắc đầu nói thần thông này cũng không tệ so với những thần thông của ta còn lợi hại hơn không ít Ánh mắt Vương Lâm dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, vung tay phải lên một lần nữa. Vầng mặt trời ban đầu tiêu tán, một cánh cửa đá bất ngờ biến ảo ra trong thiên địa. Tuế Nguyệt lưu chuyển tràn ngập tám phương. Trong tiếng ầm vang, Tuế Nguyệt nhanh chóng chuyển động, dường như đã trải qua hơn mấy ngàn năm vậy. Người đi nhìn kỹ nửa ngày, lại lắc đầu. Cánh cửa đá này so với đại môn của Vương phủ cũng chẳng đẹp hơn gì, không học vương lâm cho dù có tốt tính tới mấy thì giờ phút này cũng không chịu nổi rồi hắn hít sâu một hơi đem thần thông học được cả đời này toàn bộ thi triển ra để cho người điên này chọn lựa nhưng mãi tới cuối cùng hắn vẫn không ngừng lắc đầu nếu lắc đầu thì thôi nhưng người điên này so với vương lâm lại càng phẫn nộ hơn lửa giận càng nồng đậm nhiều lần rống to ngươi là cao nhân cao nhân không thể chỉ biết chút thần thông này rõ ràng là ngươi không muốn dạy ta đủ rồi Vương Lâm cắt ngang tiếng gầm rú của người điên, giận dữ cười, lạnh lùng nói, thần thông cuối cùng này ngươi có học hay không? Vừa nói tay phải Vương Lâm vừa dơ lên, căn bản không cần bắt quyết, liền thi triển ra thần thông đầu tiên hắn học được trong đời, dẫn lực thuật. Với tu vi của hắn khi thi triển dẫn lực thuật chỉ yêu cầu tu vi luyện khí quả thực quá mức dễ dàng, chỉ cần phất tay một cái là liền khiến một tảng đá rất lớn bay lên không trung. Người điên ngẩn ra, nhìn chầm chầm vào hòn đá giữa không trung, ánh mắt bừng sáng hắn đứng vọt dậy dùng sức dụi dụi hai tròng mắt lập tức chụp tới thứ này chơi hay đây ha ha chơi hay đây ta muốn học thứ này cao nhân sư phụ không hổ là cao nhân không ngờ lại có loại đại thần thông đạo thuật này vương lâm thật sự mặc kệ người điên này xuất ra một ngọc giảng ghi lại dẫn lực thuật lên đó sau đó vứt cho đối phương rồi nhắm mắt lại thổ nạp người điên sau khi tiếp nhận ngọc giảng liền lập tức ngưng thần đảo qua mặt mày hớn hở cuốn quýt nhảy dựng lên hầu như trong nháy mắt đã học xong dẫn lực thuật hắn vừa hô hào vừa chạy ra xa trong tiếng hô hạ tay chỉ về phía trước làm một hòn đá từ dưới đất bay lên chơi vui thật thứ này chơi vui thật vẻ mặt người điên lộ sự kích động điểm một cái liền khiến cho mấy chục hòn đá bay lên sau đó điều khiển chúng bay vòng quanh thân thể hắn cũng quay theo mấy hòn đá cuối cùng vẻ mặt mê muội nhưng thần sắc lại cực kỳ hưng phấn, tiếng cười vang lên không ngừng. Giống như còn chưa đã, người điên này lại chạy tới chỗ xa hơn, trong lúc đang di chuyển lại điểm về phía mặt đất một chỉ. Lập tức mặt đất xuất hiện vô số cái khe, những khối đá lớn bay lên, vờn quanh thân thể hắn. Lúc này bên ngoài thân thể hắn đã có gần cả ngàn khối đá. Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua. Vương Lâm mở mắt ra, kim quang trong mắt dần dần bị hắn ẩn đi, nếu không cẩn thận nhìn sẽ không phát hiện ra. Nhưng khi mở mắt nhìn về phía xa xa, Vương Lâm nhướng mày lắc đầu cười khổ. Chỉ thấy ở phía xa, tiếng cười của người điên cực kỳ phẫn nộ. Bên người hắn đã có trên vạn hòn đá giống như là binh lính bao bọc lấy hắn vậy. Đối diện hắn lại có cả vạn hòn đá giống như quân địch. Hắn không ngờ lại điều khiển nhiều đá như vậy giữa không trung triển khai một trận chém giết. Tiểu nương tử bảy màu, ngươi cũng không theo bổn vương. Bổn vương có trên vạn đại quân, người có dũng khí không theo, bổn vương có thể nổi giận. Sau khi trống lên, người điên lập tức chạy trong đám đá đổi diện, thân thể xoay một cái, ngón tay tạo thế như hoa lan lộ vẻ quyến rũ, nhỏ giọng mở miệng nói: "Tên dâm tặc này, có gan thì cứ tới đây." Vương Lâm dở khóc dở cười, thấy người điên đang chơi vui vẻ, thở dài một tiếng, đứng dậy đi về phía trước. "Được rồi, đi ra ngoài chơi tiếp." người điên có vẻ chưa hết hứng thú nhưng vẫn hưng phấn chạy vội theo sau vương lâm thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại những hòn đá phía sau ánh mắt lộ vẻ không nở dường như đang suy nghĩ xem có nên đem chúng đi cùng hay không bên ngoài cũng có mà vương lâm bất đắc dĩ mở miệng nói hai người càng đi càng xa dần dần biến mất trong thiên địa thế giới bên ngoài thật là đẹp đồ vật bên ngoài thật đồ sộ người bên ngoài cũng thật là nhiều những tiếng kêu gào có thể coi là thê lương vang lên từ trong khu vực đầy đá vụn mà u minh thú ẩn thân tại liên minh tinh vực giọng nói này dường như còn kèm theo một sự hưng phấn bị dồn nén trong bao nhiêu năm tháng chỉ thấy một thân thể gầy còn đang giống như dương nanh múa vuốt từ trong khu vực đầy đá vụn này không ngừng gầm thét phóng ra vương lâm đã quen với việc người điên gào thét chẳng thèm để ý tới hành động của hắn mà yên lặng nhìn về tinh không phía trước cảm thụ khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc khí tức của gia đình, rốt cuộc cũng về đến nhà rồi. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ nhung nhớ. Hắn có nhà ở Côn Hư, nhà ở Chu Tước, chỉ là người nhà hắn đã mất từ lâu rồi. Hắn thậm chí cũng không biết tại sao mình còn muốn về nhà. Đây không chỉ là bởi vì Thanh Thủy, vì Tư Đồ Nam mà còn do một cảm giác không rõ ràng trong nội tâm hắn sau mấy ngàn năm phiêu bạt. Dường như Côn Hư luôn có một thứ lực lượng kỳ dị khiến hắn không thể nào dứt bỏ dù là hắn không còn người nhà ánh mắt vương lâm lộ vẻ bi thương trong đầu tràn ngập hình ảnh cuộc đời lúc trước rất lâu sau đó vương lâm nhắm mắt lại đôi mắt không có nước mắt chỉ có nỗi đau tiếng gào thét của người điên yếu dần hắn nghi hoặc nhìn về phía vương lâm gãi gãi đầu ánh mắt lộ vẻ mê man hắn chưa bao giờ thấy đối phương lại có vẻ mặt như vậy từ vẻ mặt của đối phương mơ hồ có thể cảm nhận được một tia đau đớn từ tận linh hồn truyền tới tiểu nương tử nhà ngươi bị sao vậy? Nói cho bổn vương biết ai bắt nạt ngươi. Bổn vương sẽ xử lý hắn cho ngươi. Người điên chống tay vào thắt lưng, vên mặt, tạo dáng vẻ vô cùng uy vũ. Vương Lâm mở hai mắt, trầm mặt không nói mà chỉ lắc đầu từng bước đi về phía xa, bước thẳng vào trong tinh không, từng bước từng bước nặng nề tiến tới. Hắn đi rất chậm, ánh mắt nhìn vào tinh không. Nơi này khiến cảm giác quen thuộc của hắn càng ngày càng rõ ràng, dâng lên vô cùng nồng đậm trong lòng hắn. Bản thân hắn cũng không thể nói rõ vì sao lúc này hắn lại bi thương hơn khi trở lại La Thiên. Có lẽ là do lúc này hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, đi quá xa quá xa rồi, ngươi đừng có như vậy chứ. Bổn Vương cũng cảm thấy khó chịu, Bổn Vương rất nhớ Tiểu Hồng, Tiểu Ngân. Hai kẻ đáng chết các người sao không đến tìm Bổn Vương chứ. Ta nhớ nhà, ta phải về nhà. Người điên đi theo Vương Lâm, tâm tình cũng chậm rãi bị hắn làm ảnh hưởng. Nhưng tâm tình của người điên này biến hóa rất nhanh, chẳng bao lâu liền quên mất sự bi thương vừa rồi, lại lập tức hưng phấn cào rú lên, điều khiển đá vụn vần quanh bốn phía, tiến về phía trước cào thét chơi đùa, vui vẻ không còn biết trời đất gì nữa. Vương Lâm yên lặng đi về phía trước, từ từ chôn chặt nỗi bi thương. Hắn còn có rất nhiều chuyện để làm, chưa thể ngơi nghỉ được. Nhìn người điên chơi đùa ở cách đó không xa, ánh mắt Vương Lâm lộ một tia hâm mộ. Hắn rất hâm mộ người điên này. Sự vui sướng trên người đối phương, dù là gặp phải chuyện gì cũng chỉ trong nháy mắt đã có thể quên luôn, lại có cách khiến bản thân vui vẻ. Việc này Vương Lâm không làm được. Người điên cất tiếng cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại lại rống lên tiếng rống khàn khàn. Hai người đi sâu vào trong tinh không, càng ngày càng xa. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện một tu chân tinh vô cùng to lớn, không kém nhiều so với thiên vận tinh năm xưa nhưng các vệ tinh quay quanh bốn phía xung quanh nó còn nhiều hơn thiên vận tinh rất nhiều tu chân tinh này vương lâm hơi xa lạ chưa từng đi qua bên ngoài tu chân tinh này còn có gợn sóng mơ hồ lộ ra lực lượng cấm chế toàn bộ tu chân tinh yên tĩnh giống như một nấm mồ không có bất cứ tiếng động nào người điên khi vừa nhìn thấy tu chân tinh nọ liền lập tức hoang hô hai mắt bừng sáng lập tức trống to lên oa 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 nhiều tiểu nương tử như vậy, nơi này hay đó, bổn vương rốt cục cũng thấy được những người khác chơi đùa rồi. người điên hưng phấn xoa xoa tay, đôi mắt trong mông nhìn về phía vương lâm. ta muốn đi vào đó. ánh mắt vương lâm đảo qua tu chân tinh nọ, không hề khiến bất cứ tu sĩ nào chú ý đã nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ trên tu chân tinh này. tu chân tinh này là một tu chân tinh cấp thấp, phàm nhân rất nhiều, chia thành gần trăm quốc gia, tu sĩ cũng không ít chẳng qua hầu hết tu sĩ mới chỉ ở bước đầu tiên số người ở bước thứ hai không nhiều lắm người có tu vi cao nhất trong đó là tịnh niết nhưng bên trong nền đất tại trung tâm của tu chân tinh này có một cái động rộng rãi trong đó có bốn người hiển nhiên là những lão quái bế quan đã lâu trong đó người cao nhất đạt tới thiên nhân đệ tam suy nhưng chỉ có một người mà thôi hai người còn lại đều là thiên nhân đệ nhất suy một người còn lại có tu vi toái niết Bên trong động ở trung tâm tu chân tinh này có lực lượng băng hỏa luân phiên thay đổi, hiển nhiên là những người này nương theo băng hỏa mà áp chế suy kiếp trong cơ thể, đang cố gắng chậm rãi vượt qua. Ta có chuyện quan trọng, không thể đi chơi với ngươi được. Thu hồi ánh mắt, Vương Lâm đã biết nơi này không ai có thể đã thương được người điên. Không sao đâu. Ta chơi một mình được rồi. Ngươi nếu theo bên cạnh bổn vương ta lại thấy không được tự nhiên. Ngươi cho dù muốn theo bổn vương cũng không đồng ý đâu." Người điên hừ nhẹ một tiếng. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, ánh mắt nhìn người điên lộ vẻ nhu hòa, chậm rãi nói, "Nhất định phải tới nơi đó sao? Hay là ngươi đi với ta đi. Đợi ta xử lý xong việc sẽ mang ngươi đi chơi thật vui." Người điên lắc đầu quầy quậy, quay đầu nhìn tu chân tinh kia, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, thì thào nói, "Nhiều người như vậy, chơi nhất định rất vui, còn có không ít tu sĩ." Ha ha, ta lúc đầu chơi tới đây không phải là để kiếm chỗ chơi sao? Ta không đi chỗ nào khác nữa. Thấy ánh mắt của người điên như vậy, Vương Lâm cười khổ, trầm ngâm một lát. Hắn vẫn còn hơi lo lắng. Dù sao thì tâm trí của người điên này cũng như trẻ con, dù là có thân thể bất diệt nhưng cũng khó tránh khỏi bị người khác lừa gạt. Chính hắn lừa gạt người điên này thì thôi chứ không cho phép kế khác lừa hắn. Tính cách Vương Lâm ân oán phân minh. Người điên này có ân tái tạo với hắn, hắn quyết không cho bất luận kẻ nào làm tổn thương tới người điên nửa điểm. Không được. Vương Lâm vung tay áo lên. Lập tức một luồng ánh sáng màu vàng lao thẳng tới, kéo người điên đang lao đi trở về. Trong mắt người điên nọ liền lập tức bùng lên lửa giận, liên tục gào thét, trong kim quang không ngừng giải dụ. Cũng không biết hắn thi triển thần thông gì mà trong nháy mắt có thể thoát khỏi kim quang, vừa tức giận lại vừa đắc ý rống to với Vương Lâm con bà nó, ngươi dám quản bổn vương sao? Ngay cả ca ca ta cũng không quản được ta. Bổn vương muốn tới đâu chơi thì nhất định sẽ tới đó. Ngươi là sư tôn của bổn vương thì đã sao? Hừ hừ. Bổn vương có bao nhiêu sư tôn chứ? Để ta tính xem, một người, ba người, tám người, quên mất rồi. Dù sao thì cũng nhiều, có ai có gan quản ta đâu. Ta muốn đi chơi. Người điên căm tức nhìn Vương Lâm nghe răng tạo một vẻ mặt vô cùng hung ác. Vương Lâm lạnh lùng nhìn chầm chầm vào người điên. Tính cách của hắn cũng không thích quản người khác, lúc này khi nghe người điên nói kiên quyết như vậy liền hừ lạnh một tiếng, tay phải dơ lên vung về phía trước. Một cái khe trữ vật liền hiện ra, trong đó bay ra hai luồng sáng. Luồng sáng thứ nhất không ngờ truyền ra tiếng gào thét hưng phấn. Không quay về nữa. Lần này nói gì thì nói lão tử cũng không về nữa mỗi lần không cần là lại ném lão tử trở về lão tử nói gì thì cũng là một kiếm linh có thể lập công lao cho sắc tinh cơ mà ngươi không thể đối xử với ta như vậy hứa lập quốc từ trong luồng sáng lóe ra vừa xuất hiện hai mắt hắn liền lóe lên lập tức thấy người điên người điên nọ cũng sửng sốt nhìn hứa lập quốc hai người nhìn nhau hồi lâu đạo quang mang thứ hai từ trong cái khe hiện ra đó chính là lưu kim bưu lưu kim bưu cẩn thận đánh giá bốn xung quanh sau khi nhìn người điên vài lần liền ho khang vài tiếng từ trong ánh sáng đi ra hai người các ngươi đi cùng với hắn ở trên tu chân tinh này chờ ta không được để hắn bị thương tổn nửa điểm vương lâm nói rất ít bên trong lời nói tràn ngập sự uy nghiêm ánh mắt đảo qua người điên vương lâm xoay người bước về phía xa hắn nghĩ với tu vi của hứa lập quốc lại có lưu kim bưu am hiểu quan sát sắc mặt người khác người điên ở trên tu chân tinh này hẳn là sẽ không có vấn đề gì như thế là hắn có thể yên tâm biến mất trong tinh không đi thẳng tới tổng bộ tu chân liên minh thanh thủy sư huynh vương lâm tới rồi vương lâm đi rồi hứa lập quốc và người điên trừng mắt nhìn nhau hồi lâu sau đó đồng thời mở miệng tiểu nương tử nói cho bổn vương biết tên ngươi là gì ngươi là ai hứa lập quốc sửng sốt lập tức lửa giận bừng bừng nhìn chằm chằm vào người điên mở miệng nói ai là tiểu nương tử? Lão tử là nam đó. Người điên cười ha hả, chỉ vào Hứa Lập Quốc đang muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, ôm bụng cười ha hả, cả người dường như nằm lăn ra đất mà cười bò ra. Ngươi là nam. Ha ha, ha ha tiểu hồng, ngươi mau tới xem xem. Kiếm Linh này nói hắn không phải là tiểu nương tử, ha ha, bổn vương chết cười mất, hả? Trời mưa rồi, tiểu hồng, mau mang ô cho ta. Người điên này lầm bầm Ánh mắt dần dần lộ vẻ mê mang, không cười nữa mà nhìn Hứa Lập Quốc ngây ngẩn. Bị hắn nhìn như vậy, Hứa Lập Quốc cũng trừng mắt nhìn lại. Vẻ mặt Lưu Kim Bưu vô cùng kỳ quái, đứng một bên nhìn chằm chằm vào người điên, ánh mắt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Lưu Kim Bưu lộ thần sắc ngưng trọng, tiến lên vài bước, ánh mắt không ngừng đánh giá người điên. Nhất là sau khi nhìn vẻ mặt đối phương nhìn Hứa Lập Quốc liền gật đầu mỉm cười, nụ cười có chút quái quái. Người điên đúng là người điên không sao ánh mắt của hứa lập quốc và lưu kim bưu chậm rãi tiếp xúc đồng thời chuyển động tủng tỉm cười nhìn về phía người điên vương lâm một mình lao đi trong tinh không thân thể hắn mạnh mẽ cả đoạn đường đi dù gặp phải khe không gian thì cũng thường là không cần tránh né khe không gian va chạm với hắn liền lập tức sụp đổ không thể tạo thành nửa điểm thương tổn đối với hắn mơ hồ bên ngoài thân thể hắn còn có một vần sáng màu vàng nhạt lóe lên Hắn bước đi trong tinh không giống như một bước mà rút ngắn cả không gian vô tận vậy. Không có người điên đi theo, tốc độ vương lâm đã đạt tới đỉnh điểm. Khoảng cách từ chỗ hắn tới tổng bộ của tu chân liên minh không ngắn nhưng lúc này vương lâm khi cất bước chỉ cần có ba bước là đã quét ngang qua tinh không. Bước đầu tiên hạ xuống là ở trong một khu vực tu chân tinh dày đặc sương mù, có rất nhiều tu sĩ côn hư đang bố trí trận pháp. Vương lâm xuất hiện không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra hầu hết đều chỉ cảm nhận có một sự dao động yếu ớt trong tinh không sau đó lập tức tiêu tan lỗ phu tử bất ngờ cũng ở trong đám tu sĩ này tu sĩ bước thứ ba của côn hư vô cùng thưa thớt mà người hiểu trận pháp thượng cổ lại càng ít hơn do đó lỗ phu tử được hồng sam tử yêu cầu đi tới bên ngoài côn hư bố trí trận pháp dù là hắn thì cũng chỉ cảm thấy thoáng hoa mắt dường như có một người từ xa nhìn lại mà thôi thần sắc hắn nhất thời trở nên ngưng trọng hình như có người vừa mới qua đây, khí tức rất quen thuộc. Lỗ phu tử nhìn về phía trước, một lúc sau liền lắc đầu. Khí tức này rất giống của hắn, chỉ là qua vài chục năm. Tin tức của hắn vẫn không có chút nào, chắc là ta hoa mắt rồi. Thần sắc lỗ phu tử hơi trầm xuống. Vương Lâm vừa nãy thấy lỗ phu tử nhưng hắn không có thời gian, không dừng lại mà bước tiếp bước thứ hai. Bước thứ hai này đã đưa hắn tới gần trung tâm của côn hư tinh vực khu vực trống trải này không ngờ lại có vô số khe không gian như những vết sẹo đang xen nhau hiện lên dường như trước đây mấy năm ở nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến trận đại chiến này rất kịch liệt khiến cho tinh không sụp đổ đúng là bởi vì nơi này bị sụp đổ trong phạm vi lớn nên mới khiến cho vô số khe không gian xuất hiện khiến cho nơi này dường như tách khỏi côn hư thần thức cũng rất khó có thể bao trùm địa phương này hơn nữa quanh đây lại có những làn sóng gợn mơ hồ tồn tại Do vậy nơi đây đã hoàn toàn phong tỏa khả năng dò xét của thần thức, trở thành một vùng cấm thức. Thậm chí ở nơi này còn có mùi máu tanh nhàn nhạt, rất lâu không tiêu tan, chứng tỏ trận chiến năm đó ở nơi này vô cùng thảm khốc. Vương Lâm nhớ rõ ràng lúc La Thiên và Liên Minh tinh vực giao chiến cũng không khiến cho tinh không sụp đổ trong phạm vi lớn như thế này. Kịch biến ở nơi đây chỉ có một nguyên nhân. Ta ở trong cơ thể của U Minh thú mấy ngày, không biết đã trải qua bao nhiêu năm cuộc chiến với giới ngoại không biết đã xảy ra mấy lần rồi. Mấy thất thải giới theo lý mà nói hẳn là đã bị tìm thấy và phá hủy rồi mới đúng. Vương Lâm trầm mặt, bước nửa bước về phía trước. Nhưng hắn còn chưa kịp bước hết thì hàng quan trong mắt chợt lóe lên quay đầu nhìn về phía xa. Ở phía xa có ba luồng sáng đang lao nhanh tới. Bên trong luồng sáng phía trước là một tu sĩ giới nội. Người này là một lão già, sắc mặt tái nhợt, trong lúc lao đi không ngừng phun máu tươi, tuy nhiên thần sắc vẫn rất dữ tợn cắn răng phi hành phía sau hắn có hai tu sĩ giới ngoại trên mi tâm có ấn ký án ký trên mi tâm của hai người này bất đồng một là tu sĩ của hỏa tức tộc còn một người không ngờ lại thuộc thiên lang tộc thần sắc hai người âm trầm lộ vẻ tàn nhẫn trong lúc nhanh chóng truy kích tu sĩ hỏa tức tộc cười lạnh tay phải giơ lên vung về phía trước đột nhiên từ trong mi tâm của hắn có một luồng lửa ầm ầm tràn ra viêm lôi tử ngươi năm lần bảy lượt tiến vào nơi này chẳng lẽ lại còn tưởng nơi này như giới nội của ngươi mấy lần trước thả cho ngươi rời đi lần này thì ngươi phải ở lại thôi ngọn lửa ầm ầm giống như một biển lửa điên cuồng hướng về phía lão già trước mặt tràn tới lão già này bất ngờ chính là viêm lôi tử ánh mắt viêm lôi tử lộ vẻ điên cuồng vừa lao đi vừa gầm nhẹ hai tay bắt quyết vỗ về phía sau lập tức liền có mười mấy mảnh đại lục biến ảo ra tầng tầng lớp lớp đụng vào biển lửa đang lao tới một tiếng nổ ầm vang lực trùng kích khuếch tán ra tám hướng viêm lôi tử phun một nguồn máu tươi thân thể nương theo lực lượng này điên cuồng phóng về phía trước những mảnh đại lục phía sau bị biển lửa thiêu đốt lập tức liền có ba khối sụp đổ những mảnh còn lại bị cuốn đi nhanh chóng bay theo viêm lôi tử nếu không có ước định giữa phó hội trưởng trường tôn hội thiên triệu thượng sư và giới nội các ngươi tạm hoãn giao chiến thì cung hư tinh vực này toàn bộ đã trở thành địa giới của thái cổ tinh thần rồi. Ánh mắt tu sĩ Phụng Thiên Lan tộc lộ vẻ kinh miệt, vừa truy kích tay phải vừa điểm về phía trước. Bất ngờ phía sau hắn liền vang lên tiếng sói tru kinh thiên. Một con thanh lang mấy trăm trượng biến ảo ra, trực tiếp lao về phía viêm lôi tử mà cắn. Hai người này là tu sĩ thái cổ tinh thần, tu vi đều là toái niết đại viên mãn lúc này đấu với viêm lôi tử cùng tu vi. Do vậy mà hai người đồng thời đuổi giết, viêm lôi tử có thể kiên trì tới lúc này, bỏ chạy được tới đây cũng đủ thấy sự mạnh mẽ của hắn. Trong nháy mắt khi thanh lang lao tới, viêm lôi tử xoay phát người lại cắn chóc lưỡi phun một ngụm máu tươi, rơi trên một mảnh đại lục, thần sắc dữ tợn hét lớn, nổ. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Hơn 11 mảnh đại lục đồng thời nổ tung, hóa thành một lực lượng hủy diệt khổng lồ, đánh thẳng tới thanh lang. Tiếng chấn động vang vọng tám hướng. Thanh lang nọ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể liền sụp đổ. Nhưng thân thể viêm lôi tử cũng kịch chấn, sắc mặt trắng bệt, lão đảo lui lại phía sau. Tàn tu giới ngoại, nếu hồng sam tử đại nhân không phải bị vây, nam vân tử đại nhân chưa xuất quan, nếu phong tôn của giới nội của ta không mất tích thì các ngươi sao có thể kiêu ngạo chứ. Tiếng nói của viêm lôi tử đầy thê lương, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng hắn biết mình chỉ cần chạy thoát khỏi khu vực này thì đối phương sẽ không tiếp tục truy kích nữa. Dù sao rời khỏi vùng không gian cấm thức này, bên ngoài tinh không liền có thể sử dụng xúc địa thành thốn, đối phương dù truy kích cũng phải cố kỵ. Chỉ là nơi này còn cách ranh giới của vùng cấm thức một khoảng. Viêm lôi tử lúc này cắn răng, liều mạng lui lại phía sau. Trong nháy mắt khi lực trùng kích tràn ra, tu sĩ hỏa tức tộc và tu sĩ phụng thiên lang tộc cất bước đi tới, càng ngày càng áp sát viêm lôi tử thật quá buồn cười hồng sam tử và nam vân tử thì không nói còn phong tôn trong miệng các ngươi thì là thứ gì chứ người này năm đó chỉ là may mắn mà thôi rõ ràng hắn đã phải bỏ ra tính mạng tử vong rồi mà các ngươi còn kiên trì nói là mất tích ánh mắt tu sĩ hỏa tức tộc lộ vẻ cừu hận lạnh giọng nói tay phải bắt quyết lập tức phía sau hắn liền có một con hỏa điểu màu đen rít gào lao ra phong tôn có chết hay không thì các ngươi còn rõ ràng hơn chúng ta nếu không thì sao lần đại chiến thứ ba hắn không xuất hiện? Nếu không thì khi Hồng Sam tử bị vây sao hắn không ra tay? Phong tôn sao? Đấy chỉ là cách xưng hô giả dối của các ngươi mà thôi. Lão Phu thấy hắn chẳng qua chỉ là một thằng nhãi ranh. Tu sĩ Phụng Thiên Lan tộc nói năng sắc bén vừa tiến tới vừa bắt quyết. Lập tức toàn bộ cánh tay phải của hắn xuất hiện những sợi lông xanh rất dài. Viêm lôi tử lùi lại phía sau, thần sắc dù ảm đạm nhưng vẫn cười rộ lên, chỉ về phía tu sĩ Hỏa Tước tộc, giữ tận cười nói, "Buồn cười sao? Phong Tôn giết lão tổ của các ngươi như lấy đồ trong túi, chém chết hắn trước mặt hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại. Tiếng kêu thảm thiết của hắn trước khi chết ngươi đã được nghe chưa?" Sát khí trong mắt tu sĩ Hỏa Tước tộc bốc lên ngập trời. Đây chính là nỗi đau của Hỏa Tước tộc bọn họ. Còn cả ngươi nữa, lão tổ của Phụng Thiên Lang tộc các ngươi là nô bộc của Phong Tôn. Hắn mặc dù đào tẩu nhưng ngươi có thấy hắn có ngày nào là không sợ hãi hay không? Có ngày nào không? Tu sĩ Phụng Thiên Lang tộc biến sắc, lông xanh mọc ra càng nhanh cuối cùng đã phủ gần nửa thân thể. Trong lúc hắn nâng tay, bên ngoài cánh tay phải bất ngờ huyển hóa ra một cái đầu sói khổng lồ. Ngươi xuống Hoàng Tuyền mà tìm Phong Tôn của ngươi đi thôi. Tiếng gầm nhẹ mang theo sát khí trong nháy mắt vang lên. Tu sĩ Phụng Thiên Lang tộc vung mạnh tay phải khiến một tiếng sói tru kinh thiên truyền ra cánh tay phải trực tiếp tách khỏi thân thể, hóa thành một con sói lớn lao thẳng về viêm lôi tử. Cùng lúc đó, tu sĩ hỏa tước tộc cũng gầm nhẹ. Con hỏa điểu màu đen phía sau hắn rít lên một tiếng, chớp đôi cánh lửa. Biển lửa ngập trời màu đen cuốn tới, cùng cự lan với tốc độ cực nhanh đánh về phía viêm lôi tử. Hết thảy mọi chuyện chỉ phát sinh trong phút chốc. Viêm lôi tử cất tiếng cười thảm, bỏ qua ý niệm bỏ chạy. Lúc này ánh mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, khí thế bạo tăng. Chết, lão phu không sợ. Cho dù chết cũng phải chết cho oanh oanh liệt liệt. Hắn cười điên cuồng, không lùi mà tiến, toàn thân giống như bốc cháy, muốn dùng tính mạng để đổi lấy lực lượng bộc phát trong nháy mắt. Hỏa điểu màu đen mang theo ngọn lửa ngập trời, cự lan mang theo cơn lốc hung tàn lao tới. Vẻ mặt tu sĩ hỏa tước tộc và phụng thiên lang tộc lộ vẻ tàn nhẫn. Hai người bọn họ dường như đang tưởng tượng tới lúc đối phương va chạm với chúng, ngay lập tức khiến hình thần câu diệt cho dù là tự bạo thì dưới sự liên thủ của hai người trong vùng cấm thức này cũng sẽ không có bất cứ tác dụng nào nhưng đúng lúc này thì kinh biến đột nhiên xảy ra một cánh tay phải trông rất tầm thường không biết từ đâu liền vương ra túm lấy viêm lôi tử đang liều chết xông tới nhẹ nhàng kéo hắn lại nhu hòa đẩy hắn sang một bên dập tắt ngọn lửa sinh mạng đang bị thiêu đốt của hắn ngay sau đó một bóng người mặc bạch y bất ngờ xuất hiện thần sắc âm trầm trong nháy mắt khi hắn hiện ra liền ngẩng phát đầu, hai mắt tỏa ra kim quang vạn trượng. Kim quang này kinh thiên động địa, trong tích tắc xuất hiện liền chiếu rọi cả tinh không, giống như tạo thành một thế giới màu vàng vậy. Cút ngay. Trong nháy mắt khi kim quang xuất hiện, một giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm vang lên, khiến hai tu sĩ giới ngoại tê dại, cảm giác như sắp sửa hồn phi phách tán. Giọng nói này hai người bọn họ rất quen thuộc giọng nói này là cơn ác mộng trong trí nhớ của bọn họ là nỗi sợ hãi không thể mất đi từ khi bọn họ gia nhập vào đợt sóng tu sĩ thứ ba trong trận chiến đầu tiên với giới nội nhất là trong tích tắc khi thấy được thân ảnh mơ hồ kia hy vọng mong manh sâu trong nội tâm họ lại càng ầm ầm sụp đổ phong tôn phong tôn giọng nói bị nỗi sợ hãi cực điểm không cách nào hình dung nổi khiến cho trở nên méo mó truyền ra tiếng nói đó rất thê lương khiến cho người nghe phải dựng trả tóc gáy chỉ có sự sợ hãi tới mức tâm thần gần như sụp đổ mới có thể phát ra được giọng nói thế này phong tôn vương lâm tiếng nói cuối cùng mang theo vẻ kinh ngạc đồng thời lộ rõ vẻ vui mừng khó có thể hình dung nổi không dám tin vào mắt mình là của viêm lôi tử ta đã trở về nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha